Cuồng Long Vượt Ngục, Diệp Lâm. Tập 17. Ở phía bên kia, trong doanh trại, những người còn lại của Bát Kỵ Ung Châu đang thực hiện những sắp xếp cuối cùng, chuẩn bị cho việc giành danh hiệu chiến thần. Chúng ta đã thống nhất, nếu cuối cùng có người ngoài chiếm lấy vị trí thì cũng không được bất mãn, không nên tụ tập đông người gây rối. Một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài lịch lãm đưa ra lời dặn dò cuối cùng. Đừng để người ngoài nghĩ rằng quân đội Ung Châu của chúng ta không biết điều, để người khác coi thường. Người lên tiếng là Tôn Kính Phàm, thủ lĩnh của Bát Kỵ Ung Châu, đồng thời là sĩ quan tham mưu quân đội. Anh ta có uy tín cực cao trong quân đội, đồng thời cũng là ứng cử viên có kỳ vọng cao nhất cho vị trí chiến thần. Đáng tiếc là ba lần đệ đơn lên đều bị từ chối. Cuối cùng, một cuộc tranh tài đã được quyết định, quy tụ các cao thủ từ mọi tầng lớp trong và ngoài quân đội. Việc cạnh tranh đương nhiên cũng trở nên khốc liệt hơn. Chúng ta sẽ hợp lực giúp anh cả giành được vị trí chiến thần. Một người đàn ông vạm vỡ khác khoảng 30 tuổi nói một cách chắc chắn. Đây chính là người đứng thứ hai Bát Kỵ, tên là Tào Minh Vọng, người có công phu cao nhất trong 8 người. Anh ta là cánh tay phải đắc lực nhất của Tôn Kính Phàm. 8 người họ đã đồng ý rằng sẽ dốc toàn lực để hỗ trợ anh cả của mình, đánh bại mọi kẻ khiêu chiến và thăng cấp lên vị trí chiến thần. Hơn nữa, lần tuyển chọn này dựa trên năng lực tổng thể một người phụ nữ có khí thế mạnh mẽ lên tiếng, chiến thần không chỉ có năng lực chiến đấu mà còn phải có trí óc hoạch định chiến lược. Chúng ta ở trong quân đội nhiều năm như vậy, chẳng lẽ tài điều binh khiển tướng của chúng ta lại không bằng những người ngoài kia? Người phụ nữ này tên là La Thu Nhạn, mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng là người đứng thứ ba trong Bát Kỵ, đồng thời cũng là một cung thủ lão luyện trong quân đội, bách phát bách trúng. Ha ha, cô ba nói đúng, Tào Minh Vọng cười nói. So với năng lực toàn diện của quân đội, cơ hội chiến thắng của anh cả sẽ lớn hơn. Lúc này, một người đàn ông đầu chọc khác cười nói, nếu không phải giúp anh cả thành công thì tôi thật muốn tranh đoạt vị trí chiến thần. Ai ra, nếu tôi có thể trở thành chiến thần thì sẽ uy nghiêm biết bao, xem ai còn dám gọi tôi là kẻ thua cuộc, xem người phụ nữ nào dám cầm sừng tôi nữa. Tào Minh Vọng chế nhạo nói, lão Lục, cậu mới vào quân đội chưa bao lâu mà đã muốn trở thành chiến thần rồi. Tốt nhất là cậu nên hỗ trợ anh cả đi, đừng có ảo tưởng viển vông nữa. Lão Lục, nếu cậu muốn thì có thể thử một lần. Tôn Kính Phàm, thủ lĩnh của Bát Kỵ cũng động viên, cậu đã lập được nhiều chiến công, có tiềm lực rất lớn, đừng nghe đám lão nhị nói năng linh tinh. Mọi người không cần phải lo cho tôi, chỉ cần có cơ hội, tất cả đều phải nỗ lực hết mình. Bất kỳ ai trong chúng ta giành được vị trí chiến thần thì đều tốt cả. Người đàn ông được mọi người gọi là Lão Lục tên là Lục Cảnh Sinh. Tuy là người mới vào quân đội nhưng đã lập được nhiều chiến công, cuối cùng trở thành một trong Bát Kỵ và giờ đứng ở vị trí thứ 6. Trước đây, ở Ung Châu chỉ có Ngũ Kỵ, nhưng sau đó đã mở rộng thành Bát Kỵ, thu nhận thêm 3 người mới có tiềm năng nhất. Được rồi, lúc này, Tôn Kính Phàm đứng dậy nói, đừng nói nhảm nữa. Cũng đến giờ phải đi rồi. Với tư cách là chủ nhà, chúng ta phải ra ngoài để chào đón du khách thập phương, làm quen với giới tinh hoa của xã hội. Nói xong, 7 người cũng chuẩn bị lên đường. Anh cải không ổn rồi. Lý Bình Lương loạng choạng bước vào. Có người tới gây sự, uy hiếp trở thành chiến thần Ung Châu. Ngay sau đó, Lý Bình Lương kể lại chuyện vừa xảy ra. Cái gì, sức mạnh của người này còn lớn hơn của anh. Có thể nâng 2 chiếc vạc ngàn cân bằng một tay. 7 người nghe xong có chút khó tin. Bởi sức mạnh của Lý Bình Lương vốn đã nổi tiếng trong quân đội. Là nhất cả tôi, cả vạc, Lý Bình Lương nói với vẻ mặt xấu hổ, vừa tức giận vừa khó chịu. Đột nhiên, không gian rơi vào im lặng. Tôn Kính Phàm suy nghĩ một lát rồi nói, quả nhiên, trận chiến giành chiến thần lần này sẽ rất khốc liệt. Những người dám tới thi tuyển đều là những cao thủ mạnh mẽ. Nếu người ta đã đánh tới cửa, gọi tên chỉ mặt Bát Kỵ, vậy chúng ta cứ đi ra ngoài gặp anh ta xem sao. Được, để tôi ra ngoài đập cho tên nhóc kia một trận. Tào Minh Vọng kiêu ngạo nói, chỉ có chút sức khỏe mà muốn trở thành chiến thần, còn lâu mới đủ, La Thu Nhạn cũng không đồng ý, chẳng qua chỉ là một kẻ liều lĩnh, không có gì phải lo lắng cả. Cậu nói tên nhóc kia tên là gì? Họ Diệp sao? Sao cái tên này nghe có vẻ quen quen? Lục Cảnh Sinh gãi gãi cái đầu hói. Tôn Kính Phàm nói, đi thôi, vừa hay ra ngoài xem mọi chuyện thế nào. Vì muốn tranh giành vị trí chiến thần nên đương nhiên phải đối phó với kẻ thù và thử thách đến từ mọi nơi. Một lúc sau, nhóm 8 người đã đến sàn đấu. Nhìn thấy Bát Kỵ Ung Châu cùng nhau đến,
những tiếng hoan hô đồng loạt vang lên. Mỗi người trong số 8 người đều rất oai phong lẫm liệt, khiến người ta ngưỡng mộ. Nhìn thấy anh họ của mình đã gọi những người còn lại ra, Hàn Mộc Xuân bỗng bình tĩnh trở lại, không khỏi vui mừng khôn xiết. Anh ta thầm nghĩ, đúng rồi, mình lo cái quái gì chứ? Quân đội Ung Châu còn rất nhiều nhân tài mà. Cho dù anh họ của anh ta không phải là đối thủ của tên nhóc đó, thì 7 người còn lại của Bát Kỵ Ung Châu chẳng lẽ lại không đấu lại được tên nhóc đó sao? Hàn Mộc Xuân bỗng nhiên lấy lại tinh thần, đứng dậy từ dưới đất, mỉm cười chờ đợi Diệp Lâm bị Bát Kỵ đánh bại. Anh cả, chính là anh ta. Lý Bình Lương chỉ vào Diệp Lâm. Diệp Lâm liếc nhìn mọi người, bình tĩnh nói, nghe nói 8 người các anh là người mạnh nhất trong quân đội Ung Châu. Nào, cùng lên cả đi, hãy cho tôi xem các anh manh đến đâu. Những lời này vừa nói ra, hiện trường lại một lần nữa trở nên xôn xao. Mọi người nhìn Diệp Lâm với ánh mắt không thể in được, tự hỏi ai đã cho anh dũng khí nói ra những lời ngạo mạn như vậy. Chỉ có một người mà dám khiêu chiến Bát Kỵ của Ung Châu. Đúng là nực cười. Anh điên rồi ư. Mặc dù vừa rồi Diệp Lâm đã dùng khí thế kinh khủng áp đảo Lý Bình Lương, nhưng lần này đối mặt với Bát Kỵ, chắc chắn anh sẽ không có cơ hội chiến thắng. Ha ha, Hàn Mộc Xuân nhìn thấy cảnh này thì không khỏi cười lớn, nghĩ thầm, tên nhóc này mới thắng một trận mà đã ngông cuồng như vậy rồi, đúng, là tự lao đầu vào chỗ chết. Vì vậy Hàn Mộc Xuân vội vàng nói, các anh ơi, xin hãy hợp lực dạy dỗ tên nhóc này một bài học đi ạ. Nghe vậy, Lý Bình Lương lại trừng mắt nhìn em họ. Của mình, quát lên, cậu im đi. Sợ rằng mình gây rối chưa đủ hay sao? Hàn Mộc Xuân sợ đến mức rụt đầu lại, không dám nói thêm nữa. Ha ha, ở phía bên kia khán đài, Hàn Sơn Hà, không khỏi bật cười, quả nhiên là anh em kết nghĩa của tôi, quả thực rất có khí phách. Vừa lên đài đã thách thức cả Bát Kỵ Ung Châu. Tuy nhiên, muốn trở thành chiến thần thì phải năng lực ngăn chặn hàng triệu quân địch, chỉ một Bát Kỵ nhỏ nhoi đương nhiên không đáng là gì. Hàn Sơn Hà cho rằng chỉ cần anh em kết nghĩa của mình có thể đánh bại Bát Kỵ, vị trí chiến thần sẽ nằm chắc trong lòng bàn tay. Bớt ngông cuồng đi. Lúc này, La Thu Nhạn bước ra mắng mỏ, đừng nghĩ rằng với một chút sức mạnh kỳ lạ mà muốn làm gì thì làm trong quân đội Ung Châu chúng tôi. Muốn chỉ huy thì cần phải cân nhắc đến năng lực tổng thể. Không chỉ phải có sức mạnh mà còn phải có đầu óc. Làm sao có thể chỉ huy toàn quân chỉ bằng vũ lực được? Không sai. Những lời này vừa nói ra đã thực sự nhận được sự tán thành của mọi người có mặt. Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thẩm Thường Thanh còn chủ động nói, lần tuyển chọn chiến thân lăn này không chỉ là một cuộc thi đấu đơn giản trên võ đài, mà còn đánh ra tố chất toàn diện của một người. Mặc dù cậu có sức mạnh hơn Lý Bình Lương, nhưng muốn bước lên vị trí chiến thần, cậu vẫn cần phải chứng minh mình ở những phương diện khác. Diệp Lâm gật đầu. Tuy nói là vậy nhưng lần này Diệp Lâm cũng không có ý định tham gia thi đấu một cách bình thường. Là người duy nhất trên khán đài nắm giữ hổ phù của quân đội Ung Châu, anh còn cần phải tranh giành với người khác nữa sao? Chiến thần cũng cần có năng lực chiến đấu đơn độc, có thể lấy đầu tướng địch cách xa ngàn dặm. Lúc này, La Thu Nhạn bước tới, cầm cung tên ra, nói một cách khiêu khích. Anh dám so tài với tôi không? Nếu anh thẳng được cây cung trong tay tôi sẽ chịu thua. Thấy vậy, mọi người xung quanh lại kêu lên. La Thu Nhạn là một tay thiện xạ nổi tiếng trong quân đội, bách phát bách trúng, không ai sánh kịp. Cô ta từng bắn xuyên qua hơn 10 kẻ thù chỉ với một mũi tên, từ đó trở nên nổi tiếng. Phi Vũ Doanh dưới sự chỉ huy của cô ta là đội cung thủ nổi tiếng nhất trong quân đội Ung Châu, vạn. Tên bắn ra, bất khả chiến bại. Nói đến bản tên, đừng nói là quân đội Ung Châu, cho dù là toàn bộ chiến khu Cửu Châu cũng không ai có thể là đối thủ của cô ta. Mọi người đều cho rằng nếu Diệp Lâm nhận lời khiêu chiến này thì chắc chắn sẽ thua. Tuy nhiên, Diệp Lâm lại không chút do dự, gật đầu đồng ý. Tới đi, Diệp Lâm bình tĩnh nói, để tôi xem tài thiện xạ của cô tài giỏi đến mức nào. Đối với Bát Kỵ Ung Châu, Diệp Lâm vẫn cần phải quy phục từng người một, đây cũng có thể coi là bước mở đường cho anh trong việc chỉ huy toàn bộ quân đội Ung Châu. Được, hay lắm, La Thu Nhạn không ngờ rằng Diệp Lâm sẽ đồng ý dễ dàng như vậy, không khỏi nhìn anh bằng ánh mắt khác. Ngay sau đó, La Thu Nhạn ném cung về phía Diệp Lâm, vậy chúng ta hãy thi bản vào bia di động đi. Cái gọi là bia di động là một mục tiêu ở giữa không trung, giống như một chiếc đĩa bay qua với tốc độ cao. Trong thời gian giới hạn, càng bắn trúng nhiều mục tiêu thì coi như kỹ năng bản cung của càng tốt. Bản mục tiêu đang di chuyển là một kỹ năng rất quan trọng trong quân đội.
Suy cho cùng, trên chiến trường, kẻ địch sẽ không phải là mục tiêu chết, chỉ đứng đó chờ quân ta bản. Làm thế nào để tiêu diệt được nhiều mục tiêu di động trong thời gian ngắn là khả năng không thể thiếu trong quân đội dưới thời La Thu Nhạn cũng là những người đi đầu trong lĩnh vực này. Những mũi tên từ Phi Vũ Doanh sẽ rơi như mưa, khiến kẻ thù khiếp sợ. Bắt đầu đi! Vừa dứt lời, La Thu Nhạn đã phất tay, ra lệnh cho những người bên cạnh. Ngay lập tức, hàng trăm mục tiêu di chuyển nhanh xuất hiện giữa không trung như một con rồng dài, băng qua toàn bộ sân đấu. La Thu Nhạn không nói nhiều, thản nhiên dương, cung lên, cầm lấy hơn 30 mũi tên. Vút! Chỉ nghe một thanh âm xé gió vang lên, vang vọng cả bầu trời. Hơn 30 mũi tên đồng thời bắn ra, giống như nữ thần giải hoa, bắn thẳng vào mục tiêu. Trong chớp mắt, giữa những tiếng reo hò của đám đông, hơn 30 mũi tên đã bắn trúng mục tiêu, khiến chúng rơi xuống. Hơn nữa, mỗi mũi tên đều xuyên qua tâm mục tiêu một cách chính xác, không có bất kỳ sai lệch nào. Nếu đây là kẻ thù đang lao về phía họ, La Thu Nhạn sẽ chôn vùi tất cả chỉ bằng một lần bản. Wow! Hiện trường bỗng nhiên bùng lên những tiếng hò hét và cảm thán. Giỏi quá đi! Giống như phép thuật vậy. Chỉ bắn một lần mà có thể uy lực như vậy, không hổ danh là xạ thủ giỏi nhất Ung Châu. Hàn Mộc Quân đứng bên cạnh cũng sửng sốt kêu lên, không hổ danh là La Đại Nhân. Đồng thời, anh ta cũng có phần tiếc nuối, thầm nghĩ, nếu mục tiêu là tên nhóc họ Diệp kia thì tốt biết bao. La Đại Nhân nương tay rồi. Nếu hai người bản nhau thì tên nhóc họ Diệp không chết cũng què. Không tệ. Trên khán đài bên kia, một nhóm quan chức cấp cao do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đứng đầu đều gật đầu khen ngợi. Quân đội Ung Châu mặc dù không có lãnh đạo, nhưng trong quân doanh cũng có rất nhiều nhân tài, mỗi người đều có kỹ năng riêng. Chỉ nói đến tài thiện xạ bách phát bách chúng này đã đủ để chấn động toàn quân rồi, không có ai là không phục cả. Ai ra, lần này cũng hơi rắc rối đấy. Hàn Sơn Hà thấy vậy, không khỏi lo lắng cho Diệp Lâm. Nếu là thi đấu võ thuật, ông đương nhiên sẽ không lo lắng gì về người em trai kết nghĩ này. Nhưng không ngờ bát kỵ Ung Châu này không đọ kiếm mà lại đọ cung. Đừng nói là Diệp Lâm, cho dù là ông ta thì e rằng cũng không thể địch nổi với tay thiện xạ nổi tiếng này. Mọi người có mặt tại hiện trường cũng đều cho rằng không cần thiết phải tiếp tục tranh tài nữa. Cho dù đối thủ được trao 100 cơ hội thì liệu anh có thể tái hiện lại sức mạnh mũi tên của La Thu Nhạn vừa rồi không? Ha ha, cô ba còn chưa sử dụng toàn lực đâu. Tào Minh Vọng, một trong bát kỵ sĩ, cũng cười nói, tên nhóc, mau nhận thua đi. Trong những tiếng bàn tán của khán giả, Diệp Lâm bình tĩnh kéo cây cung trong tay, bình tĩnh nói, đến lượt tôi. Nghe vậy, La Thu Nhạn không khỏi ngạc nhiên. Anh thực sự muốn đấu tiếp sao? Vẫn không chịu bỏ cuộc à? Cô ta cho rằng ngay cả chiến thần Côn Luân cũng sẽ bị mũi tên của mình đánh bại chứ đừng nói đến chàng trai trẻ trước. Nhưng không ngờ đối phương lại tiếp tục thi đấu. Chẳng lẽ anh có cách có thể bản xuyên qua hơn 30 mục tiêu đang bay ngang qua với một lần bắn, hơn nữa còn bắn trúng hồng tâm sao? Được. La Thu Nhạn cũng muốn xem sự tự tin của đối phương đến từ đâu. Anh đã sẵn sàng chưa? Sau khi Diệp Lâm gật đầu, La Thu Nhạn phát hiệu lệnh. Giữa không trung, hàng trăm mục tiêu lại bay ra. Mọi người đổ đồn vào Diệp Lâm. Muốn xem anh đối phó như thế nào? Tôi đoán tên nhóc này sẽ rút ra hơn 100 mũi tên, sau đó bản bừa, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Hơn 100 mũi tên, anh đã bản tên bao giờ chưa? Không có ai đủ sức để làm như vậy cả. Đừng nói là bản bừa, ngay cả một mục tiêu cũng khó có thể bắn trúng. Đúng, 30 mũi tên của La Đại Nhân chắc chắn là giới hạn đối với người bình thường rồi. Thử tưởng tượng mà xem, đánh một đường kiếm và 100 đường kiếm, liệu sức mạnh sử dụng có giống nhau không? Bắn cung cũng vậy. Tuy nhiên, tên nhóc này cũng có sức lực khá lớn, một lần bắn ra 20-30 mũi tên chắc là không thành vấn đề, có thể thử vận may. Mọi người ở hiện trường đều thi nhau bản tán. Nhưng hầu hết đều đoán rằng Diệp Lâm sẽ bắn bừa để xem vận may. Ngay cả La Thu Nhạn ở bên cạnh cũng nghĩ như vậy. Giới hạn của tôi là bắn 50 mũi tên một yên. La Thu Nhạn có lòng tốt nhắc nhở, tôi nghe nói sức mạnh của anh lớn hơn Lý Bình Lương. Vậy thì bắn 30-40 mũi tên sẽ không thành vấn đề. Diệp Lâm nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, khoảng cách ngắn, mục tiêu lại ít, không cần nhiều tên như vậy. Cái gì? La Thu Nhạn nghe vậy thì lấy làm ngạc nhiên ý anh là gì? Chẳng lẽ anh cũng muốn sử dụng 30 mũi tên à? Mỗi mũi tên tôi đều bản trúng hồng tâm,
anh có chắc mình cũng có thể làm được không? Diệp Lâm cười nói, tôi không cần tên. Vừa nói, Diệp Lâm vừa rút cung ra, nhưng không hề lắp mũi tên, cứ thế kéo ra. Cảnh tượng này ngay lập tức khiến toàn bộ khán giả phải kêu lên vì ngạc nhiên. Mọi người đều nghĩ, họ có nhìn nhầm không? Cái gì vậy, anh ta kéo một cây cung trống. Đừng nói là tên nhóc này tự mình bỏ cuộc đấy. Aidas, tôi chờ lâu như vậy, còn tưởng rằng sẽ có kỳ tích gì xảy ra, nhưng hóa ra lại là một trò hề. Nếu đã vậy, sao vừa rồi cậu ta còn chấp nhận lời khiêu chiến làm gì? Đúng là lãng phí cảm tình của chúng ta. Khi nhìn thấy Diệp Lâm rút cây cung trống ra, trong mắt mọi người cũng giống vẫy một lá cờ trắng, chẳng khác nào chủ động bỏ cuộc. Ha ha, Hàn Mộc Xuân nhìn thấy cảnh này, không khỏi cười lớn, đúng là mất mặt. Tôi còn tưởng rằng anh thật sự có tài bắn cung có thể sánh ngang với La Đại Nhân, hóa ra chỉ là ra vẻ mà thôi. La Thu Nhạn cũng lắc đầu bất lực, có vẻ hơi thất vọng. Không ngờ đối phương ngay cả dũng khí thử một lần cũng không cớ. Với chút năng lực này mà cũng dám đến Ung Châu khiêu chiến tám người bọn họ ư. Ngay khi quay người lại, La Thu Nhạn nghe thấy một âm thanh xuyên qua không khí phát ra từ phía sau. Đương nhiên là sau khi Diệp Lâm kéo cung, âm thanh của dây cung rất trong trẻo dễ nghe. Audio điện tử Võ Tấn Bền. La Thu Nhạn mãi không nghe thấy âm thanh của cung tên được phóng ra. Nhưng ngay lúc đó, phập, 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 bầu trời phía trên đầu vang lên hàng loạt tiếng nổ lách tách như tiếng pháo. Chuyện gì vậy? La Thu Nhạn giật mình, sau đó ngước lên, hai mắt mở to, hơi thở ngừng lại, sững sờ tại chỗ. Phía trên đầu, hàng trăm mục tiêu đang lao tới với tốc độ cao bị bản chúng bởi một sức mạnh không, lần lượt vỡ tan. Giống như những quân bài domino, chúng kêu tăng rắc và vỡ liền một đường. Trong phút chốc, hàng trăm mục tiêu di động trên không trung đều bị đập nát thành từng mảnh, rải rác khắp mặt đất. Lúc này, không khí tại hiện trường dường như đông cứng lại. Âm thanh ồn ào đột nhiên dừng lại, chỉ còn lại tiếng các mục tiêu bị đập nát lần lượt rơi xuống đất vang vọng khắp sân đấu. Mọi người đều sửng sốt và hoàn toàn choáng váng trước cảnh tượng đáng kinh ngạc trước mắt, mãi không nói lên lời. Lúc này, lời nói đã không thể diễn tả hết sự kinh hãi và chấn động trong lòng mọi người nữa. Cái này, sao có thể như vậy được? La Thu Nhạn vô cùng sửng sốt. Là cao thủ dùng tên, trong suốt cuộc đời mình, cô ta chưa bao giờ có thể nghiền nát hàng trăm mục tiêu chỉ với một lần bắn. Như cô ta vừa nói, thành tích tốt nhất của cô ta cũng chỉ là 50 mũi tên một lần. Nhưng trước mặt cô ta, hàng trăm mục tiêu đã bị nghiền nát cùng lúc, quả là một điều kỳ diệu. Chẳng lẽ, La Thu Nhạn không thể tin được, run rẩy quay lại và nhìn Diệp Lâm phía sau. Đúng lúc này, Diệp Lâm chậm rãi thu cây cung trống rỗng trong tay về. Cái này, là do anh làm sao? La Thu Nhạn không thể tin được. Anh không hề sử dụng mũi tên nào, chỉ cần một cây cung trống mà có thể bắn nát hàng trăm mục tiêu giữa không trung sao? Chẳng lẽ đây chính là không tên thắng có tên trong truyền thuyết? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Không, tôi không thấy ai hành động cả. Tại sao tất cả mục tiêu trên bầu trời đều bị vỡ vậy? Chẳng lẽ là cậu trai kia? Nhưng rõ ràng cậu ta đã rút ra một cây cung trống, không hề phóng ra mũi tên. Đây mới là thứ đáng sợ nhất. Rõ ràng là một cây cung trống, nhưng đã bản hạ hơn 100 mục tiêu đang bay. Tên nhóc đó có còn là con người không vậy? Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Diệp Lâm. Giống như nhìn thấy một con ma. Bởi vì cảnh tượng trước mắt còn khó tin hơn khoảnh khắc Diệp Lâm vác chiếc vạc vừa rồi lên. Đây không còn là điều mà người bình thường có thể tưởng tượng được nữa. Binh lính Ung Châu cũng vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy cảnh tượng này. Đặc biệt là bát kỵ Ung Châu, trên mặt bọn họ đều tràn đầy vẻ khó tin. Phải biết, người ra trận là cung thủ bách phát bách trúng trong quân đội, đứng đầu đại hạ. Không ai có thể sánh bằng. Họ cứ ngỡ sẽ là một trận đấu áp đảo. Kết quả là đối phương lại phản công bằng một cách hoàn toàn một cách khó tin như vậy. Hơn 100 mục tiêu bị tên nhóc kia bản chúng sao? Tào Minh Vọng Uyển kinh hãi, nhưng rõ ràng là anh ta đang kéo một cây cung trống. Cảm giác giống như một trò ảo thuật phải vậy, không chân thật chút nào. Lục Cảnh Sinh không thể tin được. Mà Lý Bình Lương lại càng không khỏi run rẩy. Dường như đang hồi tưởng lại cảm giác bị đè bẹp khi so tài với Diệp Lâm vừa rồi. Phịch! Phía bên kia, Hàn Mộc Xuân lại sợ hãi ngã xuống đất. Anh ta có nằm mơ cũng không bao giờ ngờ rằng hai trong số bát kỵ đã bị Diệp Lâm đánh bại hoàn toàn.
và họ đã hoàn toàn bị áp đảo theo những cách không thể tưởng tượng được. Người họ Diệp này, không phải là người. Trên mặt Hàn Mộc Xuân tràn đầy ngạc nhiên và sợ hãi. Anh ta hối hận vừa rồi mình quá lắm mồm, chế nhạo Diệp Lâm, bây giờ đã không thể cứu vãn được nữa. Trong một góc tối bên ngoài đám đông, có một số khuôn mặt phương Tây xa lạ, họ giao tiếp bằng ngôn ngữ đại hạ không lưu loát. Là tên nhóc đó sao? Diệp Lâm? Hay là bây giờ xông lên giết cậu ta? Người của chúng ta đều ở đây, có thể toàn lực tấn công bất cứ lúc nào. Nhưng cuối cùng, lời nói của nhóm người này lại bị một người đàn ông mặc đồ đen trong bóng tối lạnh lùng từ chối. Chưa phải lúc thích hợp. Để bọn họ tương tàn lẫn nhau trước, làm tiêu hao sức lực của tên nhóc kia, chúng ta ngồi ngựa ông đắc lợi. Tóm lại, để đảm bảo tên nhóc không thể đoạt được chiến thần vị trí, phải để cậu ta tận lực chiến đấu. Cậu ta chiến đấu càng lâu thì càng có lợi với chúng ta. Dứt lời, đôi mắt nham hiểm đó lóe lên như ánh mặt trời thiêu đốt, tràn đầy sự thích thú và tàn nhẫn. Diệp Lâm, không phải cậu muốn đoạt lấy vị trí chiến thần để tiêu diệt Thanh Môn Hải Ngoại chúng tôi sao? Chỉ sợ cậu không đợi được ngày đó rồi, hôm nay nơi này sẽ là nơi chôn cất của cậu. Cùng lúc đó, ở khu vực quan chức bên kia. Ái chà chà, những mục tiêu kia đều là do Thanh, niên đó bản chúng sao? Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thẩm Thường Thanh không khỏi đứng dậy kêu lên. Cậu nhóc này quả thực là một nhân tài. Quả nhiên là cá tìm đến cá, rùa tìm ba ba, anh hùng trọng anh hùng. Hàn chiến thần, người anh em kết nghĩa này của ông thật sự có phong thái của một chiến thần đấy. Hàn Sơn Hà nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, không ngờ em trai kết nghĩa của mình lại mạnh hơn mình tưởng tượng rất nhiều, sắc mặt đột nhiên sáng bừng lên. Nhưng nghe được Thẩm Thường Thanh khen ngợi, Hàn Sơn Hà càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng. Thẩm đại nhân, sao tôi cứ cảm thấy ông đang chế giễu chúng tôi vậy? Rùa tìm ba ba cái gì chứ? Có ai dùng phép ẩn dụ vậy sao? Thẩm Thường Thanh cười nói, tôi ngạc nhiên quá nên nói năng linh tính ấy mà, ông đừng để tâm. Nếu ông cũng nhìn ra em trai kết nghĩa của tôi có phong thái của chiến thần, vậy cứ tuyên bố cậu ấy là chiến thần Ung Châu rồi ban hổ phù mới cho cậu ấy là xong. Hàn Sơn Hà thừa cơ nói. Vậy sao được, Thẩm Thường Thanh vẫn là rất có nguyên tắc, không dễ bị lừa như vậy, ông ta liên tục lắc đầu nói, trận đấu của họ không nằm trong bài đánh giá chính thức, làm sao có thể tính được. Hơn nữa, trong bát kỵ Ung Châu, La Thu Nhạn chỉ là một phó tướng, người đứng đầu thực sự vẫn chưa ra tay. Người đó mới là một vị tướng thực sự, một chí tướng có tài bày mưu tính kế hơn người. Hàn Sơn Hà nghe vậy, không khỏi nhìn về phía Tôn Kính Phàm đang ở trên sân đấu. Lúc này, Tôn Kính Phàm cũng bước tới, vỗ nhẹ vào vai La Thu Nhạn vẫn chưa bình phục sau cú sốc vừa rồi, cô đã cố gắng hết sức rồi, phần còn lại cứ giao cho tôi. Nghe vậy, La Thu Nhạn dùng mình một cái, đột nhiên tỉnh táo trở lại. Sự an ủi của thủ lĩnh càng khiến cô ta xấu hổ hơn. Anh, làm sao anh làm được điều đó? La Thu Nhạn vẫn còn bối rối, rõ ràng là anh đã rút ra một cây cung trống, làm sao nó có thể tạo ra uy lực như vậy được? Tôi có nói cô cũng không hiểu. Diệp Lâm thành thật nói. Với thực lực bây giờ của La Thu Nhạn, đương nhiên còn lâu mới đạt đến cảnh giới này. Nghe vậy, La Thu Nhạn vô cùng sửng sốt. Nhưng cô nên nhớ, chiến thần thật sự là người có thể một thân chinh chiến hàng ngàn dặm, một kiếm có thể sánh bằng vạn quân. Diệp Lâm nghiêm mặt nói. Hay cho câu một thân chinh chiến hàng ngàn dặm, một kiếm có thể sánh bằng vạn quân. Tôn Kính Phàm khen ngợi, vậy hãy để tôi lĩnh giáo sức mạnh của anh nhé. Mau xem kìa, là Tôn Kính Phàm đứng đầu tám kỵ Ung Châu. Cuối cùng anh ta cũng ra tay rồi. Tôi cứ tưởng rằng chiến thần Ung Châu chỉ có thể là Tôn Đại Nhân. Nào ngờ, Tôn Đại Nhân đứng đầu tám kỵ, thành thạo cả binh lẫn mã, dùng binh như thần, đúng là một vị tướng giỏi. Người trẻ tuổi kia có thể buộc cho Tôn Kính Phàm đứng đầu tám kỵ tự mình ra sân, xem như là ghê gớm lắm rồi. Không biết hai người họ sẽ so cái gì đây? Nghe mọi người bàn tán, Diệp Lâm cũng có hiểu biết đại khái về người đàn ông nho nhã trước mặt. Anh chính là người mạnh nhất trong tám kỵ hả? Diệp Lâm hỏi. Không dám nhận, Tôn Kính Phàm khiêm tốn nói, tám kỵ ai cũng có sở trường riêng. Còn tôi thì chỉ hiểu sơ sơ về binh pháp, từng bày mưu tính kế cho chiến thần mà thôi. Diệp Lâm tò mò hỏi, anh muốn so cái gì với tôi lý luận suông há? Tôn Kính Phàm cười cười, nói, so lý luận suông thì nhàm chán. So đao thật kiếm thật thì lại máu me. Trong trại tôi vừa lúc có game thực tế ảo mô phỏng thực chiến. Tuy rằng không thể thay thế chiến tranh thật sự,
nhưng mà miễn cưỡng có thể phục hồi một phần toàn cảnh chiến trường. Tôi và anh cùng tham gia một trận chiến tranh mô phỏng ngay tại đây. Một trận quyết định thắng thua. Lúc nói chuyện, Tôn Kinh Phàm ra hiệu cho cấp dưới mở máy chiếu. Ngay sau đó, toàn bộ giáo trường đều thay đổi. Máy chiếu thả hết toàn cảnh chiến trường rộng lớn xuống hiện trường, khiến cho người ta như lạc vào chiến trường. Hai người mỗi người một phe, giống như bàn tay thượng đế nằm mọi quyền sinh sát trên chiến trường. Trên giáo trường, dãy núi kéo dài hình thành cục, diện hai quân đối chọi. Tôn Kính Phàm tiếp tục giới thiệu, tôi và anh mỗi bên có một vạn binh. Ngay tại dãy núi này, chúng ta hãy bày mưu lập kế, phân ra thắng thua đi. Diệp Lâm tập trung nhìn kỹ mọi thứ trước mắt, đôi mắt chợt sáng bừng lên. Diệp Lâm từng nghe nói về công nghệ sử dụng thực tế ảo chiếu ra toàn cảnh chiến trường. Giống như là điều binh khiển tướng trên máy tính, chỉ là rời hình ảnh trên máy tính xuống hiện thực. Thậm chí có thể lợi dụng số liệu khổng lồ để tiến hành vô số lần diễn luyện mô phỏng, cuối cùng tính ra được kế hoạch tấn công tốt nhất. Thấy tình huống trước mắt, mọi người đều ngạc nhiên cảm thán. Trải nghiệm chiến tranh nhập vai khiến người ta được mở rộng tầm mắt. Có rất nhiều người mới chỉ lần đầu tự mình tham gia loại chiến tranh này. Vậy nên ai nấy đều cực kỳ phấn khích. Hàn Sơn Hà thấy vậy thì chậc lưỡi. Đối với ông ta mà nói, cái loại kỹ thuật này rất là quen thuộc. Nhưng mà với người ngoài thì lại rất là xa lạ. Vậy nên Hàn Sơn Hà cho rằng trong trận chiến mô phỏng này, em trai nuôi sẽ vì không quen thuộc mà mất ưu thế. Nhưng mà cái loại chiến tranh mô phỏng này lại là điều kiện tất yếu để trở thành chiến thần. Nói đến cùng, nếu ngay cả trong diễn luyện mô phỏng cũng không chiếm được ưu thế hoặc là thắng lợi, thì khi đối mặt với chiến trường thật sự thay đổi trong nháy mắt, sao có thể bày mưu lập kế chứ? Đối với Hàn Sơn Hà mà nói, ông ta không đánh 1.000 trận thì cũng có 800 trận chiến tranh mô phỏng, gần như là đánh trận nào thẳng trận đó, không hề thua trận nào. Không công bằng chút nào. Hàn Sơn Hà không nhịn được phàn nàn, chắc chắn đây là lần đầu tiên em trai tôi tiếp xúc với cái loại chiến tranh mô phỏng này. Vậy mà phải so với Tôn Kính Phàm tràn đầy kinh nghiệm, rồi sao mà thẳng được đây? Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thẩm Thường Thanh nói, chỉ có kẻ bình thường mới để ý đến số lần và mức độ thành thạo. Đối với thiên tài mà nói, lần đầu tiên chẳng khác nào lăn cuối cùng. Hàn chiến thần, nếu thằng em của ông là tướng tài thì cậu ta sẽ phải nhẹ nhàng chỉ huy và bắt tay vào làm trong lần đầu tiên. Đúng vậy, Đoạn Thiên Hào đứng bên cạnh cũng nói, lần đầu tiên tôi dùng nó, tôi đã chém giết hết tay già đời trong doanh chúng tôi. Nếu một chút thiên phú bài binh bố trận cũng không có, thì sao có thể trở thành chiến thần thật sự chứ? Hàn Sơn Hà bu môi, nói thầm, hừ, các ông nói sao cũng có lý hết. Nhưng dù thế nào đi nữa thì đây cũng là lần đầu tiên em trai tôi đấu cái loại này, đối thủ còn là loại chí tướng như Tôn Kính Phàm, có thua cũng không tính. Cùng lúc đó, hiện trường bày ra chiến trường mô phỏng. Tám kỵ Ung Châu đều cảm thấy nhẹ lòng, thậm chí là vui vẻ ra mặt. Cảm giác chán nản khi thua hai trận trước đó đều tan biến hết. Rốt cuộc thì Tôn Kính Phàm đứng đầu tám kỵ là chuyên gia trong lĩnh vực này. Ha ha! Chắc là thằng nhãi kia chưa biết anh cả chúng ta khi chơi chiến trường mô phỏng là đánh trận nào thẳng trận đó, toàn bộ quân Ung Châu không có ai là đối thủ của anh ấy. Đúng vậy, lần trước tôi chơi với anh cả chỉ dùng 5.000 binh thôi là đã giết sạch 10.000 binh của tôi, đánh cho tôi phải nghỉ ngờ cuộc đời luôn. Bây giờ tôi cứ thấy thực tế ảo là lại đau đầu. Thằng nhãi kia nếu thức thời thì hãy ngoan ngoãn nhận thua đi, để tránh lát nữa bị anh cả chúng ta đánh tơi bời, lúc đó sẽ mất mặt nhiều hơn nữa. Lúc này, Tôn Kính Phàm cũng nói, vì thể hiện sự công bằng, số lượng binh của chúng ta là bằng nhau, đây cũng là sự tôn trọng mà tôi dành cho anh. Đương nhiên, nếu đây là lần đầu tiên anh chơi chiến trường mô phỏng, còn chưa quen thuộc thì tôi có thể nhường anh 3-5.000 binh, chỉ cần anh có thể thẳng tôi sẽ không oán hận một chút nào. Nghe vậy, Diệp Lâm cười nói, chỉ là mô phỏng chiến tranh thôi mà. Chuyện nhỏ. Chúng ta đừng ai nhường ai, cứ công bằng mà đánh, một vạn đánh một vạn. Đánh cho tới khi diệt sạch quân đối phương thì thôi. Nghe vậy, Tôn Kính Phàm hơi giật mình, cũng bị khí thế của Diệp Lâm trấn trụ. Người ta nói hai quân đối chiến, thừa thẳng xông lên. Diệp Lâm trông có vẻ là người ngoài nghề, nhưng cái loại tinh thần không sợ chiến của Diệp Lâm vẫn khiến cho Tôn Kính Phàm rất kính nể. Anh mạnh miệng lắm. Tôn Kính Phàm chỉ phất tay thôi là đã bài binh bố trận xong. Binh chia ba đường bảo vệ các cứ điểm mấu chốt, sẵn sàng đón quân địch. Vừa nhìn là biết chuyên nghiệp dùng binh, không có một sơ hở nào. Với cái loại bản đồ này,
anh ta dù có nhắm mắt lại cũng biết nên phòng thủ thế nào, tấn công ra sao, điều binh khiển tướng trôi chảy mượt mà. Vậy lên đi. Ngay sau đó, trong hình ảnh thực tế ảo, khí thế toàn quân đối phương chấn động núi sông. Tuy rằng chỉ là mô phỏng, nhưng vẫn thả hết mỗi một binh một tốt xuống chiến trường, trông giống như thật, thậm chí có cả hệ thống thời tiết bên trong. Dù là ai cũng có thể nhìn ra được, thậm chí cảm nhận được một vạn binh dưới trướng Tôn Kính Phàm khí thế mạnh mẽ, kinh nghiệm dày dặn. Có trong khoảnh khắc, thắng thua đã được quyết định. Thấy vậy, Diệp Lâm mỉm cười rồi vung tay lên, toàn quân ra trận. Tấn công lên núi. Ngay sau đó, một vạn binh lực cùng nhau lao ra, tấn công về phía đỉnh núi mà Tôn Kính Phàm đang canh gác. Thấy cảnh này, mọi người ở hiện trường đều cảm thấy buồn cười. Bởi vì cách làm của Diệp Lâm giống như là đang chơi vậy, có ai vừa ra trận là dốc hết quân tấn công hay không? Bỏ nhà luôn hả? Dân nghiệp sư, thằng nhãi kia quả nhiên là dân nghiệp sư. Đúng vậy, anh ta không hề hiểu việc binh, thật sự là làm bậy mà. Nếu người như anh ta lên làm chiến thần, thì chẳng phải là hố chết 300.000 tướng sĩ Ung Châu hay sao? Đúng vậy, nếu dân nghiệp sư như anh ta cũng có thể lên làm chiến thần thì không chỉ là nhục nhã hai chữ chiến thần, mà còn nhục nhã binh Ung Châu vốn dĩ đánh đâu thẳng đó nữa. Thấy vậy, Hàn Mộc Xuân vẫn luôn căng thẳng, đến tận lúc này thì trở nên nhẹ nhõm, giống như là chút được gánh nặng vậy. Bởi vì Diệp Lâm sắp thua rồi, còn là thua thê thảm nữa. Ha ha ha, Hàn Mộc Xuân ôm bụng cười ha ha. Lần đầu tiên tôi chơi chiến trường mô phỏng, tôi cũng dùng chiến thuật biển người giống anh ta, kết quả là bị đối thủ dẫn chạy vòng vòng như dẫn chó đi dạo, rồi bị đánh đến cha mẹ cũng không nhận ra. Lần này anh ta gặp Tôn Đại Nhân đứng đầu tám kỵ dùng binh như thăn, chắc chắn là sẽ thua sạch sẽ. Giờ phút này, ngay cả Hàn Sơn Hà cũng không nhịn được mà lắc đầu thở dài, đỡ chán, cho rằng xong thật rồi. Thằng em này của tôi quả nhiên là tay mới, làm gì có chuyện mới vừa bắt đầu liền hấp tấp dẫn binh chứ. Theo ý Hàn Sơn Hà, nếu là trận chiến giữa tay mới và tay già đời, thì cách đánh tốt nhất là đánh phòng thủ phản kích. Nghĩa là chờ đối phương tấn công lại đây, đối phương mệt mỏi rồi mình đánh trả, vậy thì mới có phần thắng được. Còn Diệp Lâm không nói lời nào, trực tiếp tấn công ra ngoài, thật sự là dân nghiệp sư trong nghiệp sư. Ai ra, may là chỉ là một trận chiến mô phỏng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thẩm Thường Thanh thấy vậy thì cảm thấy may mắn. Nếu để cậu ta thật sự dẫn binh thì không biết có bao nhiêu chiến sĩ sẽ phải mất mạng nữa. Xem ra cậu ta vẫn còn rất non nớt ở mặt mang binh, còn kém rất xa mới có thể làm chiến thần được. Có điều, cậu ta là một hạt giống tốt, hay là Hàn chiến thần cứ dẫn cậu ta đi Thanh Châu trước, dạy dỗ một thời gian xem sao. Hàn Sơn Hà gật đầu, nếu biết trước thế này thì lần trước ở Phụng Thiên, nên dẫn Diệp Lâm đi tập huấn một thời gian. Có điều... Ông ta thật sự không ngờ là Diệp Lâm không hề biết một chút gì vẽ mang binh đánh giặc. Không biết cũng không sao, không biết mà lại lỗ mãng đánh thì mới có sao, thật sự là hại người hại mình. Ngay lúc mọi người khó hiểu và cười nhạo, Diệp Lâm dẫn binh lao nhanh, một vạn binh đã đi hơn nửa đường. Tôn Kính Phàm ở chiến trường đối diện thấy vậy thì lắc đầu rồi hỏi thử, anh bỏ nhà mình luôn hả? Diệp Lâm không đáp, tiếp tục dẫn quân đi lên. Thấy vậy... Tôn Kính Phàm quyết định dạy cho Diệp Lâm một bài học, xem như là nhắc nhở và dạy học tại chỗ. Quân thứ ba, lên. Tôn Kính Phàm rút một quân tấn công bất ngờ căn cứ của Diệp Lâm. Hai quân gần như lướt qua nhau rồi đi ngược hướng nhau. Lúc một vạn đại quân của Diệp Lâm bao vây dưới chân núi, một đội quân của Tôn Kính Phàm cũng đã không đánh mà thắng, đoạt được căn cứ của Diệp Lâm. Nhà cậu bị tôi đoạt rồi. Tôn Kính Phàm lên tiếng, cậu nhận thua chưa? Dưới tình huống bình thường, nhà bị đoạt tương đương với thua cả trận. Lúc này, Diệp Lâm bình tĩnh nói, anh chỉ chiếm một ngọn núi trống thôi, ai nói nơi đó là nhà tôi chứ? Nhà tôi ở ngay đây này. Dứt lời, Diệp Lâm chỉ một ngón tay về phía căn cứ của Tôn Kính Phàm. Tôn Kính Phàm giật nảy mình, anh dùng chiến thuật đổi nhà. Cực hạn một đổi một hả? Tôn Kính Phàm bị suy nghĩ khác người của Diệp Lâm làm cho hoảng sợ. Đổi nhà. Diệp Lâm lắc nhẹ đầu, nơi có binh của tôi chính là nhà của tôi. Chỉ cần binh của tôi còn thì cả chiến trường đều là địa bàn của tôi. Dứt lời, Diệp Lâm vung tay lên, dốc sức tấn công lên núi. Ngay sau đó, một vạn đại quân bắt đầu mạnh mẽ tấn công lên núi. Thấy vậy, Tôn Kính Phàm lập tức hiểu ra Diệp Lâm không hề có khái niệm cực hạn đổi nhà này kia, Diệp Lâm chỉ muốn đánh được một đỉnh núi thôi. Nghĩ đến đây,
Tôn Kính Phàm thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng Diệp Lâm định dùng chiêu bất ngờ đánh cho mình không kịp trở tay, vậy là mình đánh giá cao đối phương rồi. Ha ha, tuy rằng anh bao vây chân núi, nhưng mà tôi vẫn còn hai đội quân tạo nên thế góc, đứng trên điểm cao, quân anh mệt mỏi, có muốn tấn công cũng tấn công không được. Và không lâu sau đó, anh sẽ bị tôi bao vây ngược. Lại, lúc này, trên hai ngọn núi hai bên, Tôn Kính Phàm vẫn còn hơn 6.000 binh, cùng nhau tạo nên thế góc. Ở trong mắt anh ta, muốn đánh thẳng một vạn đại quân của Diệp Lâm là rất dễ. Bên kia, Diệp Lâm vừa cắt nguồn nước vừa tấn công nhanh mạnh lên núi. Không kịp đợi đội quân thứ hai, đội quân trên núi đã bắt đầu rơi vào tình huống nguy hiểm. Chiến trường thay đổi trong chớp mắt, bên phe Diệp Lâm mơ hồ chiếm ưu thế. Hừ, không thể nào, viện quân của tôi sắp đến rồi. Tôn Kính Phàm tiếp tục điều binh khiển tướng, trong lòng chắc chắn rằng, chỉ cần viện quân đến đúng lúc, cắt đứt đường lui của anh, sau đó bọc trước bọc sau, vậy là anh xong rồi. Không lâu sau đó, viện quân của Tôn Kính Phàm cũng đã lao đến, một vạn quân của Diệp Lâm trùng hợp đánh tới giữa sườn núi. Tấn công, Tôn Kính Phàm cuối cùng cũng chờ được cơ hội. 3.000 binh lao xuống từ trên núi, 3.000 binh vọt lên từ dưới chân núi, hoàn toàn kẹp 10.000 binh của Diệp Lâm ở giữa sườn núi. Anh xong rồi, Tôn Kính Phàm nở nụ cười kẻ thẳng cuộc, đầu hàng đi. Có điều, Diệp Lâm không hề bị ảnh hưởng, tiếp tục hạ lệnh, quân trước đổi thành quân sau đổi thành quân trước, dốc sức lao lên. Người ta có câu lên núi là người xuống núi là thần. Một vạn binh của Diệp Lâm, đội trước biến thành đội sau biến thành đội trước, giống như thủy triều vọt xuống chân núi, giết thẳng ra ngoài. Giống như là nước lũ tràn bờ đê, không thể nào kéo lại được. Ngay sau đó, hai quân đánh giáp lá cà, hỗn chiến một chỗ. Bởi vì lúc nãy bị đại quân bao vây, một đội 3.000 binh trên đỉnh núi của Tôn Kính Phàm người thì kiệt sức, ngựa thì hết hơi, khí thể giảm xuống, còn chưa kịp điều chỉnh. Chờ khi viện quân đến, một vạn binh của Diệp Lâm lại đột nhiên thay đổi phương hướng, thuận thế lao xuống núi, dốc hết sức mà lao xuống. Thật sự là một đòn khiến Tôn Kính Phàm không kịp trở tay. Nhìn qua thì có vẻ là quân của anh ta đang bao vây quân của Diệp Lâm. Nhưng thực tế thì lần nào Diệp Lâm cũng chỉ tấn công một hướng, đổi qua rồi đổi lại, không kém cạnh một chút nào, thậm chí còn mơ hồ chiếm ưu thế. Ơ kìa! Tôn Kính Phàm giật mình. Anh ta vốn tưởng rằng Diệp Lâm chỉ là một người ngoài nghề, ra quân lỗ măng, không chút bố cục, cơ bản là không coi ra gì. Nhưng mà nhìn lại hai lần giao chiến, cục diễn trông có vẻ hỗn loạn, thực tế thì đối phương lên xuống đúng lúc. Chỉ quân nghiêm ngặt. Nhất là khoảnh khắc bị hai quân bao vây, đối phương có thể nhanh chóng điều chỉnh, nhìn từ trên cao xuống, giết ngược trở lại. Người ta có câu binh quý ở chỗ nhanh chóng. Xem quân của Diệp Lâm, thế như sét đánh, rõ ràng là có phong thái thần quân. Mau xem kìa, tổn thất hai quân là 9.500.800. Trời ạ, tôi không nhìn nhầm đấy chứ. Tôn đại nhân đang ở thế yếu. Là do cứ mãi lấy ít đánh nhiều mà. Không chiếm ưu thế một chút nào. Trời ạ, quả nhiên là nghé con mới sinh không sợ cọp. Thằng nhãi kia đánh bậy đánh bạ thế mà lại chiếm ưu thế. Giờ phút này, thấy tình thế không ổn, Tôn Kính Phàm mới đột nhiên nhận ra rằng Diệp Lâm không phải đánh bừa, mà là có chuẩn bị hết rồi mới đánh. Từ đầu đến cuối, Diệp Lâm vẫn luôn giữ một vạn binh hoàn chỉnh, sấm rền gió cuốn, lấy nhiều đánh thiếu, nắm chặt ưu thế về số lượng. Còn mình, ngay từ lúc bắt đầu đã chia binh ba đường. Mỗi đội ngũ chỉ có hơn 3.000 binh, vẫn luôn ở trong cục diện bị động bị đánh. Lúc Tôn Kính Phàm nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề, thì mới chợt phát hiện rằng số lượng binh giữa hai bên vốn dĩ bằng nhau đã lặng lẽ xảy ra thay đổi lớn. Đối phương còn 9.500 binh, mà mình chỉ còn 8.000 binh, lại còn đang giảm xuống liên tục. Không xong rồi, trúng kế rồi. Tôn Kính Phàm thấy tình thế không ổn, cả người đều toát mồ hôi lạnh. Tuy nói hiện giờ mình còn 8.000 binh, nhưng sự thật thì có hơn 3.000 binh đang đóng quân ở căn cứ của đối phương, không thể giúp được một chút nào ở bên này. Nói cách khác, tổng số binh trên núi dưới núi của Tôn Kính Phàm chưa được 5.000 binh, và cái số lượng này đang liên tục giảm bớt. Bên ta chưa đến 5.000 binh, đối mặt với bên địch hơn 9.000 binh, rõ ràng là đang trong hoàn cảnh xấu. Điều khiến Tôn Kính Phàm hoảng loạn hơn nữa là nếu cứ để tình thế tiếp tục phát triển, chắc là chưa kịp. Đợi đến đội ngũ thứ ba quay lại chỉ viện, phòng tuyến bên này đã bị đối phương đánh tan hoàn toàn rồi. Anh thua rồi. Lúc này, giọng nói lạnh lùng của Diệp Lâm truyền đến.
Từ lúc bắt đầu anh đã thua rồi. Anh cho rằng anh thành công đoán được chiến thuật của tôi hả? Chiến thuật của anh là làm tốt từng bước một, thậm chí giữa chừng còn đổi nhà với tôi. Những cái chuẩn bị và lý luận của anh chỉ là lý luận suông, không có một chút tác dụng nào. Tôi không hề nghĩ tới mấy thứ này. Từ đầu đến cuối, tôi chỉ muốn đánh trận tiêu diệt với anh thôi. Tôi muốn tiêu diệt hết quân địch trên chiến trường, không để lại một tên nào. Nghe vậy, Tôn Kính Phàm giật bắn người lên trận tiêu diệt. Hóa ra là đối phương không hề quan tâm căn cứ, địa thế hoặc là chiến thuật, đối phương chỉ muốn giết người thôi. Giết tất cả mọi người trên chiến trường, trở thành người thẳng cuối cùng. Tiêu diệt sạch sẽ quân địch, chính là trận tiêu diệt. Lúc Tôn Kính Phàm đang trong cơn chấn động, binh lực phe anh ta đã lặng lẽ giảm xuống còn 7.000. Quân của anh ta đã bị đối phương tiêu diệt thêm 1.000 nữa từ lúc nào rồi? Không, Tôn Kính Phàm lắc đầu, cắn răng kiên trì, tôi tuyệt đối sẽ không để anh được như ý. Sau đó, Tôn Kính Phàm vung cờ lệnh lên, kịp thời gọi đội ngũ thứ ba. Chính là đội ngũ hơn 3.000 binh đoạt căn cứ đối phương nhanh chóng trở về cứu viện và hợp binh. Tôi sẽ không làm anh được như ý, tôi vẫn còn cơ lật bàn. Có điều, Diệp Lâm sẽ cho anh ta cơ hội lật bàn hay sao? Không đợi đội ngũ thứ ba trở về chỉ viện, Diệp Lâm lại thay đối phương hướng tấn công lần nữa. Đốc sức tấn công lên núi, đoạt lấy ngọn núi. 9.000 quân mới vừa áp chế một đội ngũ ở dưới chân núi xong. Ngay sau đó, 9.000 quân lại tấn công ngược hướng lên núi. Gần như chỉ trong khoảnh khắc, dựa vào ưu thế vẽ số lượng, quân của Diệp Lâm đã tiêu diệt sạch sẽ đội ngũ trên núi. Lúc đội ngũ thứ ba chạy tới chỉ viện, trong tay Tôn Kính Phàm chỉ còn 6.000 binh có thể điều động. Nhưng mà vì chạy qua chạy lại vất vả, người kiệt sức, ngựa hết hơi, toàn thân mỏi mệt, hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu. Giết! Diệp Lâm ra một mệnh lệnh cuối cùng. Toàn quân xuất chiến. Vọt xuống núi đi. Sau khi đoạt được cứ điểm trên núi, Diệp Lâm cho quân nghỉ ngơi một lát. Sau đó, thừa dịp đối phương bôn ba mệt mỏi cả đường, cộng thêm ưu thế địa lợi nhìn từ trên cao xuống, Diệp Lâm lại chỉ huy đại quân tiếp tục lao xuống. Giống như là thần binh trời giáng giết sạch tất cả. Đừng! Tôn Kính Phàm nhìn thấy cục thua thê thảm bên ta, cả người lung lay suýt nữa ngã xuống mặt đất. Tuy rằng chỉ là một trận chiến mô phỏng, nhưng mà thực tế ảo hình chiếu lại cực kỳ chân thật mà bày ra máu tươi và chém giết trên chiến trường. Tôn Kính Phàm đắm chìm rất sâu, cảm giác như là binh dưới tay mình sắp bị giết sạch sẽ, có chút không thể tiếp thu nổi. Lúc binh bên ta thua không đường đỡ, chỉ còn hơn 4.000 người. Tôn Kính Phàm khó khăn mà lên tiếng, tôi đầu hàng. Đừng đánh nữa. Anh ta vốn tưởng rằng mình đầu hàng là cuộc chiến có thể dừng lại. Nào ngờ Diệp Lâm lại lạnh lùng đáp, anh là tám kỵ Ung Châu cơ đấy. Chẳng lẽ anh đã quên mất luật thép của quân Ung Châu là không chấp nhận đầu hàng hay sao? Cái gì? Nghe vậy, Tôn Kính Phàm như là bị đánh tỉnh, trợn mắt há mồm, hô hấp đồn dập. Diệp Lâm tiếp tục lạnh lùng ra lệnh, giết sạch quân địch. Không chừa một tên, mặc kệ tội danh. Giết! Phía trên chiến trường, tiếng chém giết vang tận trời. Tuy rằng trận chiến mô phỏng chỉ là ảo giác, nhưng mà đám người đứng xem như lạc vào trong cảnh, ai nấy đều rất sợ hãi. Toàn bộ giáo trường dường như trở thành địa ngục. Diệp Lâm vẫn đứng yên ở đó, không chút cảm xúc, cũng không định dừng tay. Bởi vì Diệp Lâm từng nghe vị sư phụ thứ tư dạy rằng bản chất của chiến tranh là giết người. Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với người một nhà, đồng thời để lại mầm tai họa là kẻ địch có thể phản công bất cứ lúc nào. Chỉ có giết sạch sẽ kẻ địch, giết tới mức kẻ địch sợ hãi, thì mới có thể thật sự kết thúc chiến tranh đổi lấy hòa bình. Tuy rằng làm như vậy có vẻ trái với ý trời, nhưng người làm chiến thần, trách nhiệm là vì cả thiên hạ. Vậy nên luật thép của quân Ung Châu là, không gọi đầu hàng, không tha tù binh, giết sạch kẻ địch. Khoảng hơn 10 phút sau, một tên binh lính cuối cùng của Tôn Kính Phàm bị giết, trận chiến giết chóc cuối cùng cũng kết thúc. Phụt, Tôn Kính Phàm không thể tiếp thu nổi chiến thuật sai lầm của mình, dẫn đến hy sinh rất nhiều tướng sĩ và kết quả thua thê thảm trước mắt, cơn giận trào dâng, phun ra một ngụm máu tươi. Được lắm, Tào Minh Vọng hét lớn lên, phái thêm người đi mang đao chiến thần lên đây. Lý Bình Lương nói, để tôi dẫn người đi. Ngay sau đó, Lý Bình Lương dẫn hơn 100 vị to con đi lấy đao chiến thần. Một lát sau, Lý Bình Lương dẫn đầu hơn 100 vị cùng nhau chung sức vác đao chiến thần nặng khoảng 18.000 cân vào. Đao chiến thần vừa đặt xuống mặt đất liền lún xuống 3 thước, mặt đất rung rung, giống như là cơn động đất nhỏ khiến đất núi rung chuyển.
Giờ phút này, ánh mắt của mọi người ở toàn trường đều tụ tập trên đao chiến thần. Ngay cả 300.000 quân Ung Châu cũng sôi nổi thò đầu ra xem, tất cả đều bị kinh động khi đao chiến thần xuất hiện. Trời ạ, đó là đao chiến thần trong truyền thuyết hả? Nặng 18.000 cân thật sao? Chế tạo kiểu gì vậy? Nghe nói là một khối huyền thiết đặc thù chia ra làm 9 khúc làm thành 9 thanh thần binh lợi khí, là đại biểu của mỗi đời chiến thần. Thật sự có người sách nổi cái thứ kia sao? Chiến thần Côn Luân đời trước dùng binh khí nặng như vậy hay thật đấy? Ông ta có còn là người nữa hả? Không có chút năng lực này thì sao có thể làm chiến thần đại hạ được? Đừng dùng nhận thức của chúng ta đi suy đoán uy lực của chiến thần. Sự chênh lệch giữa chúng ta với chiến thần giống như là con kiến và con voi vậy. Khác nhau một trời một vực. Mọi người chỉ trỏ trỏ bàn tán sôi nổi về đao chiến thần. Đám người tại khu vực dành riêng cho nhà nước cũng sôi nổi đứng dậy, sắc mặt nghiêm nghị. Đao chiến thần có ý nghĩa cực lớn, là một sự tồn tại cùng cấp bậc với hổ phù. Nếu Diệp Lâm có thể sách nổi đao chiến thần, nghĩa là cậu ta đã bước một chân lên vị trí chiến thần. Hay lắm, Hàn Sơn Hà thở dài, thằng em của tôi dã tâm không nhỏ, trực tiếp nghĩ đến dùng đao chiến thần luôn. Thật sự là rất khí phách. Có điều, nếu cậu ấy muốn trở thành chiến thần thì việc căm đao chiến thần chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thẩm đại nhân, nếu thằng em tôi có thể sách nối đao chiến thần thì ông liền tuyên bố thẳng luôn đi, chiến thần Ung Châu chỉ có thể là của cậu ấy thôi. Hừm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thẩm Thường Thanh gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý. Đao chiến thần đại biểu cho lực lượng tuyệt đối. Nếu có thể sách nổi đao chiến thần thì sẽ trở thành mục tiêu mà mọi người hướng tới. Nếu anh sách nổi, cho dù chỉ là dơ lên một giây thì tôi cũng khâm phục anh. Tào Minh Vọng nói thẳng. Tám kỳ còn lại sôi nổi tập trung nín thở nhìn, không biết Diệp Lâm lấy tự tin ở đâu ra mà dám có ý định với đao chiến thần. Hứ, họ Diệp kia lại khoác lác nữa rồi. Hàn Mộc Xuân thấy vậy thì khoanh tay trước ngực, chờ đợi đối phương làm trò cười ngay trước mặt mọi người. Anh ta biết đao chiến thần 18.000 cân là cái gì không? Vậy mà còn dám thử cầm đao ngay trước mặt mọi người, có khác gì tự rước lấy nhục đâu chứ? Diệp Lâm tập trung nhìn kỹ đao chiến thần. Đao dài khoảng 3 mét, ánh đao sáng như tuyết, lưỡi đao cực kỳ sắc bén. Diệp Lâm thầm nghĩ, đây là đao chiến thần của tứ sư phụ hả? Đao tốt! Diệp Lâm lập tức bước lên cầm đao. Cán đao cực kỳ nặng, nặng như là núi vậy. Diệp Lâm lảo đảo. Dù vậy cũng không thể nhúc nhích đao một chút nào. Ha ha! Thấy Diệp Lâm không thể xách đao lên được, Hàn Mộc Xuân lập tức cười ra tiếng, đúng là không biết tự lượng sức mình, còn dám dùng một tay cam đao nữa kia. Tám kỵ còn lại đều thở phào nhẹ nhõm, ai cũng cho rằng Diệp Lâm có khả năng xách nổi đao chiến thần. Ai ra? Mọi người ở hiện trường đều thở dài và tỏ vẻ thất vọng. Bọn họ vốn dĩ ôm lòng mong chờ Diệp Lâm có thể sáng tạo kỳ tích. Có điều nghĩ lại thì thấy cũng đúng, rốt cuộc thì đao nặng tới 18.000 cân, người bình thường không xách lên nổi. Ngay lúc này, Diệp Lâm vận khí đan điền, tập trung nhìn xuống, hét lớn một tiếng, lên, y. Ầm ầm ầm. Đao chiến thần nằm ở bên kia đột nhiên dựng thẳng dậy, là bị Diệp Lâm dùng một cánh tay giơ lên. Ồ! Hiện trường lập tức vang lên tiếng cảm thán ngạc nhiên. Tất cả mọi người đều giật mình mở to mắt há to miệng, nín thở lại mà nhìn một màn trước mắt. Giờ phút này, thời gian và không gian dường như bị đông lại. Ngay sau đó, Diệp Lâm cầm đao bắn hai tay, vung lên múa may. Chiến thần một thức thiên địa động. Diệp Lâm dùng chiến thần quyết mà tứ sư phụ truyền cho mình để múa may đao chiến thần quét ngang toàn trường. Chiến thần hai thức phong vân dũng. Hiện trường cát bay đá chạy cuốn lên từng cơn gió to. Chiến thần ba thức quỷ thần kinh. Ầm ầm ầm. Đao chiến thần khuấy gió mây, từng tiếng đao vang lên. Xen lẫn tiếng quỷ khóc sói gào. Đây là chiến thần quyết. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thẩm Thường Thanh thấy vậy thì hô lên thành tiếng, sau đó vội vàng hỏi Hàn Sơn Hà, ông dạy cho cậu ta hả? Không có, Hàn Sơn Hà cũng rất chấn động, không ngờ chiến thần quyết một bí mật không truyền chỉ thuộc vẽ chiến thần, lại được Diệp Lâm dùng một cách mạnh mẽ uy nghiêm như vậy. Nhưng trời đất chứng giám, ông ta không có dạy cho Diệp Lâm. Không chỉ có Hàn Sơn Hà ngạc nhiên, chiến thần U Châu Lý Úc Bạch và chiến thần Doanh Châu Đoạn Thiên Hào cũng trợn mắt há mồm, cực kỳ chấn động. Một lát sau, Diệp Lâm dùng hết thủ đoạn, chiến thần quyết phối với đao chiến thần, dũng mãnh ba quân, rung động toàn trường. Trong nhất thời, đám người vây xem đều nghẹn lời, còn quân Ung Châu ở gần đó thì nhiệt huyết sôi trào.
Bọn họ dường như thấy chiến thần Côn Lôn của bọn họ trở về rồi. Bịch! Dưới cơn sợ hãi tột cùng, Tào Minh Vọng liên tục lùi ra sau, cuối cùng ngã ngõi xuống đất, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đối phương không chỉ có sách đao chiến thần lên nổi, mà còn dùng rất thành thạo, uy phong. Anh ta! Tám kỳ tôn kính phàm vừa giật mình vừa sợ hãi, không thể tin nổi một màn trước mắt. Chiến thần Ung Châu. Giờ phút này, trong quân Ung Châu, trong lòng tất cả các tướng sĩ không hiểu sao dâng trào một luồng nhiệt huyết. Lưỡng nhiệt huyết kia đã từng tắt hắn khi chiến thần Côn Luân ra đi, bây giờ lại nhen nhóm lên khi người trẻ tuổi kia xuất hiện. Ngay sau đó, Diệp Lâm cầm đao đứng thẳng, dáng người ngạo nghễ, không ai có thể chặn nổi xu thế chiến thần của anh. Ha 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 ha, Hàn Sơn Hà cười vang, chiến thần Ung Châu tại đây. Còn ai không phục nữa không? Thẩm đại nhân, ông còn thất thần làm gì? Mau tuyên bố đi. Nghe vậy, Thẩm Thường Thanh chợt hồi hồn từ cơn chấn động, do dự không nói. Không thể đợi được nữa. Nếu để anh ta lên chức chiến thần thì chúng ta không động đến anh ta được nữa. Lúc này, một đám người đứng ngoài cùng, tách đám người phía trước ra, lao vào bên trong. Họ Diệp kia, nghe nói mày tuyên bố sau khi lên chức chiến thần, mày sẽ tiêu diệt thanh môn nước ngoài bọn tao. Hôm nay, một nửa chiến lực thanh môn nước ngoài bọn tao đến đây để gặp mày, mày có dám tiếp chiến hay không? Ngay sau đó, trong ngoài giáo trường thay đổi bất ngờ. Hàng trăm người dáng vẻ đáng nghỉ bao vây lại từ bốn phương tám hướng. Người nào cũng có vẻ tàn ác, tràn đầy sát khí, giống như là muốn nuốt chết Diệp Lâm ở giữa sân. Bọn họ là ai vậy? Nghe giọng nói của bọn họ, hình như là đến từ thanh môn nước ngoài. Thanh môn, chẳng lẽ là tổ chức lớn nhất nước ngoài do con cháu người đại hạ thành lập đấy hả? Nghe đến cái tên thanh môn, mọi người ở hiện trường đều hiện lên vẻ ngạc nhiên sợ hãi. Không ngờ cuộc chiến tuyển chọn chiến thần còn chưa xong thì đã có thế lực thanh môn trà trộn vào rồi, khiến cho cuộc chiến hôm nay đột nhiên xảy ra vấn đề. Còn Lục Cảnh Sinh một trong tám kỳ Ung Châu. Khi biết một thân phận khác của người trẻ tuổi trước mắt là chủ nhân của Long Môn thì cảm thấy chấn động. Hóa ra anh ta chính là Long Vương mới đó hả? Bên kia, khu vực nhà nước. Đó là một trong ba đầu sỏ của thanh môn nước ngoài, Ôn Thần Phùng Vô Tật. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thẩm Thường Thanh không nhịn được lộ ra vẻ mặt chấn động khi thấy người mặc đồ đen cầm đầu. Sao? Anh ta lại đến đây? Thanh môn, ba đầu sỏ, là ai vậy? Hàn Sơn Hà hãng nằm ở trong quân. Không nghe nói đến mấy cái tổ chức lộn xộn ở bên ngoài. Ông không biết ba đầu sỏ của thanh môn hả? Đoạn Thiên Hào khinh thường nói, bọn họ là ba người mạnh nhất thanh môn, gồm có, Hạn Tai, Hồng Ma và Ôn Thần. Tôi từng nghe nói vẽ thanh môn, nhưng mới lần đầu nghe nói về ba đầu sở. Hàn Sơn Hà nói, tôi không đi nước ngoài, cần biết bọn họ làm cái gì. Ba đầu sỏ rất lợi hại hả? Mà dù có lợi hại, nhưng, dám đến đại hạ chúng ta gây chuyện. Tôi một thương đâm chết bọn họ. Thẩm Thường Thanh buồn rầu, nói đến cùng thì người thanh môn đều là con cháu đại hạ ta, từ trước đến nay đều sống nước giếng không phạm nước sông với chúng ta, thậm chí còn che chở đồng bào chúng ta ở nước ngoài. Hơn nữa, thanh môn và đại hạ đã ký kết với nhau, thanh môn sẽ không phát triển thế lực của bọn họ trong đại hạ. Lần này thanh môn đột nhiên phái ra nhiều cao thủ như vậy, đúng là có chút kỳ lạ. Hàn Sơn Hà hữ lạnh. Nghe giọng điệu của bọn họ là hướng về phía thằng em tôi. Đoạn Thiên Hào nói, hay là ông hỏi thử thằng em ông xem vì sao lại chọc tới nhiều người thanh môn như vậy. Mặc kệ hết Hàn Sơn Hà không sao cả mà nói, dù sao ở ngay trước mặt tôi là không được ức hiếp thằng em tôi. Giờ phút này, một trong ba đầu sỏ thanh môn là Ôn Thần Phùng Vô Tật nhìn Diệp Lâm từ trên cao xuống. Họ Diệp kia, mày dám tiếp chiến không? Phùng, Vô Tật lặp lại lần nữa. Có cái gì mà không dám? Diệp Lâm bình tĩnh nói, dù tôi không phải là chiến thần thì tôi cũng có thể san bằng thanh môn các ông. Hay lắm, to gan lắm, Phùng Vô Tật nói rồi ném một thứ cho Diệp Lâm, cầm đi. Nhận thiên sát lệnh của thanh môn tao, cuộc chiến giữa mày và thanh môn tao chính thức bắt đầu, không chết là không ngừng. Thiên sát lệnh. Thấy Phùng Vô Tật ra thiên sát lệnh với Diệp Lâm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thẩm Thường Thanh vội vàng lên tiếng nhắc nhở, đừng nhận. Có điều. Ông ta vừa nói xong, thiên sát lệnh của Phùng Vô Tật đã rơi vững vàng xuống tay Diệp Lâm. Thấy Diệp Lâm nhận lệnh, trên mặt Phùng Vô Tật lộ ra ý cười vừa lòng đắc ý lại âm trầm. Thẩm Thường Thanh thấy vậy thì thay đổi sắc mặt, than thầm một tiếng. Nhận lệnh thì sao chứ? Hàn Sơn Hà thấy vậy thì khó hiểu,
chẳng lẽ lệnh bài kia có độc hả? Ai ra, ông không hiểu đâu Thẩm Thường. Thanh nói, thiên sát lệnh là lệnh đuổi giết khủng bố. Nhất thanh môn nước ngoài, một khi lệnh ra là hai bên sẽ đấu nhau đến chết mới thôi, và người ngoài không được phép can thiệp. Nói trắng ra là nếu cậu ta không nhận lệnh thì chuyện có lẽ còn đường xoay chuyển. Nhưng mà cậu ta đã nhận lệnh rồi, vậy chuyện giữa bọn họ xem như là ân oán giang hồ. Dựa theo quy định, người ngoài, chính là nhà nước chúng ta và chính phủ toàn cầu đều không được can thiệp. Là sao hả? Hàn Sơn Hà không hiểu lắm. Nói cách khác, Đoạn Thiên Hào bổ sung thêm, chỉ cần ông còn là chiến thần đại hạ, đừng nói Diệp Lâm là em trai kết nghĩa của ông, cho dù là em ruột của ông thì ông cũng không thể ra tay giúp đỡ. Đây là quy định chết tiệt gì vậy? Hàn Sơn Hà nổi giận, tại sao tôi phải nghe lời bọn họ? Ông ta thứ động đến một đầu ngón tay của thằng em tôi xem. Có tin là tôi sẽ triệu tập quân Thanh Châu San bằng thanh môn chó má kia của bọn họ. Thẩm Thường Thanh khuyên nhủ, Hàn chiến thần, ông bình tĩnh một chút đi, giữa người và người không chỉ có đánh đánh giết giết, mà còn có đạo lý đối nhân xử thế, có một vài quy củ vẫn nên tuân thủ. Đoạn Thiên Hào cũng nói, đương nhiên, Diệp Lâm cũng có thể triệu tập người của mình đi đánh nhưng với lực kêu gọi hiện nay của Diệp Lâm, chắc là đánh không lại một nửa thế lực thanh môn. Lý Úc Bạch cũng nói, thanh môn rất gian xảo, lựa ngay lúc Diệp Lâm sắp lên làm chiến thần để ra thiên sát lệnh. Nói cách khác, dù cho bọn họ 10 cái lá gan, bọn họ cũng không dám ra thiên sát lệnh với chiến thần. Chỉ với 300.000 quân Ung Châu là đủ để san bằng bọn họ rồi. Hàn Sơn Hà Dục, Thẩm Đại Nhân, ông mau tuyên bố thẳng em tôi chính là chiến thần Ung Châu đi. Không kịp nữa rồi, Thẩm Thường Thanh nói, cậu ta đã nhận thiên sát lệnh. Dựa theo quy định, chúng tôi không thể can thiệp được. Hơn nữa lập chiến thần là một chuyện lớn, không phải một câu của tôi là được, còn phải có lễ nhậm chức này kia nữa. Lại nói, dù bây giờ tôi có tuyên bố đi nữa, thì ông cảm thấy thằng em ông có thể điều động 300.000 quân Ung Châu được hả? Có bao nhiêu người sẵn lòng nghe lệnh của cậu ta? Nghe vậy, Hàn Sơn Hà im bặt, thầm nghĩ lát nữa. Tự mình ra tay vậy. Giờ phút này, Diệp Lâm cầm thiên sát lệnh lên nhìn, trên lệnh bài viết rõ ràng một chữ sát. Diệp Lâm không coi nó ra gì, dùng sức bóp nhẹ một cái, lệnh bài lập tức bị bóp nát. Phùng Vô Tật cười nói, mày đã nhận thiên sát lệnh rồi, dù mày có hối hận rồi bóp nát thì cũng đã muộn rồi. Ai nói tôi hối hận? Diệp Lâm bình tĩnh nói đã nhận thiên sát lệnh. Vậy thì các ông hãy để tôi xem cái gọi là một nửa chiến lực của thanh môn. Theo ý của mày. Phùng Vô Lật vung tay lên, cười nói, các vị xuất hiện đi. Ông ta vừa dứt lời, trên núi dưới núi, ngoài sân, khách đường xa trà trộn trong đám người đều hiện thân. Nhìn thoáng qua một cái là không thấy điểm cuối ở đâu cũng là người của thanh môn. Nghe nói mày rất giỏi đánh nhau. Phùng Vô Tật đắc ý rào rạt mà cười lạnh nói, vậy nên tao triệu tập 10.000 cao thú tông sư đến từ các nơi trên thế giới để đánh với mày một trận. Chỉ mong lát nữa ra tay, mày có thể chống được trong chốc lát, đừng làm bọn tao thất vọng nha. Trong nhất thời, một trong ba đầu sỏ của thanh môn là ôn thần Phùng Vô Tật cảm đầu 10.000 cao thú cấp bậc tông sư trên toàn cầu tụ tập trong và ngoài sân. Từ cửu phẩm đến hóa cảnh, gần như là một nửa chiến lực thanh môn đều có mặt. Triệu tập với quy mô lớn thế này đúng là hiếm thấy. Mọi người ở hiện trường thấy vậy đều vô cùng chấn động. Trời ạ, 10.000 tông sư hả? Thật hay giả vậy, hóa ra nước ngoài có nhiều cao thủ như vậy sao? Rốt cuộc thì toàn cầu có 8 tỷ người, thế lực của thanh môn lại trải dài khắp các nơi trên thế giới. Người ta nói triệu tập một nửa thanh môn mà, nhiều như vậy là đúng rồi. Chỉ là vì đối phó một người thôi mà, có cần làm quá lên như vậy không? Dù cho người trẻ tuổi kia có lợi hại, thì chắc là lần này cũng giữ nhiều lành ít rồi. Đối mặt với một sự chênh lệch cực kỳ lớn về số lượng, mọi người ở hiện trường đều cảm thấy bi quan, cho rằng xác suất còn sống của Diệp Lâm là băng không, dù có chắp cánh cũng khó thoát. Thanh môn kéo theo 10.000 tông sư hả? Có khoa trương quá không? Tào Minh Vọng một trong 8 kỵ Ung Châu ngạc nhiên cảm thán liên tục. Ai bảo anh ta còn chưa lên làm chiến thần đã mạnh miệng nói là muốn san bằng thanh môn. Lần này coi như là cầu được ước thấy đi. Lý Bình Lương bất đắc dĩ lắc đầu. Tôn Kính Phàm đứng đầu 8 kỵ cũng có chút tiếc nuối lắc đầu, trừ khi là chính phủ ra tay, triệu tập quân Ung Châu ổn định cục diện, nếu không là Diệp Côn Lôn chết chắc rồi. Nhưng mà anh ta đã nhận thiên sát lệnh. La Thu Nhạn thở dài, chuyện đã biển thành ân oán giang hồ. Dựa theo quy củ, chính phủ các quốc gia trên toàn cầu đều không được phép can thiệp. Một bên khác,
Hàn Mộc Xuân thấy vậy thì mừng thầm trong lòng, thầm nghĩ, ha ha, lần này thằng nhãi kia chết chắc rồi, ai bảo mày rảnh rỗi khoác lác rồi dẫn tới phiền phức. Anh họ tao đánh không lại mày, tất nhiên sẽ có người lợi hại hơn dạy dỗ mày. Chậc chậc, 10.000 tông sư nước ngoài, mỗi người một ngụm nước bọt cũng có thể khiến mày chết đuối. Để tao xem lần này mày sẽ ứng phó thế nào. Hàn Mộc Xuân vốn dĩ lo lắng nếu Diệp Lâm lên làm chiến thần thì mình sẽ không còn trốn dung thân. Nhưng trời thấy còn thương, thả xuống thiên sát, Hàn Mộc Xuân nhìn mà cảm thấy may mẫn. Họ Diệp kia, vì đối phó với mày, tao đã triệu tập một nửa chiến lực thanh môn, đang có mặt đầy đủ hết. Đây cũng là sự tôn trọng của thanh môn bọn tao dành cho mày. Dù mày có chết trận thì cũng nổi tiếng rong ngoài nước. Thật sự là chết không lỗ. Phùng Vô Tật cười vang nói. 10.000 đánh một, ưu thế bên tao. Nếu mày ngoan ngoãn quỳ xuống cầu xin tha thứ thì có lẽ tao sẽ nhân từ để cho mày chết toàn thây. Nghe vậy, Diệp Lâm không có phản ứng gì cả. Có điều, chiến thần Thanh Châu là Hàn Sơn Hà ở bên khu vực nhà nước lại cực kỳ giận dữ. Đám người nước ngoài kia dám dương nanh múa vuốt trên địa bàn đại hạ chúng ta hả? Bọn họ trộm nhập cảnh, có báo với cơ quan tương ứng chưa? Lại còn đi một lần là hơn 10.000 người, bọn họ nhập cảnh phi pháp, tôi có quyền dẫn người đi bắt bọn họ. Dứt lời, Hàn Sơn Hà vén tay áo tự mình ra sân. Hàn chiến thần, ông bình tĩnh một chút đi. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thẩm Thường Thanh kéo chặt Hàn Sơn Hà lại, ông là đại biểu cho phía chính phủ đại hạ, ông không thể can thiệp chuyện này được. Ông bảo tôi bình tĩnh kiểu gì đây? Hàn Sơn Hà tức điên lên, Thẩm đại nhân, nếu cha ông bị bọn họ ra thiên sát lệnh thì ông còn bình tĩnh được không? Ơ kìa, Thẩm Thường Thanh sửng sốt, sau đó nổi giận nói, Hàn chiến thần. Thằng em ông gặp nạn thì có liên quan gì đến cha tôi? Sao tôi cứ cảm thấy ông đang mắng lươn mắng lẹo tôi vậy? Hàn Sơn Hà nói, tôi học theo cách so sánh của ông đấy mà khi ấy tôi khuyên ông đừng can thiệp, ông có thể không can thiệp không? Chữ hiếu ở trên đầu, tôi mặc kệ làm sao được. Thẩm Thường Thanh cũng là một người thật tình, lập tức đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, tức phát điên nói, nếu ai dám động đến cha mẹ tôi thà không làm quan nữa, cũng phải đánh tới cùng với bọn chúng. Ha ha, Thẩm đại nhân nói rất đúng. Hàn Sơn Hà cất tiếng cười to, gỡ bộ quân trang trên người xuống, để lộ ra làn da dày đặc vết sẹo, dữ tợn lại đáng sợ. Hàn Sơn Hà, ông định làm, Lý Úc Bạch và Đoạn Thiên Hào giật nảy mình. Hàn Sơn Hà nghiêm mặt nói, khi mặc lên người bộ quân trang, tôi sẽ trung thành với quốc gia. Khi cởi bộ quân trang, tôi coi trọng tình nghĩa. Bỏ hết quy củ chó má đó đi. Hàn Sơn Hà tôi làm việc không tuân theo quy củ. Diệp lão đệ đừng lo lắng, để đại ca tới giúp đỡ đệ. Chỉ là 1.000 tông sư nước ngoài thôi mà. Hai anh em ta hợp tác với nhau, đánh chết khiếp bọn họ. Thấy Hàn Sơn Hà khẳng khái vì tình nghĩa, mọi người xung quanh đều rất xúc động. Cha ơi, để con tới giúp cha. Hàn Anh chủ động xin ra trận. Còn có con nữa chú Hàn ơi. Đoạn Tử Du cũng xin ra trận. Đoạn Thiên Hào tức giận đến mức thổi dâu trừng mắt, ngâm đạp con trai một chân. Trách con trai xen vào việc của người khác. Người ta nói gả con gái như bát nước đổ đi, sao mình sinh một đứa con trai mà bây giờ nó như muốn cùng họ với người ta luôn rồi. Phùng Vô Tật thấy tình hình như vậy thì không chút hoảng hốt, nói, nghe danh chiến thần Cửu Châu Đại Hạ từ lâu lắm rồi, hôm nay tôi sẽ tự mình lên thỉnh giáo cao chiêu của chiến thần Thanh Châu. Ở trong mắt Phùng Vô Tật, có thêm một chiến thần cũng chẳng thể thay đổi được gì. Chỉ căn mình giữ chân chiến thần Thanh Châu, thì 10.000 tông sư còn lại sẽ dễ dàng giết chết được Diệp Lâm. Giờ phút này, Diệp Lâm đứng giữa sân khoát tay từ chối ý tốt của ông anh mình. Hàn đại ca, cảm ơn ý tốt của đại ca, nhưng chỉ một mình tôi là đủ giải quyết chuyện nhỏ này rồi. Hàn Sơn Hà nhíu mày nói, bọn họ có 10.000 tông sư, một mình lão đệ sao đối phó được hả? Diệp Lâm cười cười, ai nói là tôi chỉ có một mình? Cái gì? Nghe vậy, mọi người ở hiện trường đều ồ lên. Bọn họ không ngờ rằng Diệp Lâm nhìn qua chỉ có một mình cũng có giúp đỡ nữa. Nghe vậy, Tàng Kiếm Thượng Nhân bên phía Hoa Sơn bước lên một bước, chuẩn bị ra tay. Bởi vì ông ta biết rõ nếu Diệp Lâm tìm người giúp đỡ thì chắc chắn sẽ đi tìm mình. Chỉ có mình mới có thể cản phía sau để cậu ta có đường chạy trốn. Bên kia, nhà họ Tân cổ võ cũng sôi nổi đứng dậy, dáng vẻ nóng lòng muốn thử. Chỉ cần một câu của Diệp Lâm thôi là bọn họ sẽ ra sân ngay. Bởi vì có quy định của chính phủ, bọn họ không thể ra tay giúp đỡ, nhưng vẫn có thể dùng lực lượng không chính thức để gia nhập chiến cuộc.
nhưng mà nhìn thế nào cũng thấy như muối bỏ biển, khó có thể thành công. Thấy tình hình như vậy, Phùng Vô Tật cười lạnh, chết đến nơi rồi mà còn dám ăn nói bậy bạ hả? Ai dám nhảy vào vũng nước đục này? Không muốn sống nữa sao? Ha ha, tiếc là cuối cùng mày vẫn không thể làm chiến thần Ung Châu, ở đây có tận 300.000 đại quân, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mày đi tìm chết. Ông ta vừa dứt lời, liền thấy Diệp Lâm lấy ra một vật, giơ lên cao, rạng rỡ tứ phương. Hổ phù quân Ung Châu tại đây. Toàn thể tướng sĩ, nghe lệnh của tôi. Trong nhất thời, Diệp Lâm một tay cầm đao chiến thần, một tay cầm hổ phù, giống như chiến thần Côn Luân xuất hiện, ra lệnh ba quân, không dám trái lệnh. Ngay sau đó, tình thế thay đổi bất ngờ. Lúc Diệp Lâm giơ hổ phù quân Ung Châu lên cao, mọi người ở hiện trường đều thay đổi sắc mặt, khó có thể tin. Hổ phù, sao có thể chứ? Sao hổ phù của quân Ung Châu lại nằm trong tay? Thằng nhãi kia vậy, giả hả, chắc chắn là hổ phù giải. Thằng nhãi kia thật to gan, tự ý làm hổ phù giả chính là tội chết. Không chỉ có người thường giật mình chấn động, mà ngay cả khu nhà nước bên kia cũng hoảng loạn cả lên. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thẩm Thường Thanh vội vàng phái người đi kiểm tra, phát hiện vẫn còn hổ phù mới. Thẩm Thường Thanh lập tức thở phào ra, lau mồ hôi lạnh trên trán, nói thầm, làm tôi sợ muốn chết. Tôi còn tưởng rằng hổ phù bị trộm rồi. Có điều lại có một vấn đề mới nữa. Hổ phù mới mà Bộ Quốc phòng mang đến vẫn còn đây, vậy thì hổ phù trên tay Diệp Lâm ở đâu ra? Thẩm Thường Thanh nghĩ nghĩ rồi trên trán lại toát mồ hôi lạnh, chẳng lẽ là hổ phù của chiến thần Côn Luân trước đây? Thằng em tôi nắm giữ hai bí mật không truyền ra ngoài là chiến thần quyết và hổ phù. Chẳng lẽ cậu ấy có mối quan hệ gì đó với Tân Võ An chiến thần Ung Châu trước đây? Hàn Sơn Hà vô tình suy đoán rồi lộ ra vẻ mặt chấn động. Tân Võ An, Lý Úc Bạch và Đoạn Thiên Hào vừa nghĩ đến người này liền thay đổi sắc mặt. Bên kia, tám kỵ Ung Châu và các tướng sĩ Ung Châu nhìn thấy hổ phù trong tay Diệp Lâm cũng thay đổi sắc mặt, cả người run rẩy. Là hổ phù của chiến thần Côn Luân hả? Không, không thể nào, hổ phù đã biến mất cùng với chiến thần Côn Luân nhiều năm rồi. Trong quân Ung Châu từng có đủ loại đồn đãi, ví dụ như là chiến thần nhà họ bị bỏ tù, bị các quốc gia phương Tây phái thích khách ám sát. Tóm lại là hổ phù đã biến mất khi chiến thần mất tích. Hôm nay lại thấy hổ phù, đám tướng sĩ có thể không sốc sao được. Cùng lúc đó, khoảnh khắc nhìn thấy hổ phù, ý cười trên mặt Phùng Vô Tật lập tức cứng đờ. Không ngờ vá mặt lại tới nhanh như cơn gió lốc. Ông ta mới vừa nói 300.000 đại quân chỉ có thể trơ mắt ra nhìn, kết quả đối phương trở tay một cái là móc ra hổ phù. Sao mày lại có hổ phù được? Mày còn chưa lên làm chiến thần Ung Châu, mày lấy hổ phù ở đâu ra? Mày đừng có lấy hổ phù giả hù dọa bọn tao. Phùng Vô Tật lớn tiếng hét lên để ổn định lòng quân bên mình. Bởi vì khoảnh khắc nhìn thấy hổ phù, không chỉ có một mình ông ta, mà ngay cả 10.000 tông sư nước ngoài bị ông ta triệu tập cũng thay đổi sắc mặt, sợ hãi, dao động. Rốt cuộc thì lúc đi nói là đối phó một người, kết quả người ta trở tay gọi ra 300.000 đại quân. Vậy thì còn đánh cái quần gì nữa? Đúng vậy, chắc chắn là giả rồi. Hàn Mộc Xuân không chịu tiếp nhận sự thật mà hô to lên. Khoảnh khắc nhìn thấy hổ phù, trong lòng anh ta nặng nề đến cực điểm, tuyệt vọng hoàn toàn. Hổ phù là giả đã trở thành cọng rơm cứu mạng duy nhất của Hàn Mộc Xuân. Nếu là thật thì anh ta sẽ phải chết không có chỗ chôn. Trong nhất thời, vô số tầm mắt ở trong ngoài sân đều tập trung lên người Diệp Lâm. Dường như là đang đợi anh lên tiếng cho hổ phù trong tay mình. Đối mặt với sự nghi ngờ của mọi người, Diệp Lâm mỉm cười, mặt mày bình tĩnh. Sau đó, anh bình tĩnh ấn nút cơ quan trên hổ phù để mở trận pháp trong đại doanh Ung Châu. Trong phút chốc, vài cột sáng bắn lên bầu trời. Một luồng lực lượng tràn đầy khí thế lan tràn khắp toàn trường, giống như là gõ vang trống trận đánh thức 300.000 quân Ung Châu. Tất cả các tướng sĩ đều sôi trào nhiệt huyết, ý chí chiến đấu dâng cao, thực lực tăng gấp mấy lần nhờ tác dụng của trận pháp. Còn những người khác ở trong trận pháp, nhất là 10.000 tông sư nước ngoài, bị trận pháp ảnh hưởng, mất hết ý chí chiến đấu, nảy sinh lòng nhút nhát, chỉ nhìn thôi đã thấy sợ. Mặc kệ anh là thiên quân vạn mã, binh doanh ở nơi nào, thì nơi đây đều sẽ là vùng cấm, không một ai dám đặt chân nửa bước. Đây chính là hiệu quả khủng bố của trận pháp, thiên cấp trong mỗi một doanh chiến thần đóng quân ở các nơi trên Cửu Châu. Và trận pháp thiên cấp chỉ có thể khởi động bằng hổ phù. Từ sau khi chiến thần Ung Châu trước đây mất tích một cách khó hiểu,
đã rất nhiều năm rồi doanh trại chưa mở trận pháp thiên cấp. Thanh môn nước ngoài dám công khai mà dẫn 10.000 tông sư làm trời làm đất ở đây chính là vì tin chắc rằng Ung Châu đã là dằn mất đầu nhiều năm, không cần phải kiêng dè. Có điều, bọn họ không ngờ rằng qua vài năm, trận pháp thiên cấp lại khởi động lần nữa. 300.000 quân Ung Châu giống như là hùng sư bị đánh thức, tiếng gầm vang dội cả núi rừng. Trong nhất thời, toàn trường trở nên nghiêm nghị trang trọng, tràn đầy sát khí. 300.000 quân ở trong lẫn ngoài đại doanh, người mặc giáp đen mũ đen, đen nghìn nghịt một mảnh, giống như thần binh trời giáng, lại giống như dãy núi kéo dài, vũ khí san sát, nhìn không đến cuối. Trở lại rồi. Cái loại cảm giác này, cuối cùng cũng trở lại rồi. Giờ phút này, Tôn Kính Phàm đứng đầu tám kỵ cực kỳ kích động, không nhịn được mà rơi nước mắt. Đã bao nhiêu năm rồi không thấy được người có thể triệu tập 300.000 quân. Khi hổ phù xuất hiện, trận pháp thiên cấp mở ra lần nữa. 300.000 quân lập tức tập hợp xong. Giờ phút này, Diệp Lâm không cần phải chứng minh bất cứ điều gì nữa. Trong lòng tất cả các tướng sĩ đều có một niềm tin vững chắc rằng, chiến thần chúng tôi đã trở lại. Quân Ung Châu đâu? Diệp Lâm cầm hổ phù lớn giọng gọi. Có mặt tướng. 300.000 đại quân gào lên, tiếng vọng cửu tiêu, rung chuyển đất trời. Tám kỵ Ung Châu lập tức quỳ một gối, đôi tay ôm quyền, kích động nói, mặt tướng cung nghênh chiến thần. Bịch. Sau khi thấy một màn khiến người ta sợ hãi kia, Hàn Mộc Xuân không biết là bị dọa sợ hay là bị tiếng hét của 300.000 đại quân làm cho giật mình, tóm lại đều là miệng sùi bọt mép, đôi mắt nhảm lại, ngất xỉu. Bên kia, một trong ba đầu sỏ của Thanh Môn là Phùng Vô Tật cũng rất chấn động. Minh lại đi ra thiên sát lệnh với một vị chiến thần đại hạ. Đối mặt với 300.000 quân, một nửa thế lực Thanh Môn cũng phải bị đánh chết. Diệp Lâm đột nhiên quay lại nhìn Phùng Vô Tật, bình tĩnh hỏi, lúc nãy ông nói ông dẫn bao nhiêu người. Đối mặt với câu hỏi mang tính khiêu khích của Diệp Lâm. Sắc mặt Phùng Vô Tật cứng ngắc, sửng sốt đến không nói nên lời. Ông ta phải đã trả lời như thế nào đây? Cảnh tượng mà ông ta nghĩ là 10.000 tông sư đấu với một người, lợi thế sẽ nghiêng vẽ phía ông ta. Nhưng tình hình thực tế là 300.000 người đánh 10.000 người, toàn quân bị diệt. Giờ phút này, không chỉ Phùng Vô Tật sửng sốt không nói nên lời, mà 10.000 cao thủ hải ngoại do ông ta triệu tập cũng run rẩy, không còn tinh thần chiến đấu. Đây là đội quân 300.000 người của đại hạ đấy. Hơn nữa còn chính là quân đội Ung Châu đã khiến vô số người phải khiếp sợ. Sau khi chứng kiến cảnh tượng 300.000 quân tập hợp, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều vô cùng kinh ngạc. Trời ạ, mình đang nằm mơ sao? Toàn bộ quân Ung Châu đều được điều động. Hổ phủ trong tay chàng trai kia thật ra là thật, ngay cả trận pháp bản địa cũng đã được kích hoạt. Thật không thể tin được. 300.000 quân Ung Châu trông hùng mạnh quá. Cảm giác 10.000 tông sư hải ngoại kia giống như mất con kiến vậy. Tại khu vực triều đình, tất cả quan viên do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thẩm Thường Thanh dẫn đầu cũng đều sửng sốt, hoàn toàn vượt quá dự đoán của bọn họ. Hay lắm nhóc, Hàn Sơn Hà không khỏi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, thì ra trong tay cậu còn có con át chủ bài này. Khó trách cậu tự tin như vậy, tôi cũng không cần ra tay nữa. La ha, với đội quân 300.000 người này, đừng nói là một nửa Thanh Môn, cho dù ba ông lớn và toàn bộ Thanh Môn đều ở đây cũng sẽ bị đánh bại. Hàn Anh vui vẻ nói, vậy có nghĩa là anh Diệp. Đúng chiến thần Ung Châu rồi. Đoạn Thiên Hào cũng là há hốc miệng, không ngờ hổ phù trong tay tên nhóc này lại là thật. Cậu ta và Tần Võ An có quan hệ gì? Hai, cuối cùng vẫn để anh Diệp trở thành chiến thần trước. Đoạn Tử Du thất vọng nghĩ thầm, mình đúng là kém cỏi. Thẩm Thường Thanh đối với việc này cũng vô cùng bất an, nghĩ thăm, tân chiến thần rõ ràng đã giao lại binh quyền, vì sao hổ phù lại rơi vào trong tay người ngoài. Người này là người của Tân Võ An, nếu để 30 vạn quân rơi vào tay cậu ta thì phía Trung ương sẽ khó xử lý đây. Vốn dĩ, mục đích thật sự của Thẩm Thường Thanh tới đây là để thu hồi binh quyền của Ung Châu. Suy cho cùng, quân đội 300.000 người ở bên ngoài và không nắm dưới sự kiểm soát của nhà nước, đây là một trong những nguyên nhân chính gây nên bất ổn. Ông ta tưởng rằng sau nhiều năm, những người lính này lẽ ra đã từ bỏ rồi. Chỉ cần an ủi họ một chút. Lại công bố tuyển chọn chiến thần mới, chỉ cần anh có thể thuyết phục được công chúng, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Nhưng ông ta không bao giờ ngờ rằng giữa đường lại xuất hiện một tên Diệp Côn Luân, phá vỡ mọi kế hoạch ban đầu. Điều khủng khiếp nhất là người này còn nắm giữ trong tay hổ phù, điều này thậm chí còn danh chính ngôn thuận hơn cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng như ông ta.
hầu như không cần bất cứ tuyên bố nào từ ông ta, đối phương đã trực tiếp điều động cả quân đoàn và trở thành chiến thần mới. Bây giờ nên làm thế nào đây? Đồng thời, mọi người ở phía Hoa Sơn cũng vô cùng ngạc nhiên. Nhìn Diệp Côn Luân lãnh đạo quân doanh, tự xưng là chiến thần, đệ tử Hoa Sơn Liễu Trác Xuyên không khỏi siết chặt tay, cảm thấy rất bất mãn. Dù sao anh ta không chỉ là đệ tử thân cận của trưởng giáo Hoa Sơn mà còn là người được nhà nước đề cử, nếu không có việc gì ngoài ý muốn thì vị trí chiến thần Ung Châu lẽ ra phải là của anh ta. Kết quả là đã có sự cố xảy ra, anh thậm chí không có cơ hội xuất hiện, đối thủ đã giành chiến thắng trước. Thật vô lý, Liễu Trác Xuyên phẫn nộ. Tàng kiếm thượng nhân ở bên cạnh cũng vô cùng kinh ngạc. Đây không chỉ là người kế vị của cao nhân kia mà còn sở hữu hổ phù của chiến thần Côn Luân trước đây. Ông ta thực sự thắc mắc đứa trẻ này có bao nhiêu bí mật mà mọi người đều không biết. Trác Xuyên, nghe lời sư thúc Tàng kiếm thượng nhân nói, tốt nhất con không nên có ý định tranh giành với tên nhóc đó. Tránh rước họa vào thân. Sư thúc cho rằng con không bằng anh ta sao? Liễu Trác Xuyên hậm hực hỏi. Nghe vậy, Tàng kiếm thượng nhân khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, không phải con không bằng cậu ta, mà con thua kém cậu ta về mọi mặt. Tất nhiên, trước mặt sư huynh, ông ta không thể trực tiếp nói ra những lời có thể khen người ngoài, chê người mình như vậy được. Hừ, chẳng qua anh ta chỉ là gặp may mắn thôi, không biết anh ta lấy được hổ phù cũ ở đâu ra. Liễu Trác Xuyên bướng bỉnh nói, đợi con lấy được hổ phù mới từ bộ quốc phòng, sau đó sẽ quyết đấu với anh ta. Tầng kiếm thượng nhân vậy thì không nói nên lời, thầm nghĩ, tên nhóc này đúng là bướng bỉnh. Quên đi, tùy con thôi. Tàng kiếm thượng nhân khẽ lắc đầu, thầm nghĩ lời hay cũng khó mà khuyên nổi một kẻ cứng đầu, cứ mặc kệ nó làm gì thì làm vậy. Liễu Trác Xuyên thấy sư thúc mình như vậy thì càng khó hiểu hơn, bèn hỏi lại, tại sao sư thúc lại bảo vệ tên nhóc đó vậy? Chẳng lẽ anh ta là người kế vị của sư thúc sao? Người thừa kế của mình. Tăng kiếm thượng nhân nghe vậy, khuôn mặt già nua bỗng đỏ bừng, thầm nghĩ, tên nhóc này đúng là không biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói mà. Đến ta còn phải tuân theo lời tên nhóc đó. Còn bao giờ thấy sư phụ nào phải nghe lời đệ tử chưa hả? Tại thời điểm này, Phùng Vô Tật đã hoàn toàn chịu thua. Vì vậy, ông ta bắt đầu chủ động đầu hàng, tiến tới đàm phán. Đúng vậy, thanh môn của chúng tôi quả thực đã đánh giá thấp cậu, đã phán đoán sai lầm. Được, tôi nhận thua, lần này tôi là kẻ thua cuộc. Nói xong, Phùng Vô Tật giơ tay ra hiệu và nói tiếp, chúng ta thương lượng điều kiện đi. Chỉ cần cậu để tất cả chúng tôi rời đi, ân oán của chúng ta sẽ được xóa bỏ kể từ bây giờ. Thanh môn sẽ không bao giờ đối đầu với cậu nữa. Nếu như có một ngày cậu ra nước ngoài, chỉ cần là địa bàn của thanh môn, tôi cam đoan có thể cho cậu cảm giác như ở nhà. Từ giờ trở đi, chúng ta là bạn chứ không phải kẻ thù, bạn của cậu sẽ là khách của thanh môn, kẻ thù của cậu sẽ nằm trong danh sách đen của thanh môn. Phùng Vô Tật đưa ra những điều khoản hào phóng và thể hiện sự đầy đủ sự chân thành. Ông ta cho rằng cho dù có là chiến thần thì vẫn phải nể mặt thanh môn, chắc sẽ không muốn làm tới cùng chuyện này. Như Thẩm Thường Thanh trước đó đã nói, giang hồ không chỉ là đánh giết, mà còn là quan hệ giữa con người với nhau. Thêm một người bạn sẽ tốt hơn nhiều so với việc có thêm một kẻ thù. Huống hồ là một đồng minh hùng mạnh như thanh môn hải ngoại bọn họ. Ừ, như vậy là tốt rồi. Thẩm Thường Thanh ở trong khu cho quan chức hài lòng gật đầu, đang định lên tiếng hòa giải. Nhưng vào lúc này, Diệp Lâm lại lạnh lùng nói, ông cho rằng ông có tư cách thương lượng điều kiện với tôi sao? Cái gì? Lời này vừa nói ra, bầu không khí tại hiện trường chợt ngưng tụ lại, bỗng chốc lại trở nên căng thẳng. Cậu còn muốn thế nào nữa? Phùng Vô Tật tức giận nói. Chẳng thế nào cả, Diệp Lâm bình tĩnh nói, 30 vạn quân Ung Châu đã yên ảng quá lâu rồi, hay có thể dùng các ông để khai đao, tiện thể tiễn các ông xuống địa ngục luôn. Anh còn chưa nói xong, hiện trường đã tràn ngập sát khí, tất cả đều im lặng, sắc trời cũng thay đổi. Nhìn thấy Diệp Lâm không chịu bỏ qua, còn muốn đuổi cùng giết tận, mọi người nghe được lời này không khỏi âm thầm kêu lên. Không ngờ, ngay khi tiếp quản quân đội Ung Châu, Diệp Lâm đã muốn dùng những người này để thử kiếm. Giết hết sao? Bát Kỳ Ung Châu hỏi. Không chừa một ai, Diệp Lâm gật đầu. Những người đầu hàng thì sao? Bát Kỳ lại hỏi. Đầu hàng cũng giết, Diệp Lâm đưa ra kết luận cuối cùng. Không chừa một ai, đầu hàng cũng giết. Nghe được thấy Diệp Lâm ra lệnh như vậy, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thẩm Thường Thanh không khỏi giật mình.
Ông ta vội vàng nói với Hàn Sơn Hà đang đứng ở một bên, Hàn Chiến Thần, sao ông không thử thuyết phục em trai kết nghĩa của ông xem? Chẳng lẽ phải làm đến cùng như vậy sao? Dù sao người ta cũng đã nhượng bộ, điều kiện đưa ra rất chân thành, vậy sao lại phải? Nhượng bộ, ha ha, Hàn Sơn Hà cười nhạo, khi gã họ Phùng kia mang theo 10.000 cao thủ hải ngoại ra lệnh giết chết anh em kết nghĩa của tôi, ông ta có bao giờ nghĩ tới việc nương tay không? Bây giờ, thấy em trai tôi đã trở thành chiến thần Ung Châu, có đội quân 300.000 người sau lưng thì mới biết sợ, mới biết nhượng bộ sao? Nói với ông ta là, đã quá muộn, ông ta không còn đủ tư cách để thương lượng các điều khoản với em trai tôi nữa. Mà này, Thẩm đại nhân, tại sao ông lại cầu xin cho người ngoài vậy? Ban nãy, lúc em trai tôi bị bao vây ông cũng đâu có như vậy. Còn ngăn tôi ra tay. Thẩm Thường Thanh chỉ mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Tại hiện trường, sau khi nghe được lệnh giết mình của Diệp Lâm, tất cả các cao thủ hải ngoại đều hoảng sợ. Ông Phùng, chúng tôi đến đây vì nể mặt ông, nhưng kẻ thù mà chúng tôi đối mặt hoàn toàn khác với những gì ông đã nói. Ông phải cho chúng tôi một lời giải thích. Đúng vậy, Phùng đại nhân, ông phải nghĩ biện pháp đi. Chúng tôi không muốn phải chôn thây ở đây đâu. Có 30 vạn quân chính quy, hơn nữa quân Ung Châu lại nổi danh là thiện chiến, thậm chí còn không căn đánh, đầu hàng cũng vô dụng. Phùng Võ Tật, hay là ông lấy cái chết đền tội để đối lấy mạng sống của chúng tôi đi. 10.000 cao thủ hải ngoại đã hoàn toàn nổi loạn, không những mất tinh thần chiến đấu mà còn chữa mũi dùi vào kẻ chủ mưu Phùng Vô Tật. Điều này khiến Phùng Vô Tật vừa bất lực vừa tức giận. Mọi người bình tĩnh đi. Phùng Vô Tật cuối cùng lạnh lùng bất đắc dĩ nói, tôi đã đưa mọi người tới tất nhiên sẽ có biện đưa mọi người đi. Mọi người cứ yên tâm, cho dù phải liều mạng, Phùng Vô Tật cũng có thể giúp mọi người tìm ra lối thoát. Nghe xong lời này, 10.000 cao thủ tạm thị thả lỏng, chờ xem Phùng Vô Tật sẽ làm gì tiếp theo. Cậu Diệp, tôi muốn giải quyết vấn đề này một cách hòa bình với cậu. Nhưng nếu cậu không biết tốt xấu, thì cũng đừng trách tôi không khách sáo. Vừa nói, Phùng Vô Tật vừa ngẩng đầu lên trời, phẫn nộ hét lớn, giơ hai tay lên trên đầu, lẩm bẩm điều gì đó. Hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy, ôn thần có thể làm được những gì. Ngũ độc tại thiên. Phùng Vô Tật kích hoạt năng lực của mình. Ngay sau đó, trong khoảnh khắc, không gian dường như đổi màu. Mọi người nhìn thấy một khối dày đặc giữa không trung, như thế bị thứ gì đó bao phủ rồi nhanh chóng lan ra, gần như che phủ một nửa bầu trời. Khi nó đến gần, mọi người đều ngước nhìn lên bầu trời, cảm thấy da đầu tê dại và sợ hãi. Mau nhìn kìa, đó là cái quái gì vậy? Châu chấu, ong bắp cầy, hay là... Vô số côn trùng độc đông nghịt, chen chúc nhau lao tới. Đám đông bên dưới hỗn loạn, bắt đầu tránh né sự tấn công và cần của trùng độc. Trên mặt đất, kiến, rết, bọ cạp và các loại côn trùng có độc khác cũng mọc lên như măng sau mưa, sinh sôi điên cuồng và bao phủ cả vùng đất. Trong phút chốc, bầu trời và mặt đất bị vô số côn trùng độc chiếm giữ. Chúng dường như không ngừng sinh trưởng, ngay cả khi bị dẫm chết thì vẫn có vô số con khác tràn lên. Đội quân 300.000 người bị vô số trùng độc này bao vây, nếu không phải ở trong đội hình và có ý chí kiên cường thì sĩ khí của họ đã suy yếu từ lâu rồi. Ha ha ha! Phùng Vô Tật nhìn thấy tình huống này, không khỏi bật cười đắc ý. Tình thế gần như đã bị ông ta đảo ngược. Tên nhóc họ Diệp kia, cho dù cậu có quân đội 300.000 người thì cũng có thể làm được gì. Tôi có thể điều khiển hàng triệu con trùng độc, không bao giờ dùng hết. Nếu chúng nó tiếp tục như thế này, cậu nghĩ cán cân thắng sẽ nghiêng về bên nào? Chứng kiến cảnh này, 10.000 cao thủ hải ngoại cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm, đồng thời hết lời khen ngợi Phùng Vô Tật. Không hổ danh là ôn thần, khả năng che trời bằng một tay này thực sự là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Điểm mạnh nhất của ôn thần Phùng Vô Tật chính là mang đến cái chết và bệnh tật cho thế giới. Sau khi bị những con côn trùng độc này cần, tất cả sẽ sớm gục ngã. Ba ông chủ của Thanh Môn quả nhiên là danh bất hư truyền. Mỗi người đều có thể một mình áp chế cả một phương. Giờ thì tôi yên tâm rồi. 10.000 tông sư vốn dĩ không có ý định chiến đấu giờ lại nóng lòng muốn thử lại, chuẩn bị chờ lệnh của Phùng Vô Tật mới phối hợp với độc trùng tiến vào tân sát. Bên kia, khu vực quan chức cũng trở nên hỗn loạn. Hiện trường có vô số côn trùng độc, tấn công bừa bãi mọi người bên dưới, bao gồm cả nơi này một cách tự nhiên. Bảo vệ đại nhân. Những cận vệ xung quanh Thẩm Thường Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, lũ lượt bước tới, vung kiếm để xua đuổi lũ côn trùng độc. Tuy nhiên,
có rất nhiều côn trùng độc và chúng tập trung dày đặc đến mức không thể giết hết chứ đừng nói đến việc tiêu diệt tất cả. Nhìn xem, Thẩm Thường Thanh lấy áo choàng che đầu, phàn nàn, tôi vừa nói rồi mà, đừng làm lớn chuyện. Ông nghĩ chuyện này sẽ kết thúc như thế nào đây? Đến chúng ta cũng bị liên lụy rồi đây này. Tránh hết ra, lúc này, Đoạn Thiên Hào, chiến thần của Doanh Châu bước tới, gầm lên như sư tử giống, lập tức đánh bật tất cả côn trùng độc trong bán kính 100 mét, tạm thời giải vây. Nhưng chẳng bao lâu sau, vô số côn trùng độc lại trần vào. Nhìn thấy cảnh tượng này, Đoàn Thiên Hào không khỏi cau mày, không thể tiếp tục kêu gào như vậy được nữa. Tấn công bãng lửa đi. Lúc này, tình hình trong sân đấu không hề thuận lợi. Tôn Kính Phàm, thủ lĩnh của Bát Kỳ xin chỉ thị, Diệp Chiến Thần, dùng lửa để phá vỡ thế tấn công của trùng độc đi. Diệp Lâm nhìn thoáng qua khung cảnh hỗn loạn và Phùng Vô Tật đang đắc thắng ở phía xa. Đây là khả năng của ông sao? Diệp Lâm khịt mũi. Đám trùng độc này, chỉ cần một cú búng tay là xong. Vừa nói, Diệp Lâm vừa nhẹ nhàng gõ lên chiếc sừng anh đang mang. La Sát, đến lượt mày rồi đó. Vừa dứt lời, đã thấy một làn khói đen từ bên cạnh Diệp Lâm bay lên trời. Chẳng bao lâu, bầu trời đã bị bóng tối bao phủ. Chuyện gì vậy? Sao trời đột nhiên tối đen rồi? Lẽ nào là năng lượng đáng sợ nào đó của Phùng Vô Tật sao? Ôi mẹ ơi, đừng mà, làm ơn tha cho chúng tôi đi, tôi sắp không thể chịu nổi lũ độc trùng nữa rồi, lại nữa. Phùng đại nhân, xin hãy thu hồi thần thông của ông đi. Chúng tôi vô tội, xin tha mạng cho chúng tôi. Đối mặt với một sự thay đổi lớn đột ngột trước mắt, mọi người có mặt tại hiện trường đều hoảng sợ bất an. Khi màn đêm buông xuống, mọi người dường như đều cảm thấy cái chết đang đến gần. Lúc này, không chỉ tất cả mọi người có mặt đều hoảng sợ, ngay cả bản thân Phùng Vô Tật cũng giật mình. Bởi vì bóng tối đột ngột này hoàn toàn không phải do ông ta gây ra, không liên quan gì đến ông ta. Lẽ nào là tên nhóc họ Diệp đó? Anh ta đang làm cái quái gì vậy? Phùng Vô Tật cũng có chút cảnh giác, ngẩng đầu nhìn bầu trời, muốn nhìn kỹ một chút, sau đó tùy cơ ứng biến. Chỉ thấy sau bóng tối trên bầu trời, một khuôn mặt xinh đẹp hiện ra từ không khí đen đặc. Phùng Vô Tật nhìn kỹ để xác định nó, hóa ra lại là con quái vật đầu người mình chim. Bóng tối bao trùm bầu trời chính là do nó xải đôi cánh đen ra. Ngay lập tức, con chim lạ đó phát ra tiếng kêu sắc bén chói tai. Âm thanh trải dài ra, giống như những đợt sóng âm chói tai, vô tận và kỳ lạ. Mọi người nghe thấy thanh âm này, đều bịt tai lại, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn, giống như một con khí bị nguyên rủa, cảm thấy đầu nhức như búa bổ, không thể chịu nổi. Ngay cả Phùng Vô Tật cũng bị ảnh hưởng, trái tìm ông ta không khỏi đập loạn xạ, trở nên cáu kinh và kích động. Không ổn rồi, Phùng Vô Tật nhìn thấy cảnh này liền có dự cảm không lành. Lại nhìn những con độc trùng mà mình đã gọi tới, lúc này hoặc là đang ngã xuống hoặc là đang bỏ chạy tứ tán. Trong chốc lát, vô số độc trùng đã bị đánh bại. Đó là quái vật gì vậy? Phùng Vô Tật vừa kinh ngạc vừa tức giận. Ông ta không ngờ năng lực của mình lại dễ dàng bị con quái vật mặt người mình chim ở giữa không trung phá vỡ một cách đơn giản như vậy. Là chim Rakshasa, mà phía dưới, mọi người Hoa Sơn phái gần như lập tức nhận ra con quái vật đang lơ lửng giữa không trung, đó chính là chim Rakshasa trong truyền thuyết được hình thành từ năng lượng xác chết. Tàng Kiếm Thượng Nhân không khỏi âm thầm chấn động, ông ta không ngờ bên cạnh Diệp Lâm lại có linh thú như vậy, thật sự là khó đoán. Không sao rồi. Mọi người phía dưới nhìn thấy đám độc trùng bao vây đã tự mình rút lui, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vậy đó là quái vật gì vậy? Mà ở bên chuyên khu của nhà nước, Thẩm Thường Thanh nhìn thấy một khuôn mặt người từ trên trời hiện ra, sợ hãi đến sắc mặt tái nhợt. Không cần lo lắng, đó là do người anh em của tôi gọi đến. Hàn Sơn Hà giải thích. Anh em của ông, sao lại có thể đi cùng với quái vật? Thẩm Thường Thanh vừa kinh ngạc vừa sợ hãi nói. Không có con quái vật đó, lúc này ông vẫn đang bị độc trùng cản đấy. Hàn Sơn Hà không nói nên lời. Đó là chim Rakshasa, lúc này Lý Úc Bạch mới giải thích đơn giản, nó được chuyển hóa từ năng lượng xác chết, tôi may mắn nhìn thấy một lần trong núi xác chết và biển máu. Không ngờ chàng trai trẻ đó lại có thể thuần hóa Rakshasa và mang nó theo bên mình. Đoạn Thiên Hào thấy vậy, trong lòng buồn bực, trong lòng muốn hét lên, vì sao chênh lệch lại lớn như vậy? Lúc này, con Rakshasa trên không trung nuốt chửng vài con độc trùng rồi lại nhổ chúng ra. Phì phù, không ngon. Để tôi xem, ở đâu có thi thể. Đối với nó mà nói,
xác chết vẫn là mỹ vị. Diệp Lâm nói với nó, sắp có 10.000 thi thể, thưởng cho mày đấy. Chim Raksasa nghe vậy, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, sắp có một bữa ăn thịnh soạn. Còn ở phía đối diện, 10.000 tông sư nghe vậy, đều bị dọa đến ra đầu tê dại, hoảng sợ bất an. Thầm nghĩ, làm sao một cái miệng 37 độ lại có thể nói ra những lời giá lạnh như vậy? Vậy là đến một cái thi thể toàn vẹn cũng không định để lại cho họ hay sao? Đồ khốn! Dám phá độc trùng của tao! Tao giết mày! Phùng Vô Tật nhìn thấy cảnh này, trong lòng tức giận đến xấu hổ. Ông ta biết nếu không tiêu diệt được chim Raksasa thì đại quân độc trùng của ông ta khó có thể tập hợp lại. Lập tức, Phùng Vô Tật đánh một quyền vào không trung. Trực tiếp xuyên qua cơ thể đen tối của con chim Raksasa đang che khuất bầu trời. Ha 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 ha! Chim Raksasa cười lớn và tản ra như những đám mây đen. Chẳng bao lâu nó đã được tập hợp lại và hình thành ở một nơi khác. Phùng Vô Tật, còn có năng lực gì thì cứ việc xử. Dụng đi! Lúc này, giọng nói của Diệp Lâm lạnh lùng truyền đến. Vẻ mặt Phùng Vô Tật trở nên nghiêm túc và nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm. Đột nhiên nghĩ, nếu tên nhóc này không bị loại bỏ, e là tất cả bọn họ sẽ không có chỗ chôn thân. Được! Vậy tao đầu độc mày chết trước! Vừa nói, Phùng Vô Tật vừa chỉ tay về phía Diệp Lâm. Một luồng độc tố ngưng tụ trong không khí, trong nháy mắt đã hòa vào hơi thở của Diệp Lâm. Một luồng khí độc không ngừng lớn lên xung quanh Diệp Lâm, bị hít vào cơ thể anh. Tất cả diễn ra một cách lặng lẽ, thần không biết quý không hay. Không ổn rồi. Lúc này, Hàn Sơn Hà là người đầu tiên phản ứng, vội lớn tiếng nhắc nhở, nín thở. Hắn đang âm thầm hạ độc cậu. Ha 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 ha, Phùng Vô Kỳ bất giác cười lớn, độc đã vào trong cơ thể, cậu sắp bị bệnh nan y. Hoàn toàn xong rồi. Đối mặt với loại độc dược vô phương cứu chữa do chính Phùng Vô Tật tạo ra, nếu người khác hít vào có thể bị bệnh nặng hoặc tử vong tại chỗ. Mà Diệp Lâm thì đã hít thở rất lâu, trong cơ thể đã hoàn toàn bị khí độc chiếm giữ. Thần tiên khó cứu. Thấy thế, Diệp Lâm cũng cười lớn. Thì ra khả năng của ông chỉ đến vậy thôi sao? Hai. Vừa nói, Diệp Lâm vừa cố ý hít một hơi thật sâu. Những độc tố kỳ lạ đó xâm nhập vào cơ thể đó căn bản không có tác dụng gì. Làm sao có thế? Phùng Vô Tật thấy thế, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Không ngờ chất độc không có thuốc giải do chính tay ông ta phóng ra lại không có tác dụng với Diệp Lâm. Quên nói cho ông biết, cơ thể của tôi từ lâu đã miễn nhiễm với mọi tà ác và chất độc. Còn có khả năng gì, sử dụng hết đi. Phùng Vô Tật nghe được lời này, cả người choáng váng, tất lâu không thể bình tĩnh lại được. Đại quân độc trùng mà ông ta tự hào nhất và thành thạo nhất, cũng như những chất độc kỳ lạ được bí mật phóng thích, hoặc là bị đối thủ dễ dàng hóa giải hoặc là không có tác dụng gì cả. Phùng Vô Tật dường như đã gặp phải khắc tinh, cũng có chút bất lực. Xem ra ba gã khổng lồ thanh môn các người chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Vừa nói, Diệp Lâm vừa giơ chiến thần đao trong tay lên. Đã đến lúc kết thúc tất cả rồi. Ôn thần, Phùng Vô Tật. Mau tới nhận cái chết đi. Lời còn chưa dứt, Diệp Lâm vung chiến thần đao lên, thân ảnh như một bóng ma, nhảy đến trước mặt Phùng Vô Tật. Trong nháy mắt, Diệp Lâm nhảy lên, đã ở gần trong tầm tay. Phùng Vô Tật nhìn thấy Diệp Lâm bay đến với chiến thần đao trong tay thì không khỏi vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Biệt danh của ông ta là Ôn Thân, và ông ta giỏi nhất trong việc tấn công người khác từ xa, căn bản không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào để đến gần mình. Nhưng hiện tại, kẻ địch mạnh Diệp Lâm đã ở trước mặt. Ông ta làm sao có thể không hoảng sợ? Tìm cái chết. Phùng Vô Tật dùng hết sức lực để biến toàn bộ năng lượng trong cơ thể thành một loại khí cực độc, chạm vào sẽ chết. Thậm chí cả bản thân ông ta cũng không thể tránh khỏi, sẽ bị ảnh hưởng sâu sắc, máu đen tràn ra từ khóe miệng. Xem mày lần này. Tuy nhiên, Phùng Vô Tật lại kinh ngạc khi phát hiện đối phương vẫn không hề bị ảnh hưởng gì, đang từng bước một áp sát mình. Làm sao có thế? Cho đến lúc này, Phùng Vô Tật mới ý thức được. Những gì Diệp Lâm vừa nói là sự thật và không hề phóng đại. Một loại độc dược kỳ lạ đến bản thân cũng không kháng cự được, nhưng đối phương vẫn bình yên vô sự. Không phải chính là miễn nhiễm với mọi loại chất độc trong truyền thuyết sao? Mày, đừng mà! Nhìn thấy Diệp Lâm giơ chiến thần đao trong tay lên, chém về phía mình như một cơn gió mạnh quét sạch lá rụng. Phùng Vô Tật sợ hãi đến mức sắc mặt tái nhợt, vô thức đưa tay ra ngăn cản, nhưng vô ích. Đối mặt với thần chiến đao nặng 9000K, cơ thế.
Bắng xương bắng thịt của Phùng Vô Tật ngay lập tức bị nghiền nát thành từng mảnh giống như một con bọ ngựa ngăn xe. Lập tức chỉ thấy một đạo ánh đao đầy máu. Lưỡi đao chém mạnh vào vai trái của Phùng Vô Tật, chém chéo xuống, xuyên qua ngực và bụng dưới của ông ta, cuối cùng đi ra từ xương sườn bên phải. Phùng Vô Tật lập tức bị một đao này chém thành hai mảnh. Ngã xuống vũng máu. Đột nhiên, hiện trường trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Có lẽ không ai ngờ rằng, Đường Đường là một trong ba gã khổng lồ của Hải Ngoại Thanh Môn lại bị Diệp Lâm dùng đao chém thành hai mảnh, không có năng lực phản kháng. Nhưng mọi người đều biết, cuộc chiến vừa rồi giữa hai người tưởng chừng như là một chiều, nhưng thực ra lại đầy rẫy nguy hiểm. Trong vòng 100 mét xung quanh Phùng Vô Tật, không có sinh vật sống nào, ngay cả mặt đất dưới chân cũng trở thành đất chết và vỡ nát. Cũng có nghĩa là Diệp Lâm, người miễn nhiễm với mọi chất độc mới có thể bước tới gần, nếu là người khác thì sẽ bị giết ngay tại chỗ. Mà cũng chỉ có Phùng Vô Tật mới biết một đao của Diệp Lâm đáng sợ như nào, tựa như có một quả núi đè lên người mình, lại giống như trời sắp sập. Xuống! Thân thể phàm trần làm sao có thể chống lại được áp lực lớn như trời, như núi. Không phải ông ta không muốn, mà thực sự là lực bất tòng tâm. Như người ta vẫn nói, một khi chiến thần nổi giận, hàng triệu người sẽ bị giết. Chiến thần đao mà Diệp Lâm sử dụng, đừng nói là đối mặt với ba gã khổng lồ, thậm chí đối mặt với thiên binh vạn mã, cũng có thể tấn công mà không còn ai sống sót. Lập tức, Diệp Lâm một tay cầm đao, một chân dẫm lên nửa người Phùng Vô Tật. Giống như tuyên bố chiến thắng vĩ đại trong trận chiến này, chưa đánh đã thắng. Chiến thần uy vũ! Chiến thần uy vũ! Chiến thần uy vũ! Tiếng chúc mừng của 300.000 quân Ung Châu vang vọng tận trời. Khi mọi người xung quanh nhìn thấy điều này, cũng dần dần bình phục sau cú sốc, sau đó càng tỏ ra kính sợ hơn. Đây, chính là sức mạnh của chiến thần sao. Một đao chém chết một gã khổng lồ Thanh Môn, quá lợi hại rồi. Đại hạ có vị này chiến thần này, thống lĩnh một phương, trăm năm không phải lo lắng gì. Ngay sau đó, mọi người đồng loạt gieo hò và chúc. Mừng! Giao Giao, nhìn kìa! Diệp Côn Luân thật đẹp trai, anh ấy thực sự đã trở thành chiến thần rồi. Lúc này, Đường Y Y cũng không khỏi bị sức mạnh của chiến thần áp đảo, ám ảnh liên tục. Lại nhìn bộ dạng sợ hãi của bạn trai Hàn Mộc Xuân, càng cảm thấy chán ghét. Trong lòng thầm nghĩ tại sao lúc đầu lại bị mù mắt, không nhận ra chiến thần tương lai này sớm hơn. Kết quả là không chỉ không quen biết được mà còn đắc tội nhiều lần, thực sự hối hận đến mức phải dậm chân. Nhưng cũng may. Người bạn thân nhất của mình có mối quan hệ tốt với Diệp Côn Luân, người vừa trở thành chiến thần. Chỉ cần ôm đùi bạn thân, vẫn có thể xoa dịu mối quan hệ với chiến thần. Tân Tịch Giao ở một bên cũng vô cùng chấn động. Không ngờ rằng một câu nói tưởng chừng như đùa ở nhà hàng lại trở thành sự thật nhanh đến vậy. Anh ấy thực sự đã trở thành chiến thần. Với tất nhiều sự chú ý, anh ta giống như một minh tinh được bao quanh bởi các vì sao, toàn bộ Ung Châu e là không ai có thể vượt qua. Không hổ là anh em của tôi, quả nhiên gọn gàng. Sắc nét. Ở bên kia, chuyên khu nhà nước. Khi Hàn Sơn Hà nhìn thấy Diệp Lâm chém chết Phùng Vô Tật, một trong ba người khổng lồ chỉ bằng một đòn, cũng không khỏi cười lớn, cảm thấy mừng cho người anh em kết nghĩa của mình. Mà thực lực mà Diệp Lâm thể hiện cũng gây sốc cho các chiến thần có mặt tại hiện trường. Đúng là một thế hệ mới thay thế thế hệ cũ, chiến thần U Châu Lý Úc Bạch không khỏi xúc động. Khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thẩm Thường Thanh nhìn thấy cảnh tượng này, cảm thấy tình thế đã kết thúc. Binh quyền 300.000 quân e là rất khó thu lại được rồi. Ồ! Ngay sau đó, sau khi tận mắt chứng kiến cánh gã khổng lồ bị chém, một vạn tông sư nước ngoài lần lượt buông vũ khí đầu hàng, quỳ xuống xin tha. Chúng tôi nguyện đầu hàng. Xin chiến thần cho chúng tôi một con đường sống. Ngàn vạn sai làm đều là của một mình Phùng Vô Tật, chúng tôi cũng chỉ là theo ông ta tới mà thôi. Lúc này, Phùng Vô Tật bị giẫm dưới chân vẫn chưa chết hắn. Ông ta cũng coi như có nghĩa khí, dùng hơi thở cuối cùng, chậm rãi nói, giết tôi. Thả họ. Nghe vậy, Diệp Lâm liền bất động, bình tĩnh nói, biết vì sao tôi còn để cho ông một hơi thở không? Chính là vì để ông có thể nhìn rõ những người mà ông mang đến đây sẽ chết như thế nào. Hôm nay, tôi sẽ tiêu diệt một nửa thanh môn của ông trước. Nhưng thật đáng tiếc. Ông sẽ không sống sót được đến ngày thanh môn bị tiêu diệt. Nghe vậy, sống lưng Phùng Vô Tật lạnh lẽo như rơi vào động băng. Dường như thứ đang giảm lên ông ta không phải là chiến thần mà là một con quỷ giết người không chớp mắt. Nếu cậu dám động vào họ, toàn bộ thanh môn hải ngoại sẽ không tha cho cậu.
Diệp Lâm cười nói, hôm nay tôi có thể tiêu diệt một nửa thanh môn của ông, hôm khác sẽ có thể tiêu diệt nửa còn lại. Trước đây, tôi đã từng cho ông cơ hội lựa chọn hoặc là đầu hàng Long Môn, hoặc là chết. Nhưng đáng tiếc, ông đã chọn con đường hủy diệt. Bây giờ chúng tôi đầu hàng để cho một vạn tông sư này gia nhập Long Môn của cậu, tăng cường sức lực của nó. Bây giờ thì quá muộn rồi. Nói xong, Diệp Lâm xua tay ra hiệu cho quân Ung Châu ra tay. Đợi đã. Lúc này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thẩm Thường Thanh ra mặt khuyên nhủ, nếu đã giết kẻ cầm đầu Phùng Vô Tật rồi, thì không cần thiết phải giết bừa người vô tội nữa. Dù sao Thanh Môn Hải Ngoại và Đại Hạ chúng ta bao năm qua cũng coi như rất hòa hợp. Hơn nữa đều là hậu duệ của Đại Hạ. Lời còn chưa nói xong, Diệp Lâm đã lạnh lùng ngải lời, tiếp tục ra lệnh. Quân Ung Châu, toàn thể tướng sĩ nghe lệnh. Soạt, 300.000 binh lính, đồng loạt nhận lệnh. Giết sạch toàn bộ người Thanh Môn trên chiến trường, không để sót một tên nào. Giết! Đột nhiên, tiếng hét giết chóc vang vọng trời đất, chấn động hiện trường. Một đại quân 300.000 người đã bao vây và đàn áp 10.000 tông sư. Giống như một hổ sói lao vào đàn cừu, đi đến đâu xác chết giải tới đó, không một ai sống sót. Lúc đầu, nhóm tông sư này hoàn toàn khiếp sợ trước khí thế của đội quân 300.000 người, hoàn toàn bất lực. Nhưng khi chứng kiến đồng đội của mình lần lượt ngã xuống, tinh thần máu lửa của các tông sư có mặt cũng dần dần được khơi dậy. Bọn họ ở hải ngoại, có ai không phải là một nhân vật tàn nhẫn, dẫm chân một cái chấn động ba vùng. Có lúc nào bị thảm sát như này mà không dám lên tiếng. Đầu hàng là chết, phản kháng cũng là chết. Vậy thì chỉ bằng chống cự đến cùng, tạo ra một con đường máu. Không hổ thẹn danh tiếng của tông sư hải ngoại. Có người giơ tay hét lên, những người xung quanh cũng đáp lại. Chẳng mấy chốc, tình thế một chiều đã bị buộc phải xoay chuyển. Các tông sư hải ngoại còn lại tập hợp lại và đứng lên kháng cự. Nhưng đáng tiếc, bọn họ một mặt yếu đuối, mặt khác lại bị thiên cấp trận pháp áp bức, thực lực bị giảm đi rất nhiều. Ngoài ra, thứ họ phải đối mặt lần này là một đội quân chính quy đã trải qua hàng trăm trận chiến. Cho dù bọn họ liên thủ, chẳng qua cũng chỉ trì hoãn quá trình tử vong của chính bọn họ mà thôi. Thậm chí muốn kéo một người chết cùng cũng vô cùng khó khăn. Khi cận chiến, họ vẫn bị động và không thể thực hiện. Khoảng thời gian một nén hương trôi qua, trong số 10.000 tông sư hải ngoại ở hiện trường đã bị giết chỉ còn một người. Ta đường đường là một tông sư hóa cảnh, sao có thể chết trong tay đám chuột nhắt vô danh như các người? Người đàn ông đó thở hổn hển, người đầy máu nhưng vẫn nghiến răng kiên trì. Cuối cùng, ông ta quay đầu nhìn về phía Diệp Lâm, sau đó bay qua, vung kiếm lao về phía anh. Tên khốn họ Diệp, cho dù tao có chết, cũng phải vẩy máu mày. Tuy nhiên, vẫn chưa đến gần phía trước. Trên không trung, Diệp Lâm vung thanh chiến thần đao, một luồng năng lượng bùng nổ đánh vào. Ông ta, đè ông ta xuống đất một cách nặng nề. Như có một ngọn núi đè lên người, khiến ông ta không thể cử động được. Rất nhanh, những tướng sĩ xung quanh đã đuổi theo và dùng giáo đâm ông ta, đâm xuyên tim và giết chết ông ta ngay tại chỗ. Đến lúc này, tất cả 10.000 tông sư hải ngoại đều đã chôn thân tại đây, không một ai được tha. Mọi người có mặt tại hiện trường đều choáng váng trước cảnh tượng đẫm máu này và tái mặt vì sợ hãi. Dù sao, so với trận chiến mô phỏng trước đó giữa Diệp Lâm và Tôn Kính Phàm, cũng là 10.000 người bị tàn sát, nhưng suy cho cùng tất cả chỉ là ảo ảnh và đều là giả, tất cả những người đang xem lúc đó đều cảm thấy ớn lạnh sống lưng, vô cùng sợ hãi. Nhưng bây giờ, lại là một cảnh tượng chân thực. 10.000 người vẫn đang sống sờ sờ, lại không một ai sống sót, từng người một ngã xuống trước mắt. Những người sống trong thời kỳ hòa bình và thành phố phồn hoa chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng đẫm máu và kinh hoàng như vậy. Một số người nhút nhát không khỏi cúi đầu, bắt đầu nôn khan. Thậm chí, hầu hết những người có mặt đều sợ hãi và run rẩy, nhìn thấy nhiều xác chết như vậy, họ sợ đến bay mất hồn. Đúng là một đòn sát phạt quyết đoán. Bên cạnh đó, phía chuyên khu nhà nước, tất cả các quan chức cũng chết lặng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, người ra lệnh là Diệp Lâm. Họ thậm chí còn cảm thấy như bị thôi miên rằng sát thần đã trở lại. Giống nhau như lột, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thẩm Thường Thanh vừa kinh ngạc vừa sợ hãi kêu lên, cách hành sự thật sự là giống nhau. Diệp Lâm nhìn cảnh tượng trước mắt, không buồn cũng không vui, vẻ mặt vô cảm. Giống như 10.000 sinh mạng bị dẫm đạp như kiến, không có phản ứng gì. Anh quán triệt luật lệ thép của quân Ung Châu, không đầu hàng, không ân xá, chôn vùi mọi kẻ thù.
Nhớ lúc trước, chiến thần Côn Luân Tứ Sư Phụ đã chiến đấu với 7 liên quân hải ngoại trên Đại Tây Dương, cuối cùng giết chết 300.000 tù nhân liên quân, khiến chính phủ và dư luận chấn động. Mặc dù sau chiến tranh, các nước phương Tây đã nhượng lại lãnh thổ để bồi thường và cầu xin đầu hàng. Nhưng sứ thần từ các nước chỉ có một yêu cầu, đó là trừng phạt nghiêm khắc chiến thần Côn Luân giống như đồ tể và đưa ra lời giải thích cho 300.000 tù nhân. Vì vậy mà chiến thần Côn Luân đã bị bí mật kết án và bỏ tù, cũng coi như là lời giải thích cho tất cả các bên, đồng thời cũng bảo vệ ông ta khỏi sự trả thù điên cuồng hoặc bị các nước phương Tây ám sát. Tứ sư phụ Tân Võ An từng nói với Diệp Lâm rằng ông không bao giờ hối hận về những gì mình đã làm và những người mà ông đã giết. Những gì ông ta làm có thể giống như một tên đồ tế và một con quỷ trong mắt người ngoài, nhưng trong mắt ông, đó là tội ác ở hiện tại, công tại thiên thu. Một số việc bắt buộc phải được thực hiện bởi ai đó. Đánh một cú trước, thể tránh được hàng trăm cú sau này. Bọn man dợ ở phương Tây có quyền mà không có đức, chỉ có giết giặc mới có thể trở thành chư hầu cống hiến, không dám phạm sai lầm. Sinh mạng của 300.000 tù nhân đầu hàng có thể đổi lấy ít nhất 30 năm hòa bình và xưng bá. Tiếng xấu tôi sẽ gánh. Chiến thần Côn Luân tự hào về điều đó. Sau khi hổ phù của quân Ung Châu được giao đến tay Diệp Lâm, luật lệ thép của quân Ung Châu phải được thi hành đến cùng. Đối với kẻ thù, tuyệt đối không thể mềm lòng. Hôm nay giết chết 10.000 tông sư hải ngoại chỉ là một màn ra mắt mà thôi. Mày! Đồ quỷ dữ! Mày sẽ không được chết tử tế! Mày sẽ phải xuống địa ngục! Phùng Vô Tật tận mắt chứng kiến những người mà ông ta mang theo lần lượt ngã xuống, nhưng lại không thể làm gì được, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hai mắt trợn trừng, miệng điên cuồng chửi bới. Nhìn đủ chưa? Giọng nói của Diệp Lâm lạnh lùng từ trên đầu truyền đến, bây giờ đến lượt ông rồi. Lời còn chưa dứt, một tia sáng lạnh xẹt qua. Thanh chiến thần đao nặng 9.000 kg rơi xuống, như thể bầu trời sụp đổ. Đầu của Phùng Vô Tật đột nhiên lăn xuống đất, chết không nhắm mắt. Lúc này, toàn bộ 10.000 tông sư hải ngoại do ôn thần Phùng Vô Tật đưa đến đều bị Diệp Lâm giết chết, không để lại một ai. Trận chiến ngày hôm nay, sự hủy diệt của một nửa thanh môn, cũng đã gây chấn động thế giới, chấn động tất cả mọi người trong và ngoài nước. Ha 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 ha! Mọi người có mặt tại hiện trường đều vô cùng kinh hãi. Một tiếng gầm khác phát ra từ trên bầu trời tối. Ngay sau đó, một làn khói đen cuộn lên, bao trùm toàn bộ nơi này, như có sương mù đen tràn ngập trong không khí, khiến người ta có đưa tay ra cũng không nhìn thấy năm ngón tay. Sau vài tiếng hò hét, trời quang trong xanh. Trong và ngoài sân, mọi thứ đã trở lại bình thường. Thậm chí đến thi thể của 10.000 tông sư hải ngoại, cũng như thi thể bị chém đầu của Phùng Vô Tật hoàn toàn không thấy nữa. Dường như mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo giác. Khi mọi người có mặt tại hiện trường nhìn thấy điều này, họ dụi dụi mắt một cách mạnh mẽ và lại một lần nữa náo động. Chuyện gì vậy, tôi đang mơ phải không? Vừa rồi có rất nhiều xác chết và cảnh tượng đầm máu như vậy, nhưng tất cả đều được dọn dẹp và biến mất hoàn toàn. Hình như con chim lạ tên là Raksasa được thanh niên đó thả ra ăn mất rồi phải không? Không nghe tiếng gầm vừa rồi à, chắc là âm thanh do con chim lạ đó tạo ra. Trời ơi, lần này thật sự là không có chỗ chôn thân, ngay cả một thi thể cũng không còn sót lại, thật quá bi thảm. Hết cách rồi, ai bảo bọn họ chọc vào chiến thần Ung Châu. Quân Ung Châu giỏi nhất chính là chiến tranh hủy diệt, không để một ai sống sót. Lúc này, chim Raksasa đã hài lòng trở về sừng sau khi đã ăn no. Thi thể 10.000 cường giả cũng đủ cho nó tiêu hóa. Trong một khoảng thời gian, mẹ ơi! Trên sân, Hàn Mộc Xuân vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê, lại nhìn thấy một cảnh tượng khác khiến hẳn kinh hãi. Phùng Vô Tật bị Diệp Lâm một đao chém bay đầu. Nhìn thấy cảnh tượng này, anh ta bị dọa đến tè ra quần, hoảng sợ bất an. Anh ta không thể tưởng tượng được mình đã đắc tội với một sự tồn tại đáng sợ như thế nào. Đem ra so sánh, anh ta giống như một con kiến, nhỏ bé và hèn mọn. Không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình. Hy vọng Diệp Chiến Thần bận việc khác, coi mình như cái rắm. Nhưng cái gì thì cái đấy đến. Hàn Mộc Xuân lần lộn bò toài, cố gắng trốn trong đám đông. Kết quả là vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt của Diệp Lâm. Dù có tránh né thế nào đi nữa, ánh mắt sắc bén của Diệp Lâm vẫn theo anh ta khắp nơi như mắt diều hâu. Người đâu? Diệp Lâm lại ra một mệnh lệnh khác. Vài người lính Ung Châu từ hai bên lao ra. Bắt tên Hàn Mộc Xuân này lại cho tôi. Lời còn chưa dứt, Hàn Mộc Xuân đã bị Ngô Hoa Đại trói lại.
xin tha mạng, Hàn Mộc Xuân nằm dưới đất cầu xin. Mặc dù tôi đã đắc tội anh, nhưng tội của tôi không đáng chết. Diệp Lâm lạnh lùng nói, người này ở bên ngoài, hủy hoại thanh danh của quân Ung Châu, còn dựa vào anh họ nằm trong bát kỵ Ung Châu, sói giả uy hùm, tác oai tác quái. Đem hắn xuống trước, thẩm vấn cẩn thận xem có vi phạm kỷ luật quân đội hay không. Nếu có người vi phạm kỷ luật sẽ xử lý theo quân luật. Rất nhanh, Hàn Mộc Xuân đã bị giải xuống trong tiếng gào khóc. Người anh họ Lý Bình Lương nhìn thấy cảnh này, cũng không khỏi thở dài, không dám lên tiếng. Lý Bình Lương. Ngay sau đó, ánh mắt Diệp Lâm lại rơi vào người Lý Bình Lương, một trong bát kỵ. Lý Bình Lương nghe vậy liền dùng mình, vội vàng bước ra khỏi hàng, nói, có mặt tướng. Cậu để cho em họ mình làm sằng làm bậy dưới danh nghĩa của cậu mà không ngăn cản. Cậu có biết tội của mình không? Lý Bình Lương cúi đầu nói, mặt tướng biết tội. Niệm tình cậu là bát kỵ, trước đây chắc cũng lập được nhiều chiến công, tôi sẽ giáng cậu xuống làm sĩ binh bình thường, làm lại từ đầu, lập công chuộc tội. Lý Bình Lương nghe được lời này, đột nhiên vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, anh ta tưởng rằng sẽ bị em họ liên lụy, cũng sẽ bị xử lý theo quân luật, thậm chí đuổi khỏi đại doanh. Không ngờ chiến thần lại đặc cách khai ân, cho anh ta cơ hội lập công chuộc tội. Cảm ơn chiến thần, Lý Bình Lương kích động nói. Cuối cùng, Diệp Lâm giơ cao hổ phù, lớn tiếng nói, kể từ hôm nay, tôi, Diệp Côn Luân, trở thành. Chiến thần Ung Châu, các vị tướng sĩ có phục không? Chào mừng Diệp chiến thần. Đại quân 300.000 quân đồng loạt đáp lời. Lúc này, Diệp Lâm đã dùng cả lòng tốt và sức mạnh để khuất phục 300.000 quân của Ung Châu và đảm nhận vị trí chiến thần. Mọi người có mặt tại hiện trường nhìn thấy đều vỗ tay tán thưởng không ngừng. Ha ha, ở bên chuyên khu nhà nước, Hàn Sơn Hà cười ha ha, em kết nghĩa của tôi cũng là chiến thần rồi. Lát nữa phải uống thêm vài ly để chúc mừng một chút. Nhưng lúc này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thẩm Thường Thanh lại chủ động đứng dậy, chắp tay nói, Diệp Côn Luân. Tôi là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, hôm nay được lệnh đến đây chủ trì cuộc cạnh tranh tuyển chọn chiến thần. Diệp Lâm bình tĩnh nói, khiến Thẩm đại nhân vất vả một chuyến rồi, không cần thi đấu nữa, tôi trở thành chiến thần, đúng như mọi người mong đợi rồi. Thẩm Thường Thanh dừng một chút, cười nói, tôi còn có một chuyện muốn nói, không biết có nên nói hay không. Hàn Sơn Hà nghe vậy, cười tươi nói, nếu là chúc mừng thì không cần nói nhiều nữa. Lát nữa ở lại với anh em chúng tôi, uống thêm vài ly là được. Nhưng Diệp Lâm lại không nhìn ra đối phương có ý chúc mừng anh, Thẩm đại nhân, xin mời cứ nói. Thẩm Thường Thanh ho nhẹ, hít sâu một hơi, nói, chiến thần là thống lĩnh một phương, có sức ảnh hưởng rất lớn. Trong lịch sử, ứng cử viên cho vị trí chiến thần phải được nhà nước bổ nhiệm mới là danh chính ngôn thuận. Chưa từng có người nào kế thừa tư nhân hoặc tự lập làm vua. Cho nên cái gì, Diệp Lâm cau mày, không ngờ vào lúc này sóng gió lại nổi lên, vị bộ trưởng bộ quốc. Phòng này dường như có ẩn ý trong lời nói. Thẩm Thường Thanh nghiêm túc nói, cho nên theo quy tắc, anh phải giao hổ phù cho tôi. Cái gì? Lời này vừa nói ra, mọi người ở hiện trường đều không khỏi kinh ngạc. E là không ai có thể nghĩ tới, trong tình thế đã định như hiện nay, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thẩm Thường Thanh lại dám đi ngược xu thế, muốn cưỡng ép tước đoạt binh quyền. Bầu không khí tại hiện trường bỗng căng thẳng trở lại. Thẩm đại nhân, ý của ông là gì? Chiến thần Thanh Châu Hàn Sơn Hà ở bên cạnh không khỏi cau mày khó hiểu. Em kết nghĩa của mình vừa trở thành chiến thần, ông không biết chúc mừng thì cũng thôi, còn muốn cưỡng ép tước đoạt binh quyền. Đây không phải là cố ý gây rắc rối sao? Ha ha, muốn hổ phù của tôi. Diệp Lâm cầm hổ phù trong tay, cười nhạt nói. Cho dù tôi đồng ý, ông hỏi 300.000 quân Ung Châu ở phía sau xem bọn họ có đồng ý hay không. Lời này vừa nói ra, quân Ung Châu ở hiện trường đều đồng thanh đáp, không đồng ý. Không đồng ý. Không đồng ý. Các người, gương mặt Thẩm Thường Thanh biến sắc, có chút tức giận, các người muốn làm phản à? Diệp Côn Luân, anh có biết anh đây gọi là gì không? Anh đây là dùng binh để củng cố bản thân mình. Diệp Lâm nói, Thẩm đại nhân, mời ông quay về báo cáo với nhà nước, cứ nói. Quân Ung Châu chỉ cần một chiến thần, đó chính là tôi, Diệp Côn Luân. Nếu muốn tôi giao hổ phù ra, vậy hãy phái một người mạnh hơn tôi tới tiếp quản. Thẩm Thường Thanh nghe vậy, sắc mặt càng trở nên khó coi. Thẩm đại nhân, anh em của tôi trở thành chiến thần Ung Châu vốn chính là thỏa lòng mong đợi của mọi người, nhờ vào thực lực. Hàn Sơn Hà ở bên cạnh vội vàng khuyên nhủ,
ông không cần lo lắng về chuyện này nữa. Đúng vậy, sự việc đã đến nước này, Thẩm đại nhân hà tất phải vậy. Đoạn Thiên Hào cũng cố gắng thuyết phục ông ta, mọi người chỉ bằng mỗi người lùi một bước. Thẩm Thường Thanh sao lại không hiểu đạo lý này chứ, từ khi chứng kiến Diệp Côn Luân ra lệnh cho 300.000 đại quân, ông ta đã biết rất khó có thể đảo ngược. Nhưng nếu quay về như thế này thì không có cách nào báo cáo được. Ít nhất, lá bài cuối cùng trong tay ông ta còn chưa đưa ra, ông ta vẫn không thể bỏ cuộc. Diệp Côn Luân, lời tôi nói, anh có thể không nghe. Nhưng lời anh tự nói ra, có thể tính không? Thẩm Thường Thanh lại hỏi. Diệp Côn Luân tôi chắc chắn giữ lời. Diệp Lâm nói, ông đang nói đến câu nào của tôi? Chính là câu anh vừa nói, nếu muốn anh giao hổ phù ra, thì phái người mạnh hơn anh đến tiếp quản. Thẩm Thường Thanh xác nhận lại, lời này là thật. Diệp Lâm nghe vậy, bình tĩnh cười nói, đương nhiên. Tôi ở Ung Châu, lúc nào cũng có thể chấp nhận khiêu chiến. Chỉ cần có người có thể đánh bại tôi sẽ dùng hai tay dâng hổ phù và chiến thần đao lên, đồng thời Diệp Côn Luân tôi, kiếp này cũng sẽ không bao giờ đặt chân tới Ung Châu nữa. Những lời này vừa nói ra, hiện trường tràn ngập những tiếng kêu kinh ngạc. Mọi người đều không ngờ rằng Diệp Lâm sẽ nói ra những lời nặng như vậy, không chừa một chút đường lui nào. Và sự tự tin này thực sự khiến người ta vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ. Được, Thẩm Thường Thanh chính là đang chờ đợi câu nói này của Diệp Lâm. Người này, nhà nước đã cử đến rồi. Thẩm Thường Thanh quả quyết nói. Ồ, những lời này vừa nói ra, hiện trường lại một lần nữa náo nhiệt. Lúc này mọi người mới ý thức được, thì ra cái gọi là tranh tài tuyển chọn chiến thần kỳ thực đã được định đoạt hết rồi. Mà tất cả những sự chuẩn bị này chỉ nhằm tạo đà cho người này lên nắm quyền. Chỉ có điều, sự xuất hiện đột ngột của Diệp Lâm đã làm loạn kế hoạch ban đầu. Chẳng trách, đến giờ cục diện đã định, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phải ra tay tước đoạt bình quyền. Thì ra ứng cử viên cho vị trí chiến thần đã sớm được quyết định rồi. Tôi nói rồi mà, chiến thần thống lĩnh, vị trí quan trọng như vậy, sao có thể chọn lựa? Thì ra những người khác đều chỉ là đá lót đường mà thôi. Nếu là người mà nhà nước định, ắt hắn cũng là người xuất chúng, thực lực chắc chắn không ít. Đột nhiên, tất cả mọi người đều mong chờ, muốn tận mắt nhìn thấy kẻ mạnh được nhà nước phái đến sẽ là ai. So sánh với Diệp Côn Luân trước mặt sẽ như thế nào? Ha ha, thì ra là vậy. Diệp Lâm hiểu rồi, thế là bình tĩnh hỏi, là ai? Ra đi, tôi có thể lãnh giáo cao thủ bất cứ lúc nào. Nghe vậy, Thẩm Thường Thanh nhìn về phía đám người Hoa Sơn, gật đầu. Chính là tôi. Khi đang nói chuyện, chỉ thấy một thanh niên đẹp trai bay tới và đáp xuống. Người này không ai khác chính là một đệ tử của Hoa Sơn, Lưu Trác Xuyên. Lại là anh ta. Những người khác có thể không biết, nhưng Tần Tịch Giao và Đường Y Y đã gặp anh ta một lần ở nhà hàng. Đặc biệt là Đường Y Y, cô vẫn có chút ấn tượng với anh chàng đẹp trai đến từ Hoa Sơn này. Thì ra anh ta là ứng cử viên nội bộ của nhà nước cho vị trí chiến thần. Hơn nữa còn là cao thủ của Hoa Sơn. Khi Đường Y Y nhìn thấy, đôi mắt cô lấp lánh, trên mặt lộ rõ vẻ sùng bái. Đây mới nên là chiến thần Ung Châu chúng ta chứ, mạnh hơn tên họ Diệp kia gấp trăm lần. Có người có thể thay thế Diệp Lâm ngồi lên vị trí chiến thần, đối với Đường Y Y mà nói, cũng là một tin tốt. Dù sao thì bất luận là bản thân cô, hay là bạn trai cô, đều đã đắc tội nặng nề với chiến thần mới, thậm chí vừa rồi bạn trai cô cũng đã bị bắt. Quan mới nhậm chức có ba đốm lửa, Đường Y Y thực sự sợ ngọn lửa này sẽ thiêu rụi mình. Nhưng bây giờ, cuối cùng cũng có người đứng ra dập tắt sự kiêu ngạo của Diệp Lâm, Đường Y Y tán thành và ủng hộ cả hai tay. Lưu Trác Xuyên không hổ là cao thủ Hoa Sơn, không chỉ là một nhân tài, mà còn ngay lập tức khiến mọi người phải kinh ngạc khi xuất hiện trên sân khấu. Thẩm Thường Thanh hài lòng gật đầu, lớn tiếng giới thiệu, người này là đệ tử Hoa Sơn, đã đạt được chân truyền. Đồng thời, cũng đã bí mật nhậm chức ở Bộ Quốc phòng, nhiều lần lập công, là nhân tài chủ chốt mà nhà nước bồi dưỡng. Sau khi nghe Thẩm Thường Thanh giới thiệu ngắn gọn, hiện trường lại một lần nữa tràn ngập sự khiếp sợ. Đệ tử thân cận của Hoa Sơn, đồng thời, cũng là nhân tài chủ chốt được nhà nước bồi dưỡng. Bản lý lịch vẻ vang như vậy danh chính ngôn thuận hơn nhiều so với Diệp Côn Luân không rõ lai lịch, xem ra, vị trí chiến thần lại sắp đổi chủ rồi. Khác với sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ của những người bên cạnh, Tàng Kiếm Thượng Nhân có thể nói là người tỉnh táo trong thiên hạ. Thầm nghĩ những người này thì hiếu cái khỉ gì? So lý lịch, Diệp Lâm là truyền nhân của vị đại năng đó,
đồng thời còn có thể lấy ra hố phù, hiển nhiên phải có chút quan hệ với cựu chiến thần Côn Luân. So sức mạnh, trận chiến tại Bạch Vân Quan đã gây tổn hại nặng nề cho toàn bộ giới cổ võ, thần giới, giết chóc như chặt dưa cắt rau. Nếu không phải vị đại năng đó xóa đi ký ức của mọi người, tên tuổi của Diệp Lâm đã nổi tiếng toàn thế giới. Đứa cháu còn chưa xuất sư của mình, lấy gì ra để so sánh? Tàng kiếm thượng nhân lắc đầu thầm nghĩ, chỉ sợ suy nghĩ viển vông của Thẩm Thường Thanh sẽ hoàn toàn không có kết quả. Diệp Côn Luân. Lúc này Thẩm Thường Thanh còn chưa nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vẫn rất tin tưởng vào con át chủ bài do Bộ Quốc phòng bồi dưỡng. Và đưa ra tối hậu thư cho Diệp Lâm. Nếu anh ngoan ngoãn giao nộp binh quyền, nể tình anh và Hàn Chiến Thần đã kết nghĩa anh em, tôi có thể thay mặt anh báo cáo nhà nước, thưởng cho cậu một chức quan. Nếu không, nếu anh thật sự ra tay, chỉ sợ uy danh anh vừa mới tạo dựng được trong một ngày sẽ bị hủy diệt. Thẩm Thường Thanh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tự nhận mình là một người trọng nhân tài. Ông ta thấy Diệp Côn Luân còn nhỏ, lại là em trai kết nghĩa của Hàn Chiến Thần, là một nhân tài dễ uốn nắn. Nếu đưa về để bồi dưỡng thì sau này chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật vĩ đại. Tuy nhiên, ngọc không mài thì không thành trang sức. Bây giờ, tuổi còn trẻ, lại không có bất kỳ thành ích nào mà đã muốn tranh giành vị trí chiến thần là điều tuyệt đối không thể. Thẩm Thường Thanh cho rằng mình đã cho Diệp Côn Luân một cơ hội. Nếu đối phương biết điều thì nên từ chức ngay lập tức. Bằng không, dù bên nào có thua thì cũng sẽ không được vui vẻ. Thấy vậy, mọi người có mặt tại hiện trường cũng ra sức thuyết phục anh. Chàng trai trẻ, hãy biết thế nào là đủ. Đúng vậy, cậu còn trẻ, về sau cơ hội còn có rất nhiều. Chẳng lẽ cậu lại dám chống lại nhà nước sao? Theo mọi người thấy, nếu nhà nước đã bổ nhiệm một người không chính thức, những ai biết điều sẽ ngoan ngoãn hợp tác, chủ động từ bỏ chức vụ của mình. Huống chỉ đó còn là đệ tử của Hoa Sơn, là nhân tài được Bộ Quốc phòng đặc biệt huấn luyện. Có tư cách hơn ai hết để ngồi lên vị trí chiến thần. Không ai có thể cạnh tranh. Đúng lúc mọi người cho rằng Diệp Lâm sẽ chủ động nhường đường. Không ngờ lại nghe thấy câu trả lời ngược lại. Vậy hãy để tôi lĩnh giáo xem thực lực của đệ tử Hoa Sơn thế nào. Cái gì? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều chấn động. Không ngờ Diệp Lâm lại dám khiêu chiến. Anh không biết mình đang đối mặt với ai sao? Một anh tài trẻ tuổi với hai thân phận lừng lẫy, đệ tử Hoa Sơn và người của triều đình. So sánh ra, Diệp Lâm, một người không có thân phận cũng không có lai lịch, giống như một con đom đóm, làm sao có thể cạnh tranh với mặt trăng được. Hừ, đúng là không biết tự lượng sức mình. Đường Y Y thấy vậy thì cười lớn, giống như đang xem một màn kịch hay. Để các cao thủ Hoa Sơn dạy cho anh ta một bài học, cho anh ta biết rằng núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Đừng tưởng rằng dòng tay có một tấm hổ phù vỡ nát nhặt được từ đâu đó là có thể tự tung tự tác, bất khả chiến bê. Nghe vậy, Tân Tịch Giao phàn nàn, Y Y, sao cậu có thể nói như vậy với anh Diệp? Vừa rồi, cậu còn muốn tớ nói đỡ thay cậu và bạn trai cơ mà, bây giờ anh Diệp gặp phải đối thủ mạnh, cậu lại nói ra lời lẽ mỉa mai như vậy. Đường Y Y khẽ hừ một tiếng, nói, Giao Giao, mỗi lúc mỗi khác chứ. Vừa rồi anh ta là chiến thần. Đương nhiên là tớ cũng có chút tôn trọng, nhưng bây giờ, địa vị chiến thần đã không còn được đảm bảo, tại sao tớ không thể cười nhạo anh ta? Nếu có bản lĩnh, anh hãy đánh bại anh chàng đẹp trai của Hoa Sơn đó, giữ vững vị trí của mình đi. Đường Y Y là một cô gái thực tế, cô ta ở bên bạn trai vì anh ta là thành viên của quân đội Ung Châu, đi đâu cũng tự hào về anh ta. Nếu có cơ hội bám lấy chiến thần, cô ta sẽ không ngần ngại đá bạn trai mình đi. Ai? Tân Tịch Giao bất lực lắc đầu, không cãi nhau với bản thân nữa, thay vào đó nhìn chằm chằm vào sân đấu, lo lắng thay cho Diệp Côn Luân. Lúc này, Thẩm Thường Thanh lớn tiếng hỏi, Diệp Côn Luân, cậu thật sự muốn ra tay sao? Chứ sao, Diệp Lâm bình tĩnh cười nói, người muốn ra tay chính là các ông, nếu không, tôi sẽ không giao ra hổ phù. Được, Thẩm Thường Thanh nặng nề gật đầu, thầm nghĩ, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nếu đã vậy, chúng ta hãy cọ sát một chút, nhưng không đi quá giới hạn. Có thể để cho Lưu Trác Xuyên đánh bại Diệp Lâm trước công chúng và giành lại vị trí chiến thần, mặc dù khác với kịch bản đã sắp xếp ban đầu, nhưng cũng có thể coi là thuận theo tình thế. Hàn Chiến Thần, tôi xin lỗi Thẩm Thường Thanh áy náy nói, hôm nay người của tôi sẽ đánh bại em trai của ông để đoạt chức chiến thần. Tôi vốn không muốn làm chuyện này, nhưng em trai kết nghĩa của cậu lại khăng khăng muốn quyết đấu. Hàn Sơn Hà nghe vậy, hừ lạnh một tiếng. Thẩm đại nhân,
ông tự tin về tên nhóc kia như vậy sao? Thằng thua còn chưa rõ, người anh em kết nghĩa của tôi cũng không phải là kẻ tầm thường đâu. Thẩm Thường Thanh nhẹ nhàng vuốt râu, cười nói. Tôi tin vào khả năng của Hoa Sơn. Nếu ngay cả đệ tử ruột của trưởng giáo Hoa Sơn cũng không phải là đối thủ, vậy chẳng phải em trai cậu sẽ là vô địch thiên hạ sao? Lúc này, trưởng giáo Hoa Sơn cũng nói, Trác Xuyên, phải biết điểm dừng, đừng làm cậu nhóc kia bị thương. Vâng, sư phụ, Liêu Trác Xuyên đáp lời. Sau đó, anh ta kêu lên một tiếng, rút ra thanh kiếm đeo bên hông, Du Long kiếm. Hôm nay tôi sẽ dùng thanh Du Long kiếm này để đọ sức với chiến thần đao của anh. Thấy trận đấu sắp nổ ra, Tàng Kiếm Thượng Nhân cũng lên tiếng, cậu Diệp, nể mặt lão già này, hãy nương tay, đừng làm tổn thương sư đệ của tôi. Nghe vậy, sắc mặt của Liễu Trác Xuyên bỗng trở nên lạnh lùng, trong lòng vô cùng tức giận. Sư thúc lại tỏ ra khinh thường mình, đúng là vô lý. Hôm nay, mình nhất định phải hạ gục tên nhóc này trước mặt mọi người để cho sư thúc biết mình mạnh đến mức nào. Được rồi. Nhìn thấy Tàng Kiếm Thượng Nhân cầu xin, Diệp Lâm cảm chiến thần đao xuống, chìm vào đất khoảng 3 phân. Vậy thì tôi sẽ không dùng chiến thần đao bắt nạt anh nữa. Nói xong, Diệp Lâm cũng rút ra thanh kiếm của chính mình kiếm, Quy Nhất kiếm. Chúng ta hãy thi đấu kiếm thuật đi. Những người khác nghe vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười khi thấy Diệp Lâm muốn so tài kiếm pháp với cao thủ Tây Nhạc Hoa Sơn. Kiếm thuật của Hoa Sơn là nổi danh khắp thiên hạ, tên nhóc này đúng là không biết tự lượng sức mình, sao dám so kiếm pháp với Hoa Sơn cơ chứ? Đúng là múa rìu qua mắt thợ, tự lừa mình dối người. Tàng Kiếm Thượng Nhân nhìn thấy cảnh này, trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng. Thầm nghĩ lời khuyên của mình lại chữa lợn lành thành lợn què rồi sao? Theo ông ta thấy, nếu Diệp Lâm sử dụng chiến thần đao thì có lẽ sư đệ của ông ta sẽ còn có cơ hội. Còn thanh Quy Nhất kiếm này, những người khác có thể mơ hồ, nhưng Tàng Kiếm Thượng Nhân làm sao có thể không biết về nó cơ chứ? Đó là kết tinh của hàng vạn thanh kiếm mà nhân kia đã sử dụng. Thanh Du Long kiếm bình thường trong tay sư đệ làm sao có thể so sánh được. 2. Tàng Kiếm Thượng Nhân thở dài, xem ra ông ta ra mặt cũng vô dụng, đối phương không hề muốn nhượng bộ. Hứ! Nhìn thấy thanh kiếm trong tay Diệp Lâm, tất cả trưởng lão có mắt nhìn ở Hoa Sơn đều nhận ra thanh kiếm này không tầm thường. Trác Xuyên, thanh kiếm trong tay người này không tầm thường, nhất định phải cẩn thận, không nên khinh địch. Trưởng giáo Hoa Sơn lớn tiếng nhắc nhở. Tục ngữ có câu, quân tử giấu vũ khí trong người, chờ thời cơ ra tay. Vũ khí tốt thậm chí còn có thể bù đắp khoảng cách về sức mạnh. Ha ha, nếu sư phụ thích, lát nữa con sẽ lấy thanh kiếm đó về tặng cho các vị sư trưởng. Liêu Trác Xuyên tự tin nói. Ta khuyên con không nên có ý đồ gì với thanh kiếm đó. Tàng Kiếm Thượng Nhân ở bên cạnh lại ân cần nhắc nhở. Ngược lại, con nên nghĩ xem lát nữa làm sao có thể rút lui một cách an toàn. Không phải Tàng Kiếm Thượng Nhân đề cao kẻ địch, nhưng ông ta biết nếu dám thèm muốn thanh kiếm đó, mức độ nghiêm trọng của vấn đề là điều mà ngay cả Hoa Sơn nói chung cũng không thể gánh nổi. Hừ, sư thúc lại xem thường con rồi. Liễu Trác Xuyên rút kiếm trong tay ra, sát ý hừng hực, con sẽ chứng minh cho sư thúc thấy là sư thúc đã sai. Nói xong, Liễu Trác Xuyên nhìn Diệp Lâm, đôi mắt đầy vẻ căm hận. Diệp Côn Luân, hôm nay, tôi sẽ dùng kiếm pháp của Hoa Sơn chúng tôi đánh bại Ano. Xem đây. Dứt lời, Liễu Trác Xuyên lập tức đâm thanh kiếm của mình về phía trước, lưỡi kiếm sắc bén biến hóa khôn lường. Chiêu thức này chính là một chiêu thức trong Hoa Sơn kiếm pháp, Bạch Vân xuất thụ. Nước vô tình chảy xuống bãi, mây trắng vô tình nổi lên. Nó đại biểu cho kiếm pháp Hoa Sơn có lịch sử lâu đời, giống như dòng sông chảy về biển, cuồn cuộn vô tận. Giống như bây giờ, thanh kiếm của Liêu Trác Xuyên lóe lên ánh sáng lập lòe, như thể đã biến thành hàng vạn thanh kiếm, tấn công dữ dội, khiến người ta không còn nơi nào để trốn tránh. Trước khi đòn tấn công này xảy ra, Liêu Trác Xuyên đã búng tay, thì chuyển thêm một chiêu kiếm khác, Hữu Phượng Lai Nghi. Cuối cùng là một đòn kiếm khác theo sau, Thiên Thân Đảo Huyền. Trong khoảnh khắc, Liêu Trác Xuyên dường như có thuật phân thân, một người với ba đường kiếm, những đòn kiếm này đều độc nhất vô nhị, khó có thể đề phòng. Đừng nói là người ngoài nhìn vào phải sững sờ. Ngay cả các trưởng lão Hoa Sơn cũng không khỏi khen ngợi. Đòn tấn công của Trác Tuyền biến thành ba đường kiếm, đúng là tuyệt vời. Tuổi còn trẻ mà đã có kiếm thuật như vậy, không hổ danh là đệ tử của trưởng giáo sư huynh. Đừng nói là bất bại so với những người đồng trang lứa,
ngay cả ông già như tôi cũng có thể rơi vào bẫy của thằng bé nếu không cẩn thận, ha ha. Nhìn thấy đệ tử yêu thích của mình sử dụng kỹ năng độc đáo như vậy, sức mạnh của đòn tấn công này đã khiến toàn bộ khán giả phải kinh ngạc. Trưởng giáo Hoa Sơn không khỏi âm thầm gật đầu, thầm nghĩ, đường kiếm này chỉ có tông sư thần cảnh trở lên mới có thể chặn được mà thôi. Tàng kiếm sư đệ trưởng giáo Hoa Sơn cười nói, đệ thấy đường kiếm này như thế nào? Thật hiếm thấy thằng bé nghiêm túc như vậy, xem ra thủ đoạn khích tướng của đệ có hiệu quả đấy. Nghe vậy, tàng kiếm thượng nhân bỗng bật cười. Thầm nghĩ, hay lắm, mình tử tế nhắc nhở nhưng lại bị coi là khích tướng, càng khiến tình hình tệ hơn. Đúng lúc này, kiếm của Liêu Trác Xuyên biến thành ba đường kiếm, đã tiến đến gần Diệp Lâm. Kiếm khí lao đến, không ai có thể chặn được sức mạnh của nó. Thế nhưng, Diệp Lâm vẫn ung dung bình tĩnh khi thanh kiếm sắp đến. Quy nhất kiếm trong tay Diệp Lâm cuối cùng cũng di chuyển. Lần này, Diệp Lâm đã sử dụng thiên độn kiếm pháp mà anh đã học được trong điện lữ tổ của Bạch Vân Quan. Kiếm thuật này thiên biến vạn hóa, ảo diệu vô cùng. Nó giống như một pháp môn thần thông tối cao có thể uyết được vạn vật trên đời. Bùm! Hai thanh kiếm va chạm với nhau. Rắc! Một âm thanh khác vang lên. Thanh kiếm trong tay Liêu Trác Xuyên lập tức vỡ tan thành nhiều mảnh. Hả! Liêu Trác Xuyên đã thốt lên khi nhìn thấy điều này. Ngay sau đó, một làn sóng kiếm pháp khó tả mà anh ta chưa từng thấy trong đời lao thẳng tới như một dòng sông dâng trào. Anh ta lập tức bị nhấn chìm. A! À, một tiếng hét vang lên. Toàn thân Liêu Trác Xuyên giống như một con diều bị đứt dây, lập tức bay ra ngoài. Im lặng. Trong khoảnh khắc, hiện trường rơi vào sự im lặng chết chóc. Mọi người không khỏi trợn to hai mắt, không thể tin được cảnh tượng vừa xảy ra. Không ai ngờ rằng Diệp Lâm lại dùng một kiếm đánh bay đệ tử của Hoa Sơn, không biết sống chết. Sau đó, Diệp Lâm thu kiếm, một chiêu kết thúc. Người thì thua thảm hại, người thì oai phong đứng trên sân đấu. Lúc này, kỹ năng của Diệp Lâm khiến tất cả mọi người trên khán đài đều kinh ngạc. Nể mặt tàng kiếm thượng nhân nên tôi mới nương tay đấy. Hãy quay về luyện tập nhiều hơn đi. Không phải anh không mạnh, nhưng đáng tiếc là anh gặp phải tôi. Nói xong, Diệp Lâm lại nhìn Thẩm Thường Thanh, bình tĩnh hỏi, Thẩm đại nhân, ông hài lòng với kết quả này chứ? Làm sao có thể? Tất cả các trưởng lão cấp cao ở Hoa Sơn đều bị sốc. Không ai nghĩ rằng đệ tử của trưởng giáo lại bị hạ gục như vậy. Đặc biệt là trưởng giáo Hoa Sơn, ông ta tức giận đến mức thở phì phò, trừng mắt nhìn. Dưới con mắt của mọi người, đệ tử thân cận của ông ta đã hoàn toàn bị đánh bại. Nếu tin tức về trận chiến này lan truyền, thì mọi người sẽ cho rằng ông ta là một người thầy vô dụng và kiếm thuật của Hoa Sơn cũng chỉ là cái danh hão. Sự uy nghiêm của ông ta biết đặt vào đâu? Danh tiếng của Hoa Sơn biết đặt vào đâu? Điều khiến trưởng giáo Hoa Sơn sốc hơn nữa chính là kiếm thuật của Diệp Lâm. Đó là một kiếm thuật hiếm có mà ông ta chưa từng thấy trước đây. Phi thường và đáng kinh ngạc. Có vẻ như đó không phải là thứ mà người phàm có thể làm ra. Đòn kiếm vừa rồi giống như của một vị tiên, uy lực khôn lường. Đừng nói rằng Liêu Trác Xuyên, người chưa chính thức xuất môn có thể chống đỡ được, cho dù là ông ta cũng sẽ phải chật vật, nhất thời không thể nghĩ ra cách để giải quyết. Tôi đã nói rồi mà. Tàng kiếm thượng nhân bất lực lắc đầu. Vừa rồi, ông ta đã có lòng tốt nhắc nhở sư đệ mình nhiều lần, rằng điều anh ta phải cân nhắc không phải là làm thế nào để đánh bại đối thủ mà là làm thế nào để không thua quá thê thảm. Nhưng anh ta lại không chịu nghe, cuối cùng thua trong tích tắc. Bây giờ, không chỉ anh ta xấu hổ mà tất cả mọi người ở Hoa Sơn cũng mất mặt. Bên kia, trong khu vực các quan chức, mọi người cũng sửng sốt, hồi lâu không nói nên lời. Đặc biệt là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thẩm Thường Thanh, ông ta trông vô cùng khó xử, dường như không thể rời khỏi sân đấu. Lúc nãy, ông ta còn nói năng rất hùng hổ. Kết quả là nhân tài được Bộ Quốc phòng bồi dưỡng đã bị đối thủ đánh bại chỉ trong một chiều. Điều này thực sự đáng xấu hổ. Nếu chuyện này lan truyền ra, những người không biết có thể cho rằng Bộ Quốc phòng đã bớt xén để rồi đào tạo ra một kẻ thua cuộc không có ích lợi gì. Ngay cả uy tín của Trung ương cũng theo đó mà bị tổn hại. Diệp Côn Luân này, đúng là phi thường. Thẩm Thường Thanh vừa giận vừa bực mình, thầm nghĩ, cậu không thể giữ thể diện cho chúng tôi hay sao? Dù thế nào đi nữa, Liêu Trác Xuyên cũng đại diện cho Hoa Sơn và triều đình. Vậy mà Diệp Lâm lại hạ gục anh ta trong vòng, một nốt nhạc. Như vậy có hợp lý không? Đúng là tuổi trẻ hiếu thẳng, không biết lễ nghĩa gì hết.
Ha ha, Thẩm đại nhân, thấy sức mạnh em trai kết nghĩa của tôi thế nào? Hàn Sơn Hà vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, cũng có chút bất ngờ trước cái kết này. Ông thực sự tin tưởng vào sức mạnh của người anh em kết nghĩa Diệp Lâm, dù sao người có thể sử dụng chiến thần đao cũng không thể là người bình thường được. Chỉ là không ngờ Diệp Lâm có thể thẳng dễ dàng như vậy trước một cao thủ người Hoa Sơn, lại còn là nhân tài chủ chốt được Bộ Quốc phòng đào tạo. Xem ra tài năng mà Bộ Quốc phòng các ông bí mật bồi dưỡng chẳng qua cũng chỉ có thế này thôi. Mãi chỉ là nụ hoa trong nhà kính, ông nên đưa đến quân doanh của chúng tôi huấn luyện thì hơn. Cùng lúc đó, mọi người có mặt tại hiện trường cũng dần dần bình tĩnh lại sau cú sốc vừa rồi, đồng loạt thốt lên những tiếng cảm thán. Trời ơi, cậu trai tên Diệp Côn Luân này đúng là khủng khiếp, mạnh đến mức không thể tin được. Ngay cả đệ tử của trưởng giáo Hoa Sơn cũng bị đánh bại trong nháy mắt. Có phải tôi đang mơ không? Đúng là người tài gan lớn, ngay cả người triều đình phái tới cũng không nể mặt, tên nhóc này đúng là có bản lĩnh. Nhưng dù nói thế nào, Diệp Lâm lúc trước đã tiêu diệt mấy vạn cao thủ Thanh Môn, sau đó trong nháy mắt đánh bại đệ tử Hoa Sơn, khống chế 30 vạn quân của Ung Châu, uy phong ngời ngời, không ai có thể địch lại. Wow, Giao Giao, cậu nhìn kìa, anh Diệp thẳng rồi, lúc này, Đường Y Y lại quay ngoắt 180 độ, chuyển sang khen ngợi Diệp Côn Luân, tớ biết rằng anh Diệp chắc chắn sẽ thắng mà. Đệ tử Hoa Sơn cái gì chứ, chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Tân Tịch Giao hoàn toàn bất lực với cô bạn thân này, để cô ta muốn nói gì thì nói, không thèm để ý. Thay vào đó, cô lại đầm chìm trong vẻ ngoài anh hùng của Diệp Côn Luân. Cô chợt nhớ ra, lần đầu gặp nhau, Diệp Côn Luân đã nói rằng cô là người có băng cơ ngọc cốt. Tân Tịch Giao không khỏi mơ màng, chẳng lẽ sau này mình có thể mạnh mẽ như anh Diệp sao? Được rồi, khi nào có cơ hội phải hỏi anh Diệp thật kỹ mới được. Hỏi cái gì cơ? Đường Y Y ở bên cạnh đáp lời, tiếp tục cầu xin, Giao Giao à, cậu phải cứu tới Hu Hu. Lát nữa cậu phải giúp tớ nói vài lời tốt đẹp ở trước mặt anh Diệp đấy. Đúng lúc này, Diệp Lâm giơ tay lên, tiếng hò reo của 30 vạn quân đột nhiên ngừng lại. Thẩm đại nhân, Diệp Lâm lại hỏi, Bộ Quốc phòng của các ông còn sắp xếp ai nữa thì đưa xuống cả đi. Nghe vậy, Thẩm Thường Thanh dừng lại một chút, sau đó lắc đầu nói, hết, hết rồi. Vậy tôi có thể lấy lại hổ phù của mình rồi chứ? Diệp Lâm lại hỏi. Thẩm Thường Thanh lại dừng một chút, sau đó cười mỉa mai, 30 vạn đại quân đã tuân theo mệnh lệnh của cậu, có lấy lại hổ phù hay thì có gì khác biệt đâu cơ chứ? Diệp Lâm hỏi câu cuối cùng, vậy chiến thần Ung Châu là ai? Đối mặt với vấn đề này, Thẩm Thường Thanh trầm ngâm một lát, sau đó hít sâu một hơi nói, là cậu, Diệp Côn Luân. Khi trở về, tôi sẽ lập tức báo cáo lên Trung ương. Cuối tháng, tôi sẽ tổ chức lễ bổ nhiệm chức chiến thần cho cậu, chính thức tuyên bố với thiên hạ. Nghe được lời hứa hẹn của Thứ trưởng Bộ Quốc, Hàn Sơn Hà vui mừng khôn xiết, chắp tay nói, cảm ơn Thẩm đại nhân rất nhiều. Chuyện của em trai tôi nhờ cả vào ông đấy. Thế nhưng, ông ta nào có biết, Thẩm Thường Thanh cố ý chỉ hoãn việc này đến cuối tháng là để sau khi trở về có thể bàn bạc lại với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và những người khác, có lẽ sẽ có cách để xoay chuyển tình hình. Đương nhiên, Diệp Lâm đang nắm giữ 30 vạn quân, anh không có gì phải sợ hãi trước âm mưu của Thẩm Thường Thanh cả. Vậy nên anh rất ung dung bình tĩnh. Bây giờ ứng cử viên cho vị trí chiến thần đã được quyết định. Vậy hãy để nhà họ Tân chúng tôi thể hiện tình bạn với tư cách là chủ nhà, mời tất cả các vị đại nhân đến Túy Tiên Cư nổi tiếng nhất thành phố Trường An của chúng tôi. Tôi đã sắp xếp những kỹ nữ nổi tiếng nhất ở đây tiếp các vị đại nhân rồi. Người đứng đầu nhà họ Tân lập tức bước tới mời. Nếu đã như vậy, chúng tôi cung kính không bằng tuân mệnh. Thẩm Thường Thanh cũng cười nói, tôi từ lâu đã nghe nói kỹ nữ Trường An múa rất đẹp, xem ra hôm nay có thể mở mang tăm mắt rồi. Diệp lão đệ, đi thôi. Đã lâu rồi anh em chúng ta không gặp, hôm nay không say không về. Hàn Sơn Hà nhảy xuống, kéo Diệp Lâm rời đi. Một lúc sau, mọi người ở hiện trường lần lượt giải tán. Người ở Hoa Sơn cũng chán nắn rời đi. Bởi vì cuộc cạnh tranh vị trí chiến thần không thuận lợi nên ngay cả Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng không ngoảnh lại nhìn họ. Con xin lỗi, sư phụ. Liễu Trác Xuyên vô cùng xấu hổ. Không sao đâu, thất bại nhỏ này không đáng là gì. Trưởng giáo Hoa Sơn cũng không trách đồ đệ quá nhiều mà lên tiếng an ủi, trở về tu luyện cho tốt, lần sau đừng khiêu khích tên nhóc họ Diệp tên kia là được. Nghe xong lời này, Tàng Kiếm Thượng Nhân cũng cảm thấy sư huynh nói có lý. Sư phụ, bây giờ chúng ta trở về sao? Liễu Trác Xuyên vẫn có chút không cam lòng. Không,
vẫn chưa phải lúc, ánh mắt của trưởng giáo Hoa Sơn đột nhiên trở nên thâm thúy, nói, đã 10 năm rồi, long hồn kia chắc hẳn đã ra ngoài rồi. Mục đích chính của việc đi cùng con lần này là vào dãy núi Tần Lĩnh, thu thập long hồn kia. Con cũng nên đi cùng đi. Trường An là kinh đô của thời nhà Tùy Đường cổ, còn có nghĩa là hòa bình và ổn định lâu dài. Đây là kinh đô rộng lớn và tráng lệ nhất thế giới vào thời điểm đó. Đến ngày nay, nó vẫn nằm trong số 10 đô thị hàng đầu ở Đại Hạ. Ngoài việc giữ lại phong cách cổ xưa ban đầu của triều đại Tùy Đường, thành phố này còn là một đô thị hiện đại, nơi sinh sống của hàng chục triệu người. Đây là một thành phố kiểu mẫu tích hợp hoàn hảo khoa học hiện đại và di sản của thời Tùy Đường. Túy Tiên Cư là quán rượu nổi tiếng nhất ở thành Trường An. Hôm nay, với sự xuất hiện của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ba vị thần chiến tranh và một vị thần chiến tranh mới, các quan chức lũ lượt kéo đến, khiến nơi này vô cùng náo nhiệt. Các quan chức lớn nhỏ trong thành Trường An thi nhau đến chúc mừng. Nhà họ Tân đã bao toàn bộ nhà hàng để phục vụ họ một cách cẩn thận. Diệp Lâm đi theo những người khác tiến vào Túy Tiên Cư, hai mắt đột nhiên sáng lên. Dường như một giây trước, hẳn đã du hành thời gian về thời nhà Đường còn thịnh vượng, được bao quanh bởi sự cổ kính và xa hoa tột độ. Khó trách người ngoài tới đây lại quên lối về. Lý Úc Bạch không khỏi thốt lên ngạc nhiên, quả nhiên là chốn ăn chơi khoái lạc, khiến người ta say mê. Ông thì biết cái gì? Đây là một loại đặc sắc văn hóa. Đoàn Thiên Hạo nghiêm túc nói, không phải phương Tây cũng có âm nhạc giải trí đó sao? Ở phương diện này, chúng ta lại càng tao nhã hơn. Đây là một loại niềm tin văn hóa. Hàn Sơn Hà nói, được rồi, đến nơi như thế này thì đừng nói nhảm nữa. Mau ngồi xuống đi. Hôm nay không có việc gì làm, đến nghe nhạc vui chơi. Chúng ta đánh trận cả đời rồi, cũng nên tận hưởng văn hóa của thời nhà Đường thị. Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã ngồi xuống. Ở Túy Tiên Cư có 4 cái hay. Rượu, thức ăn, người đẹp và âm nhạc. Nó khiến người ta vui vẻ, quên đi âu lo, không biết thời gian là gì. Nhóm người thưởng thức đồ ăn và rượu ngon, đồng thời xem âm nhạc và các điệu múa. Cảm giác rất thoải mái. Trong yến tiệc, Thứ trưởng Thẩm Thường Thanh thường xuyên mời rượu Diệp Lâm, như thể chuyện khó chịu trước đó chưa từng xảy ra, trông có vẻ rất thân thiết. Ai không biết còn tưởng hai người là anh em kết nghĩa. Thẩm đại nhân, sao đột nhiên ngài lại nhiệt tình với em trai tôi vậy? Hàn Sơn Hà nhìn qua, vẻ mặt có chút khó hiểu. Ha ha, cậu ấy tuổi còn trẻ mà có thực lực như vậy, thật đáng khâm phục. Thẩm Thường Thanh không tiếc lời khen ngợi, trước kia tôi cũng chỉ làm theo trách nhiệm, hy vọng Diệp lão đệ bỏ qua cho. Từ giờ trở đi, chúng ta đều là quan chức của nhà nước, cùng làm việc cho nhà nước, mong mọi người chiếu cố cho. Nói xong, Thẩm Thường Thanh lại uống thêm mấy ly nữa để tỏ lòng xin lỗi. Thẩm đại nhân, mời. Hàn Sơn Hà cũng uống liên tiếp mấy ly. Diệp Lâm thấy vậy, chỉ mỉm cười có lệ, cũng không coi trọng. Suy cho cùng, quan văn vẫn khác với quan võ. Đối với một người như Thẩm Thường Thanh, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, trên người có vô số tâm cơ, đương nhiên Diệp Lâm sẽ không muốn quá thân thiết với ông ta. Này, kỹ nữ của các người sao vẫn chưa thấy đâu vậy? Lúc này, Hàn Sơn Hà đột nhiên hét lớn, chúng tôi nghe danh mới đến đây, sao lại bắt chúng tôi phải đợi chứ? Đúng vậy, Thẩm Thường Thanh cũng cười nói, mau bảo cô ấy đi ra, nâng cốc chúc mừng chiến thần mới của Ung Châu đi. Tới ngay, ông chủ Túy Tiên Cư vừa đáp lại, vừa vội vàng thúc giục, mau mời Bạch Nương Tử tới đây. Bạch Nương Tử là kỹ nữ hàng đầu ở Túy Tiên Cư. Sở dĩ có tên như vậy là vì cô ta mặc trang phục màu trắng, nhảy đẹp có tiếng, nhiều quan chức đến đây chỉ để gặp cô ta. Đột nhiên, khung cảnh tối sầm lại. Tất cả các đèn đều tập trung vào một nơi. Chỉ thấy một người phụ nữ duyên dáng trong bộ đồ trắng, giống như mỹ nữ Tây Vực bước ra từ tranh vẽ, là lướt bước ra. Kèm theo đó là tiếng hát quen thuộc, đợi tô xong lớp trang điểm đậm, kịch hay bắt đầu, vui buồn trên sân khấu chỉ có mình ta hát, bay nhanh tựa mây trôi chạm khúc nghê thường, khi hạ màn tóc mai đã đầy xương giá. Người phụ nữ mặc áo trắng bước nhẹ về phía Diệp Lâm. Chà, đây chính là Bạch Nương Tử sao? Thật xinh đẹp, giống như tiên nữ vậy. Không hổ danh là kỹ nữ hàng đầu của thành Trường An, quả nhiên là tuyệt sắc. Nhưng ngay cả Tân Tịch Giao, người được mệnh danh là mỹ nhân đẹp nhất dãy núi Tân Lĩnh cũng không khỏi cảm thấy ghen tị khi đối mặt với kỹ nữ này. Sự tự tin, điềm tĩnh và hào sảng mà đối phương thể hiện là thứ mà cô ấy không có.
một kỹ nữ không chỉ phải xuất sắc có tài nghệ tuyệt vời mà còn phải toát lên vẻ quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành, quyến rũ vạn vật. Khi người phụ nữ đi ngang qua, mọi người xung quanh dường như đều hóa đá, chết lặng tại chỗ. Khi cô ta đến gần hơn, âm thanh xung quanh đột nhiên dừng lại. Toàn bộ Túy Tiên cư dường như bị đóng băng trong im lặng. Tại hiện trường, chỉ có Diệp Lâm và chiến thần U Châu Lý Úc Bạch còn đang cầm ly rượu, nhìn chằm chằm mỹ nữ trước mặt. Cô không phải Bạch Nương Tử, Lý Úc Bạch bình tĩnh nói. Ha ha, cô gái áo trắng cười như chuông bạc, không ngờ ngay cả chiến thần U Châu cũng có thể miễn nhiễm với khu vực sát thần của tôi. Ngàn mặt ngàn tướng, Diệp Lâm đột nhiên phản ứng lại, cô chính là Địa Tạng Vương sao? Một trong song vương ở Diêm Vương Điện, sát thủ có mật danh Địa Tạng Vương, được mệnh danh là ngàn mặt ngàn tướng, có khả năng biến thành nhiều danh tính khác nhau. Từ thương nhân, đầy tớ, cho đến vương hầu, tướng lĩnh, không ai là không thể biến thành. Vì vậy, trên thế giới này không có ai mà anh ta không thể tiếp cận hoặc giết chết. Điều đó chỉ phụ thuộc vào việc anh ta có sẵn lòng hay không mà thôi. Bởi vì chưa ai nhìn thấy dung mạo thật của anh ta nên cũng không ai biết anh ta là trai hay gái, già hay trẻ. Hoặc có lẽ mật danh Địa Tạng Vương đã được bí mật truyền lại cho vô số người. Âm Thiên Tử, tôi nghe nói anh đang tìm tôi. Người phụ nữ mặc áo trắng liếc nhìn Diệp Lâm, theo cô ta biết, Diệp Lâm đã kế thừa mật danh Âm Thiên Tử và trở thành thế hệ sát thần mới. Sau đó, cô ta lại tò mò nhìn Lý Úc Bạch, hỏi, nhưng trước khi hành động, tôi muốn hỏi Lý Chiến Thần. Làm thế nào mà ông có thể miễn nhiễm với khu vực sát thủ này vậy? Lý Úc Bạch lạnh lùng nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chỉ cần cô dùng đồ vật trong thế gian, tự nhiên sẽ có thứ khắc chế tương ứng. Kể từ khi chiến thần Kinh Châu đời trước bị các người ám sát, tôi vẫn luôn tìm kiếm vật phẩm có thể hạn chế năng lực của các người. Đúng là mọi sự chăm chỉ sẽ được đền đáp, người phụ nữ mặc áo trắng khen ngợi, ông đã thực sự đã tìm thấy tôi rồi. Ông có thể cho tôi xem nó là gì không? Người phụ nữ áo trắng thực sự muốn biết, trên đời có thứ gì có thể kiềm chế được sức mạnh của Hoa U Inh. Nếu thứ này trở nên phổ biến thì đó sẽ không phải là điều tốt cho những sát thủ như họ. Không được, Lý Úc Bạch từ chối. Ông ta từ từ rút chiến thần kiếm trong tay ra. Xuống địa ngục mà hỏi. Cùng lúc đó, Diệp Lâm cũng không chút do dự, lập tức cầm lấy chiến thần đao dựng ở bên cạnh. Trong khoảnh khắc, chiến thần kiếm và chiến thần đao cùng nhau tấn công. Đồng loạt hướng về người phụ nữ mặc đồ trắng. Nhìn thấy vậy, người phụ nữ mặc đồ trắng tỏ ra nghiêm nghị, đương nhiên không dám lơ là khi đối mặt với đòn tấn công của hai chiến thần. Cô ta bước lùi lại, đồng thời phất tay. Những chiếc kim bạc khắp bầu trời giống như những hạt mưa bay về phía hai người. Diệp Lâm sử dụng kim quang hộ thể chặn đứng tất cả. Lý Úc Bạch ở bên cạnh vẽ một đường kiếm trên không, tạo thành một tấm khiên kiếm, cũng có tác dụng chống đỡ cho chính mình và những người cùng bàn. Những chiếc kim bạc kia dường như được làm từ nước. Sau khi bị chặn lại, chúng bốc hơi ích và biến mất ngay lập tức. Cùng lúc đó, đao quang và kiếm ảnh đã tiến đến gần người phụ nữ mặc đồ trắng. Chỉ nghe thấy một âm thanh vang lên. Hai lực lượng bá đạo và mạnh mẽ ngay lập tức xuyên qua ngực người phụ nữ mặc đồ trắng. Chỉ nghe thấy một tiếng rên rỉ khe khẽ, sau đó giống như một tiếng nổ vang lên, khói trắng tỏa ra khắp nơi. Không thấy bóng dáng ai nữa. Muốn chạy. Diệp Lâm thấy vậy, lập tức sử dụng quy nhất kiếm, bay ra ngoài. Kiếm quang lóe lên, đuổi ra khỏi Túy Tiên cư. Trong chớp mắt, quy nhất kiếm đã quay lại trong tầm tay. Trên lưỡi kiếm có vết máu. Đáng tiếc, lại để anh ta chạy trốn rồi. Diệp Lâm vừa khó chịu, vừa ngạc nhiên. Anh thậm chí còn không nhìn rõ vừa rồi Địa Tạng Vương đã trốn thoát bằng cách nào. Hai người nhìn nhau. Còn chưa kịp trao đổi. Khung cảnh ngay lập tức trở lại bình thường. Khi giai điệu du dương vang lên, trên sân khấu, một người đẹp mặc đồ trắng nhảy múa đầy quyến rũ, khiến mọi người phải kinh ngạc với kỹ năng của mình. Diệp Lâm nhìn kỹ hơn, thấy vũ công trên sân khấu giống hệt hóa thân của Địa Tạng Vương vừa rồi. Chỉ là hơi thở đã khác, không còn là anh ta nữa. Ồ, là Bạch Nương Tử. Hiện trường vang lên những âm thanh cảm thán và ngưỡng mộ. Ấy! Kỳ lạ thật, Hàn Sơn Hà gãi đầu, tôi nhớ vừa rồi cô ấy đã tiến về phía chúng ta rồi mà nhỉ. Tại sao đột nhiên lại quay lại sân khấu? Tôi cũng nhớ đã từng xảy ra chuyện như vậy. Thẩm Thường Thanh cũng gật đầu đồng tình, kỳ quái, sao động tác của cô gái này có thể nhanh như vậy, chớp mắt đã trở lại sân khấu. Lúc này, Lý Úc Bạch cười nói,
các ông uống nhiều quá rồi đấy, Bạch nương tử vừa mới lên đài, đã tới đây đâu nào. Hàn Sơn Hà hơi say, mê hoặc nhìn mỹ nữ trên sân khấu, nhẹ nhàng ngân nga theo tiếng nhạc. Cha, cha mà nhìn nữa là con sẽ mách mẹ đấy. Hàn Anh ở bên cạnh cảnh cáo, đồng thời khinh thường nhìn hồ ly tỉnh trên sân khấu. Tân Tịch Giao thấy Diệp Lâm nhìn chằm chằm cô gái mặc áo trắng trên khán đài, vẻ mặt suy tư thì tò mò hỏi, anh Diệp cũng thích kiểu phụ nữ như Bạch nương tử sao? Hả, đối mặt với câu hỏi này, Diệp Lâm giật mình, sau đó lắc đầu nói, tôi chỉ cảm thấy cô ta giống một người. Cảm giác có chút kỳ quái. Kỳ quái ở chỗ nào chứ? Tần Tịch Giao còn chưa kịp hỏi. Lúc này, một cận vệ vội vàng chạy tới báo cáo, thì thầm mấy câu. Thống đốc phủ Trường An nghe xong thì vô cùng hoảng sợ. Sao lại hoảng hốt như vậy? Thẩm Thường Thanh tò mò hỏi. Đại nhân, chúng tôi phái một đội thị vệ đi điều tra những vụ mất tích gần đây ở núi Tân Lĩnh, phái đi hơn chục người, chỉ có một người sống sót trở về. Theo báo cáo của cận vệ, bọn họ nói nhìn thấy long hồn xuất hiện, gây náo loạn ở gần dãy núi Tân Lĩnh. Ở địa phương chúng tôi có một truyền thuyết như thế này, người ta kể rằng cách đây 100 năm, con rồng cuối cùng đã bị chặt đầu và rơi xuống dãy núi Tân Lĩnh. Vì vậy, con rồng này thường xuyên oán hận, cứ 10 năm lại xuất hiện một lần, gây hại cho người dân. Ồ, có chuyện lạ này nữa hả? Nghe vậy, mọi người đều giật mình. Thẩm Thường Thanh vội vàng lên tiếng, mau gọi tên thị vệ may mắn còn sống kia lại đây, tôi có chuyện muốn hỏi cậu ta. Rốt cuộc thì đây chính là chuyện có liên quan đến rồng trong truyền thuyết, cần phải điều tra rõ ràng mới được. Rất nhanh sau đó, một tên thị vệ cánh tay treo băng vải khập khiễng đi vào. Anh ta chính là người bị phái đi điều tra vụ án thôn biến mất, kết quả là bị oan hồn của rồng làm hại. Thuộc hạ vô năng, các anh em đều gặp chuyện hết rồi, chỉ có một mình tôi liều chết chạy về để bẩm báo chuyện này. Anh thị vệ kia kể lại chuyện gặp rồng. Hồn rồng. Nghe vậy, mọi người đều thầm cảm thán, đồng thời tràn đầy tò mò với loại sinh vật trong truyền thuyết kia. Có quay lại không? Thẩm Thường Thanh hỏi tiếp. Cót anh thị vệ kia vội vàng lấy điện thoại ra, có điều lúc ấy chỉ quay được một ít tàn ảnh thôi, cơ bản là không quay được trọn cảnh rồng. Mọi người đi lên xem video, phát hiện cảnh tượng hỗn loạn, thỉnh thoảng có thị vệ ngã xuống, giống như là bị một thứ vô hình nào đó đánh lén. Trong video chỉ thấy một ít tàn ảnh, cơ bản là không quay được ảo ảnh. Chỉ là anh thị vệ còn sống sót cứ mãi khẳng định là rồng, anh ta sẽ không nhìn lầm. Đừng xem nữa, lúc này, Diệp Lâm chợt lên tiếng, các thiết bị quay chụp hiện nay không thể nào quay được rồng, huống chỉ còn là hồn rồng nữa. Giống như bất cứ máy quay nào cũng không thể quay được bóng quỷ. Bởi vì quỷ là sự tồn tại vượt qua duy độ của thế giới này, với trình độ khoa học kỹ thuật của hiện đại là không thể làm được. Thảo nào các loại truyền thuyết về rồng chỉ có miêu tả bằng văn tự chứ không có hình ảnh, Hàn Sơn Hà hiểu ra, sau đó cười hỏi, Diệp lão đệ, cậu cũng có nghiên cứu về rồng hả? Ừ, hiểu sơ sơ thôi. Diệp Lâm gật đầu. Rốt cuộc thì vị sư phụ thứ 70 của anh chính là một kẻ giết rồng cuối cùng. Ông ấy nói một con rồng cuối cùng trên thế gian này đã ngã xuống trong tay ông ấy. Không ai biết ông ấy nói thật hay nói dối. Có điều, ông ấy bị bỏ tù với tội danh phi pháp giết hại giống loại lâm nguy được quốc gia bảo vệ, bị phán chung thân. Diệp Lâm học hết bản lĩnh giết rồng từ ông ấy. Chỉ là trên thế gian này không còn rồng nữa, vậy nên chẳng thể dùng tới. Có điều, vị sư phụ thứ 70 nói là rồng có giết thế nào cũng không hết, dù cho giết hết rồng phương Đông rồi thì vẫn còn rồng phương Tây. Chỉ là vị sư phụ kia còn chưa kịp đi phương Tây giết rồng thì đã rơi vào lưới pháp luật rồi. Ông ấy bảo Diệp Lâm chú ý đến các nơi hưng thịnh, chắc chắn sẽ có tung tích của rồng. Trong đó có núi Trường Bạch và Tân Lĩnh. Ông có thống kê chi tiết nhân viên mất tích chưa? Diệp Lâm hỏi. Có, thống đốc phủ Trường An vội vàng nói. Dựa theo tin tức từ nhân viên báo án, chúng tôi đã thống kê một danh sách chi tiết rõ ràng. Dứt lời, thống đốc gọi người lấy một phần hồ sơ, trên hồ sơ có ghi rõ rằng các thông tin như tên họ, tuổi tác. Diệp Lâm nhìn kỹ xong rồi cười nói, quả nhiên. Hả, mọi người cảm thấy khó hiểu, không biết Diệp Lâm nhìn ra manh mối gì từ danh sách kia. Rốt cuộc thì danh sách có đủ già trẻ trai gái, tuổi tác dòng họ, cơ bản là không có một sự liên kết nào cả. Các anh nhìn kỹ năm sinh của bọn họ đi. Diệp Lâm chỉ ra điểm mấu chốt, bọn họ đều tuổi rồng, sinh ra trong năm rồng. Ồ, mọi người lập tức hiểu ra. Hãy, sao trước đây tôi lại không nhìn ra vậy? Thống đốc phủ Trường An thấy vậy thì không nhịn được vỗ bàn khen ngợi.
ông ta đã xem danh sách nhiều lần lắm rồi, vậy mà không hề phát hiện điểm chung, bây giờ mới biết là để sót cầm tinh của bọn họ. Hồn rồng chuyên ra tay với những người sinh năm rồng hả? Hàn Sơn Hà ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ gỡ chúng nó có mối liên hệ tất nhiên nào hả? Ừ, Diệp Lâm khẳng định, trong cơ thể người sinh năm rồng đều có chứa một tỉa khí rồng. Oan hồn rồng muốn hấp thu khí rồng quý giá trong cơ thể con người để chuyển thành rồng âm. Một khi rồng âm xuất hiện, nó mang theo oán hận phàm nhân, mọi khu vực lân cận Tân Lĩnh đều sẽ trở thành một vùng đất đai cằn cỗi, không thích hợp để sinh sống. Nghe Diệp Lâm giải thích, mọi người ngạc nhiên lại nghi ngờ, không biết là thật hay giả. Nếu đúng như lời nói của Diệp Chiến Thần thì thành Trường An nguy rồi, thống đốc phủ Trường An rất sợ hãi. Với thái độ thà tin rằng có, thống đốc tiếp tục hỏi Diệp Lâm, không biết Diệp Chiến Thần có cách nghị quyết hay không? Đương nhiên là có cách rồi, Diệp Lâm khẳng định. Cách gì vậy? Thống đốc vui mừng nói, phủ Trường An chúng tôi sẽ dốc hết sức làm theo. Siết rồng âm, Diệp Lâm nói, nhìn từ video có thể thấy được con rồng kia đã chuyển sinh hơn phân nửa, thậm chí sắp hóa thành rồng âm. Dù nó hóa thành hay không thì cứ chém chết để ngừa họa về sau là được rồi. Nghe vậy, mọi người đều cảm thấy khó tin. Thẩm Thường Thanh chớp mắt, đột nhiên hỏi lại, Diệp Chiến Thần có chắc là giết được con rồng âm kia hay không? Nghe vậy, Diệp Lâm cười nói, chỉ là một con rồng âm chưa thành hình thôi mà, chém một cái là chết. Với đồ long thuật mà Diệp Lâm nằm giữ, đừng nói là rồng âm, dù có là tộc rồng mạnh mẽ thì cũng có thể chém giết. Hay lắm, Thẩm Thường Thanh rất vui mừng Diệp Chiến Thần, hiện nay cậu chính là Chiến Thần Ung. Châu Trấn giữ một vùng, bảo vệ lê dân bá tính nơi đây. Tân Lĩnh bị rồng âm làm hại cũng nằm trong khu vực quản lý của cậu. Cậu đã có lòng tin như vậy thì làm phiền cậu đi một chuyến trừ hại cho dân. Thống đốc phủ Trường An cũng nói, bổn phủ sẽ dốc hết sức phối hợp với Diệp Chiến Thần. Diệp Lâm nhìn thoáng qua Thẩm Thường Thanh, cười nói, không cần Thẩm đại nhân nói, dù thế nào thì tôi cũng phải đi Tân Lĩnh một chuyến. Hay lầm, rất dứt khoát, Thẩm Thường Thanh vội vàng nâng cốc, bản quan kính Chiến Thần một cốc, chúc cậu chiến thắng trở về. Thấy Diệp Lâm tự mình đồng ý đi chém rồng, Thẩm Thường Thanh cực kỳ vui mừng. Bởi vì dù thành công hay không thì đều là kết quả mà ông ta mong muốn. Nếu là thua, Diệp Lâm chết dưới tay hồn rồng, thì Bộ Quốc phòng sẽ dễ dàng mà đoạt lại vị trí Chiến Thần Ung Châu. Mượn tay hồn rồng giết chết Chiến Thần mới nhậm chức là mưu kế của Thẩm Thường Thanh. Diệp Lâm tất nhiên là biết, nhưng mà anh không thèm để ý. Anh vừa mới nói rồi, nếu ở đây có hồn rồng thì đây chính là cơ hội nghìn năm có một, anh chắc chắn phải đi xem một cái. Nếu anh có thể thu hồn rồng cho đại xà mà mình chăn nuôi cần nuốt, thì có lẽ đại xà có thể hóa thành giao long. Lúc mọi người đang bàn bạc, ông chủ Túy Tiên Cư tới báo, Hoa Khôi Bạch Nương Tử muốn lên đây kính rượu các vị. Một cô vũ nữ đồ trắng tựa như tiên nữ thướt tha bước tới. Một mùi hương thơm ngát thổi phất qua gò má khiến người ngửi được phải say mê. Tiểu nữ cố ý lên đây để kính rượu các vị đại nhân. Giọng nói nghe giống như tiếng trời khiến cả người tê dại. Chỉ có Diệp Lâm thấy vậy là toàn thân đều bước vào trạng thái đề phòng. Bởi vì mơ hồ có sát khí giống như lúc nãy gặp Địa Tạng Vương. Diệp Lâm rất ngạc nhiên, rõ ràng không phải là Địa Tạng Vương, sao lại có loại cảm giác như đã từng quen biết. Là trực giác hay là ảo giác? Diệp Lâm lắc đầu, chắc là mình suy nghĩ nhiều. Hàn Sơn Hà nâng cốc, mặt mày hồng hào, thậm chí còn định mời Hoa Khôi ngồi. Hàn Anh thấy vậy thì tức giận đập bàn, quát, ai cho phép cô vào đây? Không cần cô kính rượu, cút đi. Hoa Khôi Bạch Nương Tử thấy vậy thì sợ tới mức thay đổi sắc mặt, nước mắt trào ra, trốn phía sau ông. Chủ! Anh Nhi, con làm cái gì vậy? Nghe tiếng quát của con gái, Hàn Sơn Hà lập tức tỉnh rượu hơn phân nửa, vội lên tiếng răn dậy, người ta lại kính rượu thôi mà, con bị sao vậy? Đừng phá hư không khí chứ! Hàn Sơn Hà nói rồi chợt thấy Lý Úc Bạch ngồi một bên ấn tay xuống vỏ kiếm. Ngay sau đó, kiếm ra khỏi vỏ, sát khí khắp nơi. Trời ạ, ông Lý, ông làm gì vậy? Hàn Sơn Hà giật nảy mình, uống lộn thuốc hả? Lý Úc Bạch nhìn chằm chằm Hoa Khôi Bạch Nương Tử, dáng vẻ có thể chém đầu cô ta bất cứ lúc nào. Thấy vậy, Diệp Lâm sửng sốt, thầm nghĩ, chẳng lẽ Lý Chiến Thần cũng có cảm giác giống như mình? Rốt cuộc thì lúc nấy Địa Tạng Vương xuất hiện, chỉ có mình và Lý Chiến Thần vẫn còn ý thức. Khi Lý Úc Bạch đột nhiên rút kiếm, bầu không khí hiện trường lập tức trở nên căng thẳng. Không uống. Không uống nữa. Ông chủ Túy,
tiên cư sợ tới mức đuổi Hoa Khôi ra ngoài, ngại quá, làm phiền các vị đại nhân rồi, chúng tôi đi ngay đây. Lúc này, Lý Úc Bạch cất kiếm vào vỏ, cười xin lỗi, ngại quá, ông chủ, làm ông giật mình rồi, là tôi nhận lãng người. Nghe vậy, ông chủ Túy Tiên Cư thở phào một hơi, thầm nói, tôi đây chỉ là giật mình thôi sao? Tôi sắp bị các ông dọa chết thì có. Rốt cuộc thì ở đây có bốn đại chiến thần, dù là một vị nào ra tay thì cũng có thể chém sạch tiệm rượu nhỏ của bọn họ. Ông ta sợ chiến thần uống say hoặc là Hoa Khôi nói sai, sau đó bị đối phương một kiếm chém chết. Tới lúc ấy ông ta chẳng biết đi đâu nói lý lẽ nữa. Chúng tôi không làm phiền nữa. Chúng ta đi trước. Ông chủ Túy Tiên Cư lau mồ hôi lạnh, đứng dậy đi ra ngoài. Ông chủ, chờ đã. Lý Úc Bạch đột nhiên gọi ông chủ lại, hỏi thăm quá khứ của Hoa Khôi Bạch Nương Tử. Ông chủ đáp lời theo trí nhớ của mình. Lý Úc Bạch thấy không có chỗ nào đáng nghỉ nên để cho ông chủ Túy Tiên Cư đi ra ngoài. Sau đó, Lý Úc Bạch nói với Thống đốc Phủ Trường An, Thống đốc Đại Nhân, tôi cần một phần hồ sơ chi tiết về Bạch Nương Tử, hãy soạn hồ sơ của cô ta rồi gửi cho tôi. À, nghe vậy, Thống đốc Phủ Trường An rất ngạc nhiên, tuy rằng không hiểu ra sao nhưng mà ông ta vẫn đồng ý ngay, ngày mai tôi sẽ đi chuẩn bị hồ sơ. Ông Lý, ông làm gì vậy? Hàn Sơn Hà cười xấu xa nói, có phải là coi trọng người ta không? Định điều tra thân thế của người ta rồi cưới làm vợ nhỏ hả? Tôi cũng cần một phần hồ sơ chi tiết về cô ta lúc này. Diệp Lâm cũng lên tiếng. Bởi vì Diệp Lâm chợt có một suy đoán khó tin, lỡ như Bạch Nương Tử chính là thân phận thật sự của Địa Tạng Vương thì sao? Rốt cuộc thì thợ săn cao cấp sẽ thường xuất hiện bằng thân phận con mồi. Và kẻ phạm tội rất thích trở lại hiện trường vụ án để thưởng thức dáng vẻ rối loạn của đám người bị mình chơi. Diệp Lâm muốn xem kỹ càng quá khứ của Bạch Nương Tử để xem có thể tra ra được gì không. Trong lúc lơ đãng, anh và chiến thần U Châu Lý Úc Bạch nhìn nhau. Suy nghĩ của hai người không bàn mà trùng hợp. Hai người, thấy vậy, Hàn Sơn Hà ngạc nhiên hơn nữa. Ông ta thầm nghĩ có khi nào một già một trẻ này đều coi trọng Bạch Nương Tử kia hay không? Hừ, đàn ông không một người tốt. Hàn Anh tức giận quay đầu đi chỗ khác. Tần Tịch Giao thấy vậy thì thầm nghĩ, quả nhiên là anh Diệp thích kiểu người như Bạch Nương Tử. Cậu Diệp cứ giao chuyện này cho tôi đi. Lúc này, Lý Úc Bạch đột nhiên nói, cậu còn phải đi Tân Lĩnh chém rồng. Không cần phân tâm vì chuyện khác. Nghe cuộc đối thoại của hai người, mọi người đều không hiểu ra sao. Rốt cuộc trong hồ lô của hai người bán thuốc gì vậy? Hàn Sơn Hà cực kỳ buồn bực. Nói đến chuyện chém rồng, lúc này, Thẩm Thường Thanh kéo lại đề tài, Diệp Chiến Thần, cậu định khi nào đi? Ai ra, rốt cuộc thì con rồng kia hại người rồi, không nên kéo dài nữa. Ngày mai đi. Diệp Lâm trả lời. Diệp lão đệ, để đại ca đi cùng cậu. Hàn Sơn Hà có chút không yên tâm, rốt cuộc thì lần này Diệp Lâm phải đối đầu với rồng trong truyền thuyết. Cho dù là hồn rồng sau khi chết thì cũng khó đối phó hơn người bình thường rất nhiều. Không cần đâu, Hàn đại ca. Diệp Lâm nói, một mình tôi đi là được rồi, không cần phải kéo bè kéo lũ, dễ đánh cỏ động rồng. Diệp Chiến Thần, cậu thật sự muốn đi một mình hả? Nghe vậy, Thẩm Thường Thanh giật nảy mình, mừng thầm trong lòng. Thẩm Thường Thanh đang suy nghĩ xem phải làm sao để tách Hàn Sơn Hà ra khi Hàn Sơn Hà nói muốn đi cùng Diệp Lâm. Rốt cuộc thì hai đại chiến thần cùng đi, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn nhiều. Và nếu Diệp Côn Lôn không biết tự lượng sức mình, một mình mạo hiểm chém rồng, thì tỷ lệ xảy ra ngoài ý muốn sẽ tăng cao lên. Tôi nói rồi mà, chỉ là một hồn rồng mà thôi, không có gì to tát cả. Diệp Lâm nói xong rồi quay sang nói với Thống đốc Phủ Trường An, ông chỉ cần sắp xếp một người dẫn đường cho tôi là được rồi. Hay lắm, Diệp Chiến Thần đúng là can đảm, Thẩm Thường Thanh khen ngợi, hạ quan khâm phục khâm phục. Sau đó, mọi người lại uống thêm vài cốc. Sau khi tan tiệc, tuy rằng ông chủ Túy Tiên Cư có chuẩn bị phòng khách cho mọi người, nhưng mà Hàn Anh nói sao cũng không chịu ngủ lại nơi ăn chơi thế này. Vậy nên Thống đốc Phủ Trường An phải sắp xếp nhà trạm cho mọi người nghỉ ngơi. Anh Diệp, Diệp Lâm vừa định đi vào nhà trạm thì nghe thấy, Tần Tịch Giao gọi lại. Có chuyện gì nữa sao? Diệp Lâm dừng bước, quay đầu lại hỏi. Tần Tịch Giao nhìn Diệp Lâm, cảm thấy mọi thứ mà cô trải qua hôm nay xuất sắc, ngoạn mục, khó tin hơn cả hơn 20 năm qua cộng lại. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Tần Tịch Giao hơi khựng lại, không biết nên nói từ đâu, vậy nên lại cảm ơn anh đã cứu cô trong lần đầu gặp mặt. Ha ha, chuyện nhỏ thôi. Diệp Lâm cười nói, bây giờ không sao nữa rồi, nhà họ Tân sẽ không buộc cô phải lấy chồng.
mau về nghỉ ngơi đi. Dứt lời, Diệp Lâm phất tay với Tần Tịch Giao, định đi vào nhà trạm. Ơ này, anh Diệp, Tần Tịch Giao lên tiếng lần nữa, tôi còn có một chuyện. Nói đi, Diệp Lâm kiên nhẫn lắng nghe. Lúc ở trên xe, anh nói tôi là bằng cơ ngọc cốt gì đó. Tần Tịch Giao tò mò hỏi, rốt cuộc là sao vậy? Có phải là tôi cũng có thiên phú tu luyện, có thể trở nên mạnh mẽ như anh hay không? Hôm nay được thấy dáng vẻ chiến thần oai phong của Diệp Lâm, Tần Tịch Giao cực kỳ hâm mộ, cũng muốn trở thành một người như anh. Ừ, cô có thiên phú hơn người bình thường Diệp. Lâm gật đầu, nếu không giới cổ võ cũng sẽ không chọn cô làm vợ. Bọn họ coi trọng tư chất đặc biệt và huyết mạch của cô. Vậy, Tần Tịch Giao hơi do dự, vậy anh có thể nhận tôi làm đồ đệ, dạy dỗ một vài phần cho tôi, để tránh lãng phí thiên phú của tôi không? Nghe vậy, Diệp Lâm không nhịn được bật cười. Không ngờ mục đích của Tần Tịch Giao là đây. Tôi không nhận đồ đệ, Diệp Lâm nói, cô có thể đi nhà họ Tần cổ võ, thiên phú của cô không tệ, chắc chắn bọn họ sẽ chọn cô để bồi dưỡng trọng điểm. Diệp Lâm nghĩ đến Tần Tuyết Dung cũng là người nhà họ Tần, giao Tần Tịch Giao cho Tần Tuyết Dung chắc là không thành vấn đề. Tôi không muốn đi giới cổ võ, Tần Tịch Giao lắc đầu, tôi khó lắm mới chạy ra được, thế mà anh lại muốn đẩy tôi trở về hả? Dù lần này trở về không phải vì liên hôn, nhưng nhà họ Tần cổ võ đã trở thành một nơi mà Tần Tịch Giao không muốn đi. Thấy đối phương cố chấp không nghe, Diệp Lâm cũng chẳng còn cách nào khác. Có điều, anh không có nhiều thời gian rảnh để dạy dỗ đồ đệ. Vậy nên Diệp Lâm kiên nhẫn khuyên cô một lát rồi bảo hôm nào lại nói. Vậy được rồi, trời đã tối rồi, tôi không làm phiền anh nữa. Anh Diệp, ngủ ngon. Tần Tịch Giao đi về nhà với lòng quyết tâm sẽ không từ bỏ. Sau khi tách ra với Tần Tịch Giao, Diệp Lâm đi tới phòng khách trong nhà trạm, phát hiện ngoài cửa có một người đang đứng. Thuộc hạ tham kiến Long Vương đại nhân. Sau khi thấy Diệp Lâm, người đó lập tức quỳ một gối xuống đất gọi Long Vương. Anh, thấy anh ta, Diệp Lâm lập tức giật mình. Anh là một trong tám kỵ Ung Châu mà. Anh ta chính là Lục Cảnh Sinh, một chóp tám kỵ Ung Châu. Anh ta để đầu chọc, cực kỳ nổi bật, vậy nên Diệp Lâm vẫn còn một chút ấn tượng với anh ta. Xin Long Vương đại nhân tha tội, Lục Cảnh Sinh chủ động nhận tội, tôi chính là một trong 9 đứa con nuôi do lão Long Vương bồi dưỡng, tên là Lục Long. Ồ. Diệp Lâm bất ngờ, vậy sao anh lại đi tòng quân? Hơn nữa, trông anh ta cũng không tệ lầm, có thể trở thành một trong tám kỵ Ung Châu. Ai ra, chuyện này nói ra thì rất dài. Lục Long Lục Cảnh Sinh thở dài, từ khi lão Long Vương mất tích một cách bí ẩn, tôi liên tiếp gặp phải các cú sốc lớn. Nào là gặp người xấu, rồi bị bạn gái cũng ngoại tình. Dưới cơn giận dữ, tôi cạo đầu thề đi tòng quân. Nói ra thì đúng là trong lòng không phụ nữ, rút kiếm tất nhiên nhanh. Sau khi bỏ hết mọi suy nghĩ vớ vẩn, tôi đi quân doanh, lập chiến công nhiều lần, không ai có thể cản, cuối cùng trở thành một trong tám kỵ Ung Châu. Nghe Lục Long kể lại quá khứ của mình, Diệp Lâm cũng có chút sở khóc sở cười. Có điều, ngay sau đó, Diệp Lâm lạnh lùng nói, tôi đã ra Long Vương lệnh, vì sao anh không nhận, cũng không chịu báo tin. Long Vương đại nhân bớt giận, Lục Long Lục Cảnh Sinh vội vàng giải thích, không phải tôi không nhận, mà là sau khi vào quân doanh, tôi đã cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Khi tôi biết được có Tân Long Vương, tôi còn chưa kịp chúc mừng thì Long Vương đại nhân cũng đã đi vào Ung Châu. Diệp Lâm nói thì nói như vậy, nhưng anh không kịp thời trả lời Long Vương lệnh cũng là tội chết. Dứt lời, Diệp Lâm rút kiếm ra. Lục Long còn chưa kịp xin tha thì kiếm của Diệp Lâm cũng đã chém mạnh xuống. Nói thì chậm xảy ra thì nhanh. Diệp Lâm chém một kiếm xuống, cơ bản là không cho Lục Cảnh Sinh cơ hội giải thích. Xong rồi. Thấy vậy, Lục Cảnh Sinh nín thở nhầm mắt, trong lòng thầm than một tiếng. Nếu sớm biết như thế thì không nên chủ động thẳng thắn. Tuy rằng sớm muộn gì cũng sẽ bị Long Môn phát hiện, nhưng mà sống lâu thêm một ngày thì lãi một ngày. Xẹt. Lục Cảnh Sinh cảm nhận được một làn gió lướt qua gò má, cả người trở nên cứng đờ. Sau một lúc lâu, Lục Cảnh Sinh từ từ mở mắt ra, vô thức sờ lên đầu mình. Rất trơn, rất láng. May là đầu còn chưa chuyển nhà. Lục Cảnh Sinh lập tức thở nhẹ ra, cúi đầu xuống nhìn thì thấy một sợi tóc đang bay xuống đất. Hóa ra là sợi râu trên mặt mình bị Diệp Lâm một kiếm chém đứt. Lấy tóc thay đầu, giọng nói của Diệp Lâm vang lên bên tai lần nữa, từ nay về sau, không có Lục Long, chỉ có Lục Cảnh Sinh một trong tám kỵ Ung Châu. Nghe vậy, Lục Cảnh Sinh như là gặp đại xá,
vô cùng biết ơn nói, cảm ơn Diệp chiến thần. Vậy tôi đi về quân doanh, sau này sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Không cần đi về, Diệp Lâm sắp xếp, ngày mai theo tôi đi tân lĩnh. Vâng, Lục Cảnh Sinh lên tiếng, sau đó đi ra ngoài. Ngày hôm sau, một chiếc xe Việt dã của chính phủ đỗ ở cửa nhà trạm chờ Diệp Lâm. Thống đốc phủ Trường An làm theo lời dặn dò, chuẩn bị một người dẫn đường để dẫn Diệp Lâm đi sâu trong tân lĩnh. Sau khi lên xe, Diệp Lâm ngạc nhiên phát hiện tài xế là Tân Tịch Giao. Sao lại là cô? Diệp Lâm nhìn qua nhìn lại, trên xe không còn ai khác. Dẫn đường đâu? Tân Tịch Giao cười nói, tôi chính là dẫn đường. Nghe nói anh thiếu một người địa phương dẫn đường. Tôi chính là người địa phương, hơn nữa tổ. Trạch và tổ Lâm nhà họ Tân chúng tôi đều ở tân lĩnh, tôi cực kỳ quen thuộc với vùng tân lĩnh. Hóa ra Tân Tịch Giao đã âm thầm đi tìm thống đốc phủ Trường An để nhận việc. Lại nói nhà họ Tần có thế lực rất lớn ở bản địa, đại tiểu thư nhà họ Tân tự mình lên tiếng, ngay cả thống đốc cũng phải nể mặt. Vậy nên Tần Tịch Giao trở thành dẫn đường trong chuyến đi này. Bên kia rất nguy hiểm, Diệp Lâm nhắc nhở. Không sao, Tần Tịch Giao nói, tôi chính là băng cơ ngọc cốt cơ mà. Cần phải đi nơi nguy hiểm để rèn luyện. Quác anh mau lên xe đi, đừng lề mề nữa. Thấy vậy, Diệp Lâm cũng không nói nhiều nữa, đi lên xe cùng với Lục Cảnh Sinh. Xe chạy thẳng về phía nam, ra khỏi thành Trường An, tiếp tục đi vẽ phía tân lĩnh. Chúng ta có đi thôn xảy ra chuyện để xem tình huống trước không? Tân Tịch Giao xem bản đồ, thấy vài thôn bị hại đều nằm ở gần đây. Không cần. Diệp Lâm từ chối. Chuyến đi này của chúng ta chỉ có một mục đích là chém rồng. Mấy thôn kia đã bị hại rồi, chắc là hồn rồng không còn ở trong thôn nữa. Quan binh đã đi rồi. Chúng ta có đi thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Nghe vậy, Tần Tịch Giao có chút khó hiểu, vậy chúng ta đi đâu chém rồng? Tần lĩnh lớn lầm. Tần lĩnh bắt nguồn từ phía tây Côn Lôn, kéo dài qua Lũng Nam, đến phía đông núi Đại Biệt và dãy núi Trương Bát, trải qua ba tỉnh và là đường ranh giới của lưu vực Trường Giang, Hoàng Hà. Nếu chỉ dựa vào lái xe chạy lang thang khắp nơi thì chắc là phải chạy cả tháng cũng chưa xong, nói gì đến tìm kiếm tung tích rồng. Không sao, Diệp Lâm nói. Tôi có cách tìm rồng, cô chỉ cần chạy xe theo hướng mà tôi chỉ là được rồi. Một trong các kỹ năng thuộc đồ long thuật là tìm rồng. Đây chính là năng lực nhập môn cơ sở nhất trong đồ long thuật. Nếu không, ngay cả rồng cũng tìm không thấy thì nói gì đến chém rồng. Tâm long thập vạn khán triền sơn, nhất trọng, triền thị nhất trọng quan. Diệp Lâm nhìn ra xa xa, tìm kiếm nơi có khí rồng. Tiên tầm long khí thức chính long, khước thị chỉ long quan viện ứng. Tiếp tục chạy về phía nam. Nghe thấy Diệp Lâm lấm bẩm rồi chỉ huy, Lục Cảnh Sinh ngồi một bên rất là khâm phục. Diệp chiến thần, anh thần thật đấy, giống như cái gì cũng biết vậy. Diệp Lâm không hề khiêm tốn, gật đầu nói, đúng là cái gì cũng biết. Tần Tịch Giao lái xe lại có chút khó hiểu, anh Diệp, cái câu mà anh lẩm bẩm lúc nãy là ầm long, phân kim xem triền sơn mới đúng mà. Tôi nhớ rõ gia tộc tôi từng mời thầy phong thủy. Lúc tìm kiếm phong thủy bảo địa để chôn cất đã nói như vậy. Nghe vậy, Diệp Lâm cười nói, đây chính là cách tìm rồng cơ sở nhất, chỉ là đời sau không có rồng, mới bị thầy phong thủy mượn dùng, diễn biến ra phương pháp tầm long, phân kim, điểm huyệt. Phương pháp này có thể tìm được nơi long hưng, chính là phong thủy bảo địa mà người ta hay nói. Chôn cất ở nơi này có thể gieo phúc cho con cháu, vậy nên phương pháp kia dần trở nên nổi tiếng. Tân Tịch Giao nghe vậy thì cảm thán là mở tri thức. Hóa ra là Thiết Lục Cảnh Sinh giật mình, nơi Long Hưng chính là một mảnh đất tốt, dù là xây nhà ở hay là chôn cất đều sẽ là lựa chọn hàng đầu. Diệp Lâm lại nói, có điều hiện giờ rồng âm xuất hiện, chôn cất ở đó sẽ mang đến rất nhiều xui xẻo. Nếu tôi đoán không sai thì các thôn bị hồn rồng hại có mộ tổ tiên ở những nơi con rồng âm kia thường qua lại, vậy nên mới bị hại. Nghe vậy, Tần Tịch Giao thay đổi sắc mặt, nghiêm trọng vậy sao? Tổ Lâm nhà họ Tân chúng tôi cũng ở gần đó. Diệp Lâm nói, không sao, dù sao tôi cũng sẽ chém chết con rồng âm kia. Sau đó, Diệp Lâm tiếp tục chỉ đường đi về phía nam. Đến khi trời tối, bọn họ đi xe tới gần mép đầm lầy. Đột nhiên có gió thổi mạnh, không khí trở nên vô cùng quỷ quyệt. Diệp Lâm vội vàng đi xuống xe, quan sát kỹ xung quanh. Tâm long vọng khí tiên tâm mạch, dạ vọng vân nghê sinh sử mịch. Bên trong bóng đêm, khí rồng mờ mịt lặng lẽ thổi từ xa đến gần. Xen lẫn một ít chân khí còn sót lại của cao thủ.
hơi thở của người và rồng trộn lẫn vào nhau lan tràn ra xa. Rõ ràng là có người tìm được nơi này trước bọn họ. Ở bên kia, Diệp Lâm tập trung nhìn kỹ, cảm nhận được một luồng âm sát khí khủng bố bay lên cao, dường như là phá tan trói buộc nào đó, chạy loạn xạ khắp nơi. Thấy vậy, Diệp Lâm vội vàng dùng dẫn long quyết, dẫn một đống hồn rồng đang tán loạn khắp nơi về phía mình. Sau đó, anh sẽ dùng thuốc long chú trói chặt nó. Cùng lúc đó, ở sâu trong tân lĩnh, trải qua ngày một đêm tìm kiếm, đám người Hoa Sơn cuối cùng cũng tìm thấy hồn rồng, đồng thời dùng kiếm trận Hoa Sơn bao vây. Nhiệt xúc, còn không mau chịu trói, mơ tưởng trốn thoát hả? Trưởng giáo Hoa Sơn dẫn đầu đám trưởng lão Hoa Sơn đứng đúng vị trí của mình để giữ kiếm trận. Mưa kiếm đầy trời giống như vạn mũi tên đâm xuyên tìm đánh thẳng xuống hồn rồng phía dưới. Một hồn rồng khổng lồ bị nhốt trong lõm đất, trên đầu là kiếm trận dày đặc, trong nhất thời không chạy trốn được. Ngao! Tiếng rồng ngâm rít gào vang liên miên bên tai. Đệ tử quan môn của trưởng giáo Hoa Sơn là Liêu Trác Xuyên lần đầu nhìn thấy rồng. Dù chỉ là một hồn rồng thì cũng rất là chấn động. Anh ta giật mình, thầm nói, chỉ là một hồn rồng thôi mà đã có uy lực đến như thế rồi. Cần phải cả đám sự phụ sư thúc hợp lực, phối hợp với kiếm trận Hoa Sơn, mới có thể bao vây được nó. Nếu gặp được một con rồng thật sự bay lên trời chui xuống đất thì chắc là khó đánh phục hơn nữa. Thật sự không dám tưởng tượng rốt cuộc vì sao giống loài mạnh mẽ như rồng lại tuyệt tích. Sư huynh, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không bắt được nó. Lúc này, Tàng Kiếm Thượng Nhân nói, con nghiệt long kia là hồn thể, kiếm trận không làm gì được nó. Ngược lại, nếu tiếp tục kéo nữa, khi mà bọn họ không thể mở mãi kiểm trận đánh trận chiến tiêu hao, thì khoảnh khắc trận pháp dừng lại, hồn rồng vẫn có thể nhẹ nhàng chạy thoát. Ai ra, tiếc là đồ long thuật đã thất truyền theo một con rồng cuối cùng bị giết. Lúc này, một vị trưởng lão Hoa Sơn thở dài, trong đồ long thuật chắc chắn có bí pháp thu long hồn. Trưởng giáo Hoa Sơn ngạo nghễ nói, dù không có đồ long thuật, chẳng lẽ Hoa Sơn ta ngay cả một hồn rồng cũng không đối phó được hay sao? Nhiệt xúc, tao hỏi mày một lần cuối cùng, rốt cuộc mày có đầu hàng hay không? Nếu không chịu đầu hàng Hoa Sơn tao, thì tao nhất định sẽ làm mày hồn phi phách tán ngay tại đây. Ông ta vừa dứt lời, số lượng kiếm trong kiếm trận chợt tăng gấp 10 lần, dày đặc như lạch trời, có vẻ là ngay giây tiếp theo sẽ đánh cho hồn rồng hồn phi phách tán. Không hổ là kiếm trận Hoa Sơn, quả nhiên khiến cho người ta sợ hãi. Đứng từ xa thôi mà đã cảm nhận được mũi nhọn bộc lộ. Ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Lúc này, cách đó không xa có một già một trẻ đi đến. Thiên Cơ Tử. Trưởng giáo Hoa Sơn nhìn kỹ thì thấy là Thiên Cơ Tử, môn bạc trong năm môn cổ võ. Ông nội, bên này kiếm khí sắc nhọn, chúng ta xuống núi trước đi. Cháu trai Ngô Nhạc khuyên nhủ. Thiên Cơ Tử lắc đầu, khăng khăng đi lên, ôm quyền nói, mục trưởng giáo, tôi có lời không biết có nên nói hay không. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 17.